Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 266. Tạp đệ nhị phân thân nhíu mày lại, lộ ra không kiên nhẫn. Thần vô tận sáu đại hồng mông tiên vương đều bị hắn đè lên đánh, lại còn không có sợ chết dám ra đây. Chỉ là khi ánh mắt của hắn tìm nguồn thanh âm vị trí nhìn tới lúc, sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng không phải đến người cường đại cỡ nào, tương phản, người tới vẻn vẹn chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương. Không sai, chính là La Thiên Tiên Vương, thật sự coi chính mình là cái gì, một cái La Thiên Tiên Vương cũng dám đứng ra chịu chết. Hồng hộc, tạp đệ nhị phân thân tiện tay vung lên, một đạo tiên quang bắn ra, hóa thành một thanh kiếm sắc xuyên qua thời không, chớp mắt liền xuất hiện ở người tới trước người. Hắn thấy, một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, một đòn liền có thể tùy tiện phế đi hắn. Tiếp lấy, cũng đúng lúc này, thanh âm kia tiếp tục vang lên, hơn nữa đã xuất hiện ở thần vô tận mấy người trước người. Phất tay, mấy trăm khối quang mang sáng lạng bản nguyên tiên tinh hiện lên, chia sáu phần xuất hiện ở thần vô tận sáu người trước người. Đây là, 100 khối bản nguyên tiên tinh, đám người trợn tròn mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người 100 khối. Đây thật là một cái La Thiên Tiên Vương có thể cầm ra được sao? Tạp đệ nhị phân thân ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào trên người vừa tới, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Tiểu tử này, vậy mà không nhìn công kích của mình. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh. Nhưng mà, tiếp xuống để tạp đệ nhị phân thân càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Đại ca, ngươi không có việc gì. Đột nhiên, Tử Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn xem người tới. Lời này vừa nói ra, thần vô tận trong mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, Tiêu Phàm bị Hoàng Thiên truy sát, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, còn tưởng rằng hạ phàm xảy ra ngoài ý muốn đây. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tử Vũ, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm vội ho một tiếng, ngược lại có chút xấu hổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân xuyên toa thái cổ thời đại, thần vô tận cùng Tử Vũ sẽ cùng bản thân kết bái. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thần vô tận vẫn là hắn sư tôn đây. Bất quá, thời không chi lực huyền diệu nhất, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thể nói chỉ cần trải qua sự tình, đều là thật. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, cũng không dám tùy tiện vượt qua thời không trở lại quá khứ. Tà Vũ đã từng đã nói với hắn, thực lực càng mạnh vượt qua thời không trả ra đại giới càng lớn. Nếu chỉ là làm một cái người đứng xem, cái giá như thế này ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là, muốn tham dự chuyện đã qua, dù cho Hồng Mông Tiên Vương cũng rất khó tiếp nhận. Tiêu Phàm minh bạch, lời này hẳn là tà thần nói, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện đi thử nghiệm. Đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt, thần vô tận cũng biểu tình mừng rỡ, toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng. Tiêu Phàm cười cười, hắn cùng với thần vô tận quan hệ phức tạp nhất. Tiểu tử, ngươi là ai? Tạp thanh âm phá vỡ bình tĩnh, quỷ dị chính là, hắn không có đột nhiên xuất thủ, mặc dù hắn nội tâm đã sớm khó chịu. Ta một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, ngươi tự nhiên không biết. Tiêu Phàm trước người một bước, đem thần vô tận đám người ngăn ở phía sau. Nơi xa nhìn thấy một màn này vạn linh, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Một cái La Thiên Tiên Vương, dũng khí từ đâu tới trực diện tạp. Gia hỏa này. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Bất quá, ta biết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta sẽ giết ngươi. Liền bằng ngươi, tạp đệ nhị phân thân cực kỳ khinh thường, nhưng nội tâm nhưng có chút cẩn thận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm trên người có mấy cổ sổ tức khí tức. Nhân hoàng, thời không lão nhân, tu la tổ ma, đây đều là cường địch. Đây cũng là hắn không có lập tức xuất thủ nguyên nhân. Các vị, các ngươi mau chóng khôi phục, để ta chặn lại một hồi, chờ chút còn phải dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, ngay sau đó phóng ra bước chân, hướng về tạp đệ nhị phân thân đi đến. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ không hiểu, La Thiên Tiên Vương từ đâu tới lá gan khiêu khích tạp đệ nhị phân thân, chẳng lẽ là một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nhục thân một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể. Sau lưng cốt xí dương ra, trong tay tu la kiếm sát khí bành trướng, khí thế cường đại, vậy mà để một đám hỗn nguyên tiên vương đều có chút tê cả ra đầu. Có ý tứ. Tất nhiên người muốn chết,
như ngươi mong muốn. Tạp đệ nhị phân thân híp híp hai mắt, hắn nghĩ không hiểu Tiêu Phàm cùng những cái kia cường địch có quan hệ gì, nhưng là hắn nở rộ khí tức, vậy mà có thể so với Hồng Mông Tiên Vương. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh tiểu tử này bất phàm. Giết, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, chủ động giết ra, ngàn vạn kiếm khí tù chiến tranh, dày đặc mỗi một tấc không gian, tiên đạo khí tức mãnh liệt. Thần Vô Tận mấy người trên mặt lộ ra lo lắng, Tiêu Phàm có mạnh hơn, cái kia cuối cùng chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương a. Tạp đệ nhị phân thân cường đại, bọn họ thế nhưng là tự mình lãnh hội qua. Gia hỏa này có thể đỉnh một hồi, nhanh khôi phục tiên lực. Hoang Ma kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Mọi người ở đây, nếu như nói ai đối Tiêu Phàm hiểu rõ nhất, vậy dĩ nhiên không phải Hoang Ma, không ai có thể hơn. Hắn phân thân đi theo Tiêu Phàm thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Nếu như đổi lại những người khác, hắn cũng tuyệt không tin có thể chống đối tạp đệ nhị phân thân, dù chỉ là một mảnh khác. Nhưng là, hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể, chỉ là hắn không hiểu là, Tiêu Phàm lúc nào thành Thần Vô Tận cùng Tử Vũ đại ca. Mấy người nhanh chóng luyện hóa bản nguyên tiên tinh, ánh mắt lại thời khắc hướng về Tiêu Phàm cùng tạp đệ nhị phân thân chiến trường. Một khi Tiêu Phàm chịu không được, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Oanh, Tiêu Phàm bị tạp đệ nhị phân thân một trường vỗ bay, nhục thân xuất hiện vô số vết rạn, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn không thể không thừa nhận, tạp thật quá mạnh. Đây vẫn chỉ là đệ nhị phân thân mà thôi, nếu như bản tôn ở đây, bọn họ những người này đoán chừng chỉ có bị miểu sát phần. Lại đến, Tiêu Phàm nhục thân trong nháy mắt phục hồi như cũ, xách ngược lấy Tu La kiếm xông tới. Nghịch loạn thương minh, tuế nguyệt chi giới, vô thủy vô chung, đủ loại cấm kỵ chiến pháp, không cần tiền một dạng ném ra, nhưng mà căn bản là không có cách cho tạp đệ nhị phân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, hắn cũng chưa từng tự phụ đến có thể làm bị thương tạp đệ nhị phân thân. Hắn phải làm, vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tiêu Phàm lần nữa bị oanh bay, ngực xuất hiện một cái to lớn huyết động, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái. Thê thảm tới cực điểm. Nhưng mà, hắn lại tựa như đánh bất tử tiểu cường, một lần lại một lần xông đi lên, một bộ muốn cùng tạp đệ nhị phân thân liều mạng tư thế. Giờ khắc này, Vạn Linh cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm. Một cái có thể chính diện kháng trụ tạp đệ nhị phân thân công kích, hơn nữa ngoan cường như vậy người, bọn họ dựa vào cái gì xem thường. Nói câu khó nghe, có thể đứng ở cái kia chiến trường, cũng đủ để cho tất cả mọi người bọn họ nhìn lên. Tạp đệ nhị phân thân nhìn thấy Tiêu Phàm phảng phất thuốc cao ra chó một dạng gắt gao quấn lấy bản thân, sắc mặt cực kỳ khó xử. Phải biết, Thần Vô Tận mấy người bị hắn đả thương mấy lần về sau, liền nhục thân đều không thể phục hồi như cũ a. Nhưng tiểu tử này, lại dường như thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Nếu là hắn cũng là Hồng Mông Tiên Vương, bản thân thật vẫn chưa hẳn chống đỡ được. Hô hô, mấy phen kịch đấu xuống tới, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch. Há mồm thở dốc, hắn tiên lực cực kỳ hùng hậu, nhưng mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, cũng có chút chống đỡ không nổi. Đây hoàn toàn không phải một cái cấp độ chiến đấu. Chết, Tạp cũng thật sự nổi giận, một đạo thần hồng bắn ra, đánh trúng Tiêu Phàm ngực, Tiêu Phàm nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đối chiến tạp đệ nhị phân thân, cuối cùng vẫn bị thất bại. Tạp đệ nhị phân thân lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa huyết vụ, mặt âm trầm. Nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một con run dế để tự mình ra tay nhiều lần như vậy, hắn nội tâm cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Hơn nữa Tiêu Phàm trên người có nhiều như vậy cường địch khí tức, hắn càng thêm đề phòng. Hô, đột nhiên, đoàn huyết phụ kia lần nữa phục hồi như cũ, khôi phục hình người. Các vị, đã tốt chưa, không chống nổi. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, một lần lại một lần nổ tung nhục thân, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Vĩnh hằng tiên thể, đều sắp không chịu được nữa. Hơn nữa nhiều lần, kém chút thương tổn tới bản nguyên đại đạo, đây là Tiêu Phàm không thể thừa nhận. Không sai biệt lắm khôi phục năm thành, Hoang Ma lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, chiến ý giạt rào, dường như đánh máu gà một dạng. 100 mai bản nguyên tiên tinh, mới vẻn vẹn dùng hết 1/10 mà thôi, hắn có tự tin này cùng tạp đệ nhị phân thân tiêu hao. Hắn cũng không tin. Tạp đệ nhị phân thân tiên lực vô cùng vô tận. Thần Vô Tận, Tử Vũ, Ma Chủ, Minh Vương cùng Huyền Vũ năm người cũng lên một lượt phía trước, song song mà đứng,
khí thế cường đại bộc phát, hư không đều trực tiếp nổ tung. Một con run rế chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi, như... Đám người một trận trầm mặc, bọn họ cũng suy tư rất nhiều, có thể không thu hoạch được gì. Tạp cường đại là không cho phép hoài nghi. Nhưng là biến thái đến dạng này cấp độ, cũng có chút khó có thể kết thúc. Đã từng trong bọn họ mấy người cùng tạp đệ nhị phân thân giao quá ít, lúc ấy tạp đệ nhị phân thân căn bản cũng không có đáng sợ như vậy. Đây là bởi vì tạp cỗ này phân thân, lực lượng nơi phát ra cùng các ngươi đã từng gặp được tạp phân thân khác biệt, thậm chí cùng lúc trước đối chiến hắn cũng khác biệt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Lực lượng nơi phát ra, đám người càng thêm mê hoặc, chẳng lẽ tạp tiên lực liên tục không ngừng, là có mặt khác bổ sung. Còn nhớ rõ các ngươi trước đó đối chiến tạp sao? Tiêu Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, hắn thực lực rất mạnh, nhưng là hắn tiên lực lại không phải vô cùng vô tận. Không sai, mặc dù hắn tiên lực vẫn như cũ cảm giác rất hùng hậu, nhưng xác thực khí tức rớt xuống không ít. Minh Vương cẩn thận hồi tưởng về sau, trịnh trọng gật đầu. Đó là bởi vì, tạp ngay lúc đó phân thân, là điều động bản thể hắn bản nguyên đại đạo lực lượng. Tiêu Phàm sắp xếp lời nói một chút, nhanh chóng nói ra, nhưng là loại này lực lượng, cũng không phải là một lần là xong, các ngươi cũng biết, hắn bản thể bị phong ấn ở thời không chi hà, cần một cái quá trình. Đương nhiên, dù vậy, mấy người các ngươi cũng đồng dạng không phải hắn đối thủ. Đúng rồi, về sau hắn thực lực rõ ràng rớt xuống không ít, lại là chuyện gì xảy ra, bình thường mà nói, hắn thực lực cho dù có rơi xuống, cũng sẽ không rớt xuống ngàn trượng. Ma chủ trầm giọng nói, đó có thể là bởi vì, ta củng cố thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi phong ấn. Tiêu Phàm không có giấu giếm đám người. Mấy người trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quá tin tưởng, Tiêu Phàm rất nhiều cố lục đạo luân hồi phong ấn thực lực, hắn chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương A. Thế nhưng là, nếu không phải là như thế, bọn họ cũng vô pháp giải thích tạp đệ nhị phân thân thực lực hạ thấp lớn nguyên nhân. Tiêu Phàm không có giải thích. Phía sau tạp đệ nhị phân thân còn theo đuổi không bỏ đây. Nhất định phải để đám người biết rõ ràng tạp đệ nhị phân thân đặc thù, lại nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tuy nhiên ta không sau khi biết đến xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ tạp phân thân, cùng lúc trước cái kia rõ ràng bất đồng, hắn trên người có được khư tộc khí tức. Tiêu Phàm lại nói, đó là bởi vì hắn dung hợp một cái khư tộc, ma chủ giải thích một câu. Thì ra là thế, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt minh bạch tiên linh vừa rồi trong bóng tối nhắc nhở hắn trong giọng nói ý tứ, nói cách khác, tạp cỗ này phân thân, hiện tại là chân chính khư tộc. Khư tộc có được phục chế năng lực, tự nhiên có thể phục chế thủ đoạn của các ngươi, biến thành các ngươi. Hơn nữa, hắn đã tiến giai thành tiên khư thú. Tiên khư thú, đám người giật mình. Bọn họ biết rõ khư tộc đẳng cấp xâm nghiêm, mặc dù chỉ có 4 cái phẩm giai, nhưng vương khư thú đều cực kỳ thưa thớt. Lại càng không cần phải nói tiên khư thú. Bọn họ ngược lại là nghe nói qua, đã từng có một đầu khư thú tiến giai tiên khư thú, nhưng cuối cùng lại thất bại, còn trọng thương tạp 3 bộ phân thân. Không sai, điểm này ta có thể khẳng định, Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn, vạn nguyên huyễn thú đã xác nhận qua, lại làm sao có thể sai lầm đây. Từ xưa đến nay, tiên khư thú cực kỳ thưa thớt, đối với hắn lý giải tự nhiên không nhiều, nhưng là, chúng ta có thể tham chiếu vạn tộc. Sơ đại huyết mạch, là có thể áp chế sơ giai huyết mạch, bởi vậy cũng danh xưng tổ huyết mạch. Đồng dạng, tiên khư thú cũng có thể áp chế sơ giai khư thú, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn có thể tùy thời thôn phệ mặt khác khư thú, hóa thành bản thân lực lượng. Đây cũng là ta tước đoạt hắn lực lượng, cuối cùng trong nháy mắt khôi phục nguyên nhân, bởi vì hắn nháy mắt thôn phệ đông đảo khư thú. Hắn làm như thế, sẽ không sợ khư tộc tập thể phản loạn sao? Minh Vương nhíu mày. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, sẽ không làm phản, coi như nghĩ phản loạn, bọn họ cũng không cơ hội, đừng quên, bọn họ vốn là tạp sáng tạo ra. Nói như vậy, chúng ta muốn chiến thắng nó, nhất định phải nhằm vào điểm này ra tay. Thần vô tận ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần tạp đệ nhị phân thân không phải vô địch, vậy thì có chiến thắng hy vọng. Không, ai ngờ, Tiêu Phàm không chút do dự hủy bỏ hắn ý nghĩ, muốn giết chết hắn. Nhất định phải nhằm vào hắn cái kia liên tục không ngừng tiên lực. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Không đợi đám người mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, ta đã biết mọi người khó có thể tiếp nhận, nhưng là, chỉ cần có khư tộc ở, chúng ta liền không khả năng nhường hắn thực lực giảm xuống,
hắn tùy thời có thể thôn vệ mặt khác khư thú khôi phục đỉnh phong. Trừ phi, chúng ta có thể trong nháy mắt hủy diệt khư tộc, nhưng là đó căn bản không có khả năng. Đám người gật gật đầu, xác thực như Tiêu Phàm nói tới, bọn họ căn bản không làm được đến mức này. Coi như có thể làm, tạp đệ nhị phân thân cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật, đừng nhìn tạp tiên lực dường như vô cùng vô tận, nhưng nếu muốn cắt ngang hắn, cũng không khó. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, các ngươi đừng quên, phía trước thế nhưng là hỗn độn khư địa. Hỗn độn khư địa lại như thế nào, bất kỳ thế giới nào đều liên thông bản nguyên thế giới, hắn có thể giống vậy điều động bản thể lực lượng. Ma chủ không hiểu. Hỗn độn khư địa thời không rối loạn, bản thể lực lượng, cuối cùng không là chính hắn, không phải sao? Tiêu Phàm cười cười. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt hiểu được. Đúng vậy a, tạp đệ nhị phân thân dĩ nhiên có thể điều động bản thể lực lượng, nhưng đây là cần một cái quá trình. Mà hỗn độn khư địa thời không rối loạn, hắn nghĩ muốn điều động bản thể lực lượng, nhưng không có thoải mái như vậy, chí ít cũng sẽ là đứt quãng. Tạp ưu điểm lớn nhất, ngược lại trở thành nhược điểm của hắn. Chỉ cần hắn không thể thời khắc bảo trì đỉnh phong, bọn họ 6 người liên thủ, lại có sợ gì? Kỳ thật, ta ước gì hắn thôn phệ khư thú, dù sao cuối cùng ta đều sẽ thôn phệ hắn. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Trong mọi người tâm kỳ thật cực kỳ nghi hoặc, Tiêu Phàm vì sao có thể thôn phệ khư tộc? Nhưng là, ai cũng không có mở miệng, dù sao, mỗi người đều có bản thân bí mật. Bọn họ ai cũng không có phát hiện, Tiêu Phàm đầu vai tiểu tuyết cầu, vậy mà cũng là trong truyền thuyết tiên khư thú. Tiêu Phàm cũng không nói cho bọn hắn tính toán, vạn nguyên huyễn thú tình huống tương đối đặc thù, hắn mặc dù phẩm giai tương đương với tiên khư thú, nhưng trên thực tế, hắn đã không thuộc về khư thú. Bằng không mà nói, vạn nguyên huyễn thú cũng đồng dạng có thể trong nháy mắt hủy diệt tiếp theo ngụ. Điểm này có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Phàm cũng biết, có bỏ mới có được. Đồng dạng, lấy được một chút, cũng sẽ mất đi một chút. Các ngươi mau chóng khôi phục tiên lực, kế tiếp còn có một trận đại chiến. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại là phát hiện tạp đệ nhị phân thân cách bọn họ càng ngày càng gần. Đại ca, hỗn độn khư địa bên ngoài sợ là không cách nào ảnh hưởng đến hắn, có thể chúng ta tốc độ, đoán chừng không cách nào tiến vào hỗn độn khư địa đánh với hắn một trận. Thần Vô Tận vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mặc dù tìm được tạp đệ nhị phân thân nhược điểm, nhưng là muốn ứng phó hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chí ít, bọn họ phải tiến vào hỗn độn khư địa chỗ sâu. Yên tâm, chúng ta có thể hất ra hắn. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm may mắn bản thân sớm có bố trí, bằng không mà nói, hôm nay thật vẫn có khả năng lưu lại nơi này. Hỗn độn khư địa. Một chỗ sơn cốc, mấy bóng người ẩn núp trong đó, thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, thần sắc đề phòng tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra, vì sao lục đại tiên thành sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này? Thí thần ánh mắt sắc bén, có chút bận tâm Tiêu Phàm an nguy. Bọn họ dựa theo Tiêu Phàm mệnh lệnh, một mực ở nơi này bế quan. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vạn tộc đột nhiên toát ra vô số tu sĩ, hơn nữa còn giống như là ở chạy trốn. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng những người này đều là khư tộc biến thành, nhưng làm bọn họ nhìn thấy không ít khư thú đang đuổi giết bọn hắn lúc, liền hủy bỏ suy đoán này. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm lo lắng. Không phải nói, vạn tộc chuẩn bị đối khư tộc xuất thủ sao, có lẽ những người này đều là bị khư tộc phong ấn. Long Tiêu phân tích nói, hai người các ngươi gặp qua những người kia sao? Tô La cùng Quân Tuyệt lắc đầu, những người kia bọn họ một cái cũng không nhận ra. Đương nhiên, khả năng có nhận biết, nhưng bởi vì quá nhiều người, tốc độ chạy trốn quá nhanh, bọn họ căn bản thấy không rõ. Khư Thiên Thành khẳng định phát sinh đại chiến. Tô La suy nghĩ một chút nói, những người này có phải hay không trốn tới, chúng ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy, nơi này không thể ở lại, tùy thời đều có thể bị khư tộc phát hiện, chúng ta không thể đi. Thí thần không chút nghỉ ngợi nói, lão đại để cho chúng ta lưu lại nơi này, ta liền nhất định phải ở chỗ này chờ hắn, các ngươi trước tiên có thể đi. Tô La cùng Quân Tuyệt nhìn nhau, hai người đắng chát cười một tiếng, nhưng là ai cũng không động mảy may. Bọn họ ngược lại là muốn đi. Nhưng là người không thể nói không giữ lời. Mấu chốt là, bên ngoài khắp nơi đều là khư tộc tu sĩ, chỉ cần ly khai cái này sơn cốc, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hiện tại ra ngoài,
căn bản chính là tự tìm cái chết. Các ngươi có phát hiện hay không, vạn tộc những tu sĩ kia, cũng không có trốn vào đối diện. Long Tiêu tính táo phân tích. Mấy người cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là chuyện như thế. Mặc dù trốn vào hỗn độn khư địa không ít người, nhưng là phần lớn người đều cũng không có xâm nhập hỗn độn khư địa, mà là dọc theo hỗn độn khư địa bên ngoài hướng về hai cái phương hướng rời đi. Bọn họ có lẽ là muốn giết khư tộc một cái hồi mã thương. Tô La thấp giọng nói. Hẳn không phải là, các ngươi nhìn, khư tộc tiến đến đã có một đoạn thời gian, bọn họ nếu là muốn động thủ, đã sớm động thủ. Long Tiêu hủy bỏ loại phỏng đoán này. Đột nhiên, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hiện tại chúng ta có thể xác định là, Khư Thiên Thành khẳng định phát sinh đại chiến A. Làm sao, thí thần không hiểu. Khư tộc muốn mai phục vạn tộc tu sĩ, khẳng định phải từ mặt khác tám đại thiên thành điều khiển người A, hơn nữa khẳng định còn không ít. Long Tiêu nuốt nước miếng một cái, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Nói cách khác, hiện tại tám đại thiên thành có thể là phòng thủ yếu nhất thời điểm. Bọn họ có thể hay không thừa cơ đánh lén mặt khác thiên thành. Ngươi đừng nói, thật có khả năng. Thí thần kinh ngạc hết sức, nói, lục đại thiên thành nếu là thật sự có dạng này đảm phách, vậy ta thật đúng là xem thường hắn môn. Tô La cùng Quân Tuyệt vẻ mặt xấu hổ, những năm này, vạn tộc xác thực sống được quá oan uổng. Bất kể như thế nào, chúng ta ở chỗ này chờ lão đại trở về, đến lúc đó cái gì cũng biết. Thí thần lại bổ sung một câu. Khoảng cách hỗn độn khư địa hơn ngàn vạn trong ngoài, thần vô tận mấy người thay nhau khôi phục tiên lực. Tiêu Phàm bị mấy người mang theo đi, miễn cưỡng có thể đủ cùng tạp đệ nhị phân thân bảo trì khoảng cách nhất định. Đúng rồi, chúng ta nếu là ở hỗn độn sống uổng cùng tạp phân thân khai chiến, trước đó giết vào Khư Thiên Thành vạn tộc tu sĩ làm sao bây giờ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi. Thần vô tận cười cười, yên tâm, hỗn độn khư địa rất lớn. Các ngươi có phải hay không còn có kế hoạch khác? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem mấy người. Thần vô tận gật gật đầu, nghiêm túc nói, nguyên bản chúng ta cho là có thể nhất cử cầm xuống Khư Thiên Thành, hơn nữa diệt đi tạp phân thân, bởi vậy chúng ta chọn lựa mấy vạn người tới đây. Ứng phó tạp phân thân, để một chút cấp thấp tu sĩ tới nơi này, căn bản chính là chịu chết. Tiêu Phàm không chút lưu tình đả kích, coi như luyện binh cũng không phải như vậy luyện. Thần vô tận có chút lúng túng nói, đúng là chúng ta đánh giá thấp tạp đệ nhị phân thân thực lực, bất quá chúng ta cũng có hậu bị kế hoạch, nếu như không cách nào cầm xuống tạp, một khi rời khỏi Khư Thiên Thành, liền tiến về gần nhất U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Chỉ cần tạp phân thân bất tử, coi như cầm xuống U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành, thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm đối kế hoạch này khịt mũi coi thường. Xác thực không có ý nghĩa gì, nhưng là chúng ta không có lựa chọn. Nếu như cũng đã đối tạp đệ nhị phân thân động thủ, liền lại cũng không có đường lui. Thần vô tận thở dài. Bất quá, chỉ cần cầm xuống hai tòa này thành trì, chúng ta liền có thể cầm xuống hai đầu thông đạo, đến lúc đó, lục đại tiên thành người sẽ cấp tốc chạy đến. Cho dù không cách nào diệt đi tạp đệ nhị phân thân, nhưng chúng ta ngăn chặn hắn cũng không có vấn đề, vạn tộc liền có thể nhờ vào đó diệt đi U Thiên Thành cùng La Thiên Thành khư tộc. Nói đến đây, thần vô tận vội ho một tiếng. Bọn họ hiển nhiên còn đánh giá thấp tạp đệ nhị phân thân. Tạp đệ nhị phân thân sớm đã không phải hắn của ban đầu, bọn họ căn bản liền kéo không nổi hắn. Các ngươi sợ không phải quên hỗn độn tiên linh tộc, Tiêu Phàm vẫn như cũ đối bọn hắn kế hoạch này không ưa. Hỗn độn tiên linh tộc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ. Thần vô tận lắc đầu, về phần khư tộc, tất nhiên tạp đệ nhị phân thân đã thức tỉnh, khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Nếu như chờ tạp đệ nhị phân thân chuẩn bị xong khai chiến, chúng ta tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là tán đồng, hiện tại chủ động xuất kích, ít nhất có thể đủ đánh bất ngờ. Nhưng nếu như chờ tạp đệ nhị phân thân chỉnh đốn tốt khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, vạn tộc rất khó chịu đựng. Mặc dù một lần này, đừng nhìn hỗn độn tiên linh tộc huyền thiên cùng hỗn độn thiên đều xuất thủ, nhưng mặt khác ba cái hỗn độn tiên linh tộc chí cường có thể một mực chưa từng động tới. Hỗn độn tiên linh tộc cuối cùng không quá yên tâm, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trừ phi, chúng ta có thể cầm tới hỗn độn tiên linh tộc mệnh mạch, cái gì mệnh mạch? Mấy người không hiểu, hỗn độn tiên linh tộc còn có cái gì mệnh mạch hay sao? Nếu là có, bọn họ đã sớm làm. Các ngươi hẳn phải biết, hỗn độn tiên linh tộc không ít cường giả bị tạp chặt đứt bản nguyên đại đạo A, nếu là chúng ta có thể tìm được bọn họ bản nguyên đại đạo,
những người này nhất định sẽ cùng vạn tộc đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi nhìn hậu phương Tạp Đệ Nhị Phân Thân một cái. Tạp Đệ Nhị Phân Thân, tổng hẳn phải biết Hỗn Độn Tiên Linh tộc cường giả bản nguyên đại đạo bị phong ấn ở cái đó a. Chúng ta đã thử qua, căn bản liền tìm không thấy. Thần Vô Tận có chút bất đắc dĩ, chỉ cần có thể ứng phó tạp phương pháp, bọn họ đều nghĩ qua biện pháp, có thể kết quả không như ý muốn. Mặc kệ, xử lý trước tạp cỗ này phân thân lại nói. Tiêu Phàm thở sâu, cách đó không xa chính là Hỗn Độn Khư Địa, hắn lại thêm lòng tin mấy phần. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn. Phía trước, bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Mấy đạo hào quang phóng lên tận trời, tạo thành một cái trận pháp thật to màn sáng. Tạp, có gan tiếp tục đuổi giết tiểu gia, bằng không, tiểu gia lần sau nhất định giết chết ngươi. Tiêu Phàm hướng về phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng đám người một đầu đâm vào trận pháp. Lão đại, Sơn Cốc, thí thần nhìn thấy phía trước đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt bắt được mấy đạo thân ảnh, vẻ mặt mừng rỡ. Đi, hắn không có chút gì do dự. Lấy tay vung lên, một vệt sáng bọc lấy Long Tiêu ba người đồng thời xông vào trận pháp bên trong. Thí thần, các ngươi không có việc gì liền tốt, Tiêu Phàm nhìn thấy thí thần bọn họ vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ngươi không dùng cố ý khích tướng Tạp, Tử Vũ mặt sạm lại. Mặc dù Tạp Đệ Nhị phân thân căn bản không đem Tiêu Phàm để vào mắt, nhưng là, hắn tuyệt đối không ngại diệt đi một con run dế. Ta đây không phải sợ hắn không đến sao? Tiêu Phàm cười khan một tiếng. Nói xong, quang mang lóe lên, một cổ lực lượng cường đại bao phủ bọn họ, đem đám người đưa vào một đầu kỳ dị thời không thông đạo. Nhưng mà, cũng ngay tại giây phút này, một bóng người lăng không thoáng hiện, xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi vị trí. Tạp, Tử Vũ kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới nghĩ đến, Tiêu Phàm cố ý kích thích Tạp Đệ Nhị phân thân, đối phương đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo. Thần Vô Tận mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Hồng hộc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo kiếm mang hiện lên, trong nháy mắt chặt đứt thời không thông đạo. Lại là thời điểm then chốt, Tiêu Phàm quyết đoán xuất thủ. Hiển nhiên, cái này truyền tống không cách nào đem bọn hắn đưa vào thông đạo khu vực, nhưng là, mấy người cuối cùng bước vào thời không thông đạo, cũng có thể hất ra cùng Tạp Đệ Nhị phân thân ở giữa khoảng cách. Thời không thông đạo phá toái. Tiêu Phàm một nhóm cũng lần nữa rơi vào Hỗn Độn Khư Địa. Đi, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, không hề dừng lại một chút nào, mang theo đám người cấp tốc hướng về Hỗn Độn Khư Địa chạy tới. Ở phía sau bọn họ, có một cỗ kinh khủng khí tức cuốn tới, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Tạp Đệ Nhị phân thân đuổi theo tới. Thí thần, mấy người các ngươi trước ở tại ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm thở sâu, vội vàng đem mấy người ném vào thể nội thế giới. Hồng Mông Tiên Vương chiến đấu, bọn họ còn chưa có tư cách tham gia. Cho dù là một điểm dư ba, cũng có khả năng để bọn hắn trọng thương ngủ say. Mọi người mau chóng khôi phục tiên lực, tiếp đó, có một trận ngạnh chiến. Tiêu Phàm lại nhắc nhở Thần Vô Tận đám người. Mấy người gật gật đầu, bọn họ tự nhiên rõ ràng, hôm nay, không phải bọn họ chết, chính là Tạp Đệ Nhị phân thân vong. Mà bọn họ, căn bản không thể thất bại. Một khi bọn họ thất bại, Lục Đại Tiên Thành tất nhiên lưu lạc, Tiên Cấm Kiếp Địa cũng tất nhiên rơi vào Khư tộc trong tay. Mấy người tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể rõ ràng cảm nhận được Tạp Đệ Nhị phân thân cách bọn họ càng ngày càng gần. Hồng Mông Tiên Vương khí tức, cơ hồ đã không nhìn hỗn loạn chi địa, dù cho cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm một nhóm rốt cục bước vào Hỗn Độn Khư Địa chỗ sâu nhất. Nơi này hỗn loạn chi lực dồi dào, cho dù là Hồng Mông Tiên Vương cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Nơi này làm được hả? Tử Vũ có chút hoài nghi. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, có rất ít cái gì lực lượng có thể gông cùm xiềng xích bọn họ. Lại càng không cần phải nói Tạp Đệ Nhị phân thân, thiên địa, đoán chừng đã không có bất kỳ vật gì có thể áp chế hắn. Có thể làm, Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn gật đầu, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn. Mấy người không có phản bác, bởi vì bọn hắn không thể lại lui. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng đem Tạp Đệ Nhị phân thân dẫn vào Lục Đại Tiên Thành chiến đấu. Hô, một chén trà về sau, một cỗ ngập trời khí thức mãnh liệt mà tới, bốn phía hỗn loạn chi lực đều bị hất bay ra ngoài, biến thành một mảnh khu vực chân không. A, không chạy,
Tạp đệ nhị phân thân đuổi tới, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Trong mắt hắn, mấy người kia nhất định là một người chết. Không cần thiết chạy, nơi này tất nhiên là nơi chôn thây ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói. Thần Vô Tận mấy người nghe vậy, nhịn không được thở sâu. Bọn họ căn bản không có nửa điểm nắm chắc, không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin. Khẩu khí thật lớn, tạp đệ nhị phân thân không những không giận mà còn cười, bỗng nhiên, thân hình lần nữa chia ra làm bảy. Lần này, hắn liền Tiêu Phàm cũng không định buông tha. Động thủ, Tiêu Phàm để lại một câu nói, chủ động xuất kích, đánh về phía trong đó một bóng người. Thân ảnh kia biến thành là hắn bộ dáng, cái này khiến Tiêu Phàm cảm giác có chút buồn cười, tạp thật đúng là tự tin, đây là chuẩn bị nhục nhã bọn họ sao? Dùng bọn hắn thủ đoạn, đánh bại bọn hắn. Ông Tiêu Phàm trực tiếp thi triển vĩnh hằng tiên thể, một kiếm nổi giận chém mà ra. Cùng lúc đó, đối diện tạp phân thân đỉnh đầu bỗng vỡ ra, một cỗ thật là lớn uy áp quét sạch đi phía dưới. Chỉ thấy một bộ hắc kim sắc quan tài từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp chế tạp phân thân. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm mang hiện lên, trong nháy mắt xuyên qua tạp phân thân, đầy trời sương mù màu trắng quay cuồng. Hỗn trướng, tạp phân thân giận tím mặt. Một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương, vậy mà trong nháy mắt nghiền nát hắn nhục thể, cái này khiến hắn làm sao không giận. Bất quá, khi hắn nhìn về phía đỉnh đầu to lớn quan tài lúc, sắc mặt bỗng trầm xuống, chấn thế đồng quan. Tiêu Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, không đợi hắn phân thân hoàn toàn khôi phục. Một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện, nháy mắt thôn vệ số lớn xương trắng. Tạp phân thân lúc này mới ý thức được, tiểu tử này thật không đơn giản, có được ứng phó khư tộc thủ đoạn. Nếu như trước đó, hắn tự nhiên không cần thiết đề phòng Tiêu Phàm. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là khư tộc, Tiêu Phàm có biện pháp khắc chế hắn, cái này cũng có chút phiền toái, chỉ ít không thể đem Tiêu Phàm xem như một cái bình thường La Thiên Tiên Vương đối đãi. Thôn vệ tạp phân thân năng lượng. Tiêu Phàm lần nữa giết ra, chủ động công phạt. Hắn là tốc độ rất nhanh, xuất thủ cực kỳ hung mãnh, biến thái tốc độ, kinh khủng nhục thân, tăng thêm hắn lực bộc phát, trong lúc nhất thời vậy mà giết tạp phân thân liên tục bại lui. Không có khả năng, người tuyệt đối không phải La Thiên Tiên Vương. Tạp phân thân cũng bị Tiêu Phàm thực lực dọa sợ. Lấy áp lực của hắn, một cái La Thiên Tiên Vương, là không thể nào có được cùng Hồng Mông Tiên Vương thực lực đánh một trận. Nhưng dạng này sự tình lại là hắn tận mắt đi tới, hắn lại không thể không tin tưởng. Tiêu Phàm không nói một lời, Tu La kiếm không ngừng biến hóa, một đạo tử huyết sắc lợi mang xuyên qua thời không, cường thế một đòn, đối cứng tạp phân thân. Phịch một tiếng nổ vang, tạp phân thân một cánh tay nổ tung, hóa thành đầy trời xương trắng. Tạp không lo được khôi phục, thân thể cấp tốc lui lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người tu luyện tiên kinh. Không thể không nói. Tạp nhãn lực tuyệt đối là chư thiên vạn giới mạnh nhất. Một cái La Thiên Tiên Vương, có được khiêu chiến Hồng Mông Tiên Vương thực lực, chỉ có một loại khả năng, kia liền là tiên kinh. Chỉ bất quá tiên kinh cực kỳ thưa thớt, hơn nữa hắn chưa từng ở Tiêu Phàm trên người cảm thụ qua tiên kinh khí tức, cho nên vừa bắt đầu cũng không nhìn ra. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười tà một tiếng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mặc dù tiên kinh sớm muộn sẽ bại lộ, nhưng là hắn không nghĩ tới hiện tại liền bại lộ, hắn cũng không muốn để tạp trọng điểm chiếu cố. Hơn nữa, tiên kinh quan hệ trọng đại, tại chính mình chưa từng đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương phía trước, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Tiêu Phàm trả lời, để tạp phân thân kinh nghi bất định, đối Tiêu Phàm lần thứ nhất lộ ra kiêng dè. Thiên hạ tiên kinh chỉ có 4 bộ, mỗi bộ tiên kinh chỉ có một người tu luyện, người tu luyện là Bất Hủ Thiên Địa Kinh, hay là Lục Đạo Luân Hồi Kinh. Tạp ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí lấp lóe. Không biết ngươi nói cái gì, Tiêu Phàm thề thốt phủ nhận, lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhưng là xuất thủ lại càng ngày càng hung ác. Tạp phân thân nhíu mày, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Thế nhưng là, trừ bỏ tiên kinh, trên đời còn có thủ đoạn gì nữa để một cái La Thiên Tiên Vương khiêu chiến Hồng Mông Tiên Vương đây? Chẳng lẽ trên đời này còn có bản thân không biết đồ vật? Cũng hoặc là, xuất hiện bộ năm tiên kinh, để cho tạp phân thân nghi ngờ là, Tiêu Phàm tu luyện như thế nào tiên kinh, vì sao không triển lộ tiên kinh lực lượng đây? Hắn biết rõ, tiên kinh không chỉ có riêng là một bộ tu luyện công pháp, hơn nữa còn có được rất nhiều sát phạt tiên thuật. Người thất thần, Tiêu Phàm đột nhiên cười lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở tạp phân thân trước mặt, cường đại công kích thoáng hiện,
để hư không đều đang rung động, sát khí sôi trào. Lần này, Tiêu Phàm trực tiếp đem tạp đệ nhị phân thân một phân thành hai, đầy trời kiếm khí càng là nhai nát trong đó một nửa thân thể. Cuồn cuộn xương trắng bị Tiêu Phàm thôn phệ, hắn thể nội vạn nguyên huyễn thú ăn một cái sảng khoái. Đây chính là tạp phân thân năng lượng A, tiên khư thú cấp bậc lực lượng, đối với nó mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Nếu là có thể nuốt mất thứ nhất cỗ phân thân, cảnh giới của nó tất nhiên có thể ổn định lại. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có tiên hay không trải qua, hôm nay ngươi đều chết chắc. Tạp phân thân lần nữa khôi phục thân thể, bất quá đem so với phía trước, hắn khí tức rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Bị vạn nguyên huyễn thú cắn nuốt năng lượng, trong thời gian ngắn hắn có thể không có cách nào khôi phục. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ cầm giữ lại hồng mông tiên vương cảnh thực lực. Phải biết, đây vẫn chỉ là tạp đệ nhị phân thân chia ra 7 bộ phân thân một trong, liền có được dạng này biến thái thực lực. Có thể nghĩ, tạp đệ nhị phân thân cường đại. Hơn nữa đi hắn cơ hồ dùng mãi không cạn tiên lực, khó trách thần vô tận mấy người liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Oanh long! Tạp lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, quanh thân lôi quang quay cuồng, giống như là một vùng biển mênh mông đồng dạng, bay thẳng đến Tiêu Phàm thôn vệ đi. Hỗn độn thần lôi, Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục, loại này thủ đoạn, thế nhưng là hỗn độn lôi tổ A. Tạp đệ nhị phân thân vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tạp đệ nhị phân thân thế nhưng là tiên khư thú, có thể phục chế mấy loại bản nguyên đại đạo. Cái này đoán chừng còn chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, quanh thân xuất hiện một đạo đen nhánh màn nước, phía trên sóng nước lưu chuyển, cực kỳ huyền diệu. Vô tận hỗn độn thần lôi rơi vào trên đó, đột nhiên quỷ dị biến mất, dường như căn bản không tồn tại. Đây là, tạp ánh mắt lưu chuyển, trên mặt đều là dị sắc, người đi qua tiên ma giới. Hắn mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là có được bản tôn một chút ký ức. Tự nhiên biết rõ cái này hắc sắc màn nước là cái gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Phải biết, cho dù là hắn, lúc trước cũng không làm gì được nghịch thủy màn sáng A. Thậm chí hắn thử qua phục chế, nhưng là nghịch thủy màn sáng cùng bản nguyên chi lực không có bất cứ quan hệ nào, cuối cùng hắn cũng là để thất bại mà kết thúc. Tạp, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Tiêu Phàm chào phúng cười một tiếng. Tạp sắc mặt âm trầm. Hắn làm sao không biết, ngăn tại Tiêu Phàm trước người căn bản cũng không phải là nghịch thủy màn sáng, mà là tiên ma động. Mặc cho hắn lại làm sao cường đại, cũng không khả năng đánh nát tiên ma giới. Hắn biết rõ, có được nghịch thủy màn sáng Tiêu Phàm, cơ hồ ở vào thế bất bại. Muốn đánh bại Tiêu Phàm, trừ phi hủy nghịch thủy màn sáng. Đừng cao hứng quá sớm, tạp hai mắt nhắm lại, há miệng một đường, một khối trận đồ phi ra. Vừa mới xuất hiện, hỗn độn chi lực gào thét, vô tận thần văn lưu chuyển, bốn phía hỗn loạn thời không nhao nhao vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn phế tích. Trận đồ quang hoa hừng hực, giống như một mảnh bầu trời đồng dạng hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại không có gì sánh kịp hung uy cuốn tới, nghịch thủy màn sáng phương ánh sáng vậy mà quỷ dị chậm rãi ngừng lại. Trận đồ này, lại có thể phong cấm nghịch thủy màn sáng. Tiêu Phàm kinh hãi sau, não hải nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tiên kinh trận đồ. Không phải Tiêu Phàm tự đại, có thể phong cấm nghịch thủy màn sáng, trừ bỏ tiên kinh trận đồ, hắn lại cũng không nghĩ ra mặt khác. Mà trước mắt tạp, dĩ nhiên chỉ là một bộ phân thân, không có khả năng có được chân chính tiên kinh. Nhưng là, hắn nắm giữ bản tôn tiên kinh trận đồ lực lượng, lại là có thể. Xem ra, người quả nhiên có được tiên kinh. Tạp phân thân thần sắc càng ngưng trọng thêm, có thể liếc mắt liền nhận ra tiên kinh trận đồ, cũng không phải người bình thường có thể làm được, trừ phi bản thân liền có được. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, thu hồi nghịch thủy màn sáng, thân hình cấp tốc lui lại. Tiên kinh trận đồ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là bị hắn phong cấm, bản thân tuyệt đối chỉ có bị phong ấn phần. Lui về phía sau quá trình bên trong, Tiêu Phàm để vạn nguyên huyễn thú thử nghiệm phục chế tạp tiên kinh trận đồ. Nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc. Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tiên kinh trận đồ vậy mà không cách nào phục chế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, tiên kinh chỉ có thể để một cá nhân tu luyện, đó cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà, tạp phân thân lại không có buông tha hắn dự định,
điều khiển tiên kinh trận đồ đuổi theo, muốn trấn áp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nếu như mong muốn, thể nội lục đạo luân hồi kinh vận chuyển, một tầng nhàn nhạt quang hổ hiện lên ở hắn ngoại thân. Oanh, sấm sét vang dội, tạp tiên kinh trận đồ vừa mới rơi vào Tiêu Phàm trên người, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, bạo tán tại hư không. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, cầm kiếm giết tới tạp phân thân phụ cận. Lục đạo luân hồi chi lực dung nhập tu la kiếm bên trên, yêu dị mà hung lệ kiếm khí bỗng nhiên xuyên qua tạp phân thân ngực, xương trắng dâng trào. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí, đây chính là vạn nguyên huyễn thú tốt nhất thuốc bổ. Không đợi tạp phân thân phục hồi như cũ, Tiêu Phàm điên cuồng xuất kiếm, đủ loại thủ đoạn kỳ ra bất tận, tạp phân thân vừa mới phục hồi như cũ, liền bị hắn đánh nát. Chỉ chốc lát sau, tạp phân thân lại cũng không có phục sinh, hắn tất cả lực lượng đều bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ. Hô, Tiêu Phàm hít một hơi dài, trên người cũng cực kỳ chật vật, tiêu diệt tạp một bộ phân thân, cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Bất quá, hắn vẫn là đang giấu giếm bản thân thủ đoạn tiền đề, thành công làm được. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy thần vô tận bọn họ 6 người chiến trường cực kỳ kịch liệt, mấy người một bộ liều mạng tư thế. Lại không cách nào ở tạp phân thân trước mặt chiếm được chỗ tốt. Hắn không thể không thừa nhận, tạp thật quá mạnh, cái này còn vẻn vẹn chỉ là phân thân mà thôi. Nếu như chân thân ở đây, đừng nói đơn đả độc đấu, chính là bọn họ đồng loạt ra tay, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Cũng may hỗn độn khư địa thời không rối loạn, rõ ràng ảnh hưởng tạp phát huy, hắn khí tức trên thân rõ ràng yếu một mảng lớn. Đó cũng không phải tu vi rơi xuống. Mà là tiên tri lực chạy mất kết quả. Chỉ là bởi vì vừa rồi hắn chém giết tạp trong đó một bộ phân thân quá nhanh, cũng không có cảm ứng được mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thần vô tận trước người. Một kiếm giết ra, thừa dịp tạp phân thân không sẵn sàng, trực tiếp chém rụng một cánh tay của hắn. Tạp phân thân lại là liền hừ đều không hừ một tiếng, thối lui hơn nghìn dặm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm cùng thần vô tận. Đại ca, người đối chiến cái kia đây. Thần vô tận quét bốn phía một cái, lại là không có phát hiện ứng phó Tiêu Phàm tạp phân thân. Cái kia quá yếu, Tiêu Phàm thờ ơ bổ sung một câu, ánh mắt lại là chưa bao giờ từ tạp phân thân trên người mới mở miệng. Quá yếu, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, thần vô tận trợn mắt hốc mồm, có chút trợn tròn mắt. Tạp đệ nhị phân thân yếu sao? Tuyệt đối không kém, thậm chí, chỉ cần cùng tạp có quan hệ, trên cơ bản đều cùng yếu chứ không quan hệ. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng đã làm rơi tạp một bộ phân thân, hắn tự nhiên bất lực phản bác. Có lẽ đối với Tiêu Phàm mà nói liền, tạp một bộ phân thân, thật quá yếu. Ta tới ứng phó hắn, ngươi mau chóng khôi phục tiên lực. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp cầm kiếm giết tới. Lan! Tạp phân thân quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, đầy trời kiếm khí gào thét, nghiền sát hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, tất cả kiếm khí hư không tiêu thất, mà Tiêu Phàm lại là tốc độ không giảm, đã giết tới tạp phân thân mấy năm trước. Thần vô tận bọn họ không cách nào đánh bại tạp phân thân, là bởi vì quá yếu sao? Tự nhiên không phải, người ở chỗ này, không có một cái nào cùng yếu chứ có nửa điểm quan hệ. Bọn họ sở dĩ không cách nào tiêu diệt tạp phân thân, là bởi vì bọn hắn không có không cách nào khắc chế tạp thủ đoạn, tạp hóa thân thành bọn họ, dùng bọn họ một dạng công kích, mấy người có thể thắng mới là lạ chứ. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn có được vạn nguyên huyễn thú, có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm tạp phân thân năng lượng. Đợi tạp khí tức rơi xuống thung lũng, lại cho hắn lôi đình nhất kích, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Tạp phân thân nhìn thấy Tiêu Phàm trước người nghịch thủy màn sáng, có chút nghiến răng nghiến lợi, thứ này mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là phòng ngự cũng quá biến thái. Hiển nhiên, công kích từ xa là không thể làm bị thương Tiêu Phàm. Mà công kích từ xa không cách nào công kích Tiêu Phàm, vậy cũng chỉ có cận thân công kích. Nhìn thấy tạp đánh tới, Tiêu Phàm không chút hoang mang, thu hồi nghịch thủy màn sáng, cầm kiếm cùng tạp phân thân đụng vào nhau. Bang bang! Hư không khắp nơi đều là hai người tàn ảnh, thật sự là hai người tốc độ quá nhanh, vô số tia lửa văng khắp nơi, kinh khủng tiếng vang chấn người màng nhĩ đau đớn khó nhịn. Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bay, trên người máu me đầm đìa. Cùng Hồng Mông Tiên Vương cảnh chính diện va chạm, hắn vẫn là không thể địch lại. Nhưng là,
hắn lại không có nửa phần e ngại cùng thoái ý, thậm chí ôm lấy thương đổi thương ý nghĩ cùng Tạp Phân Thân chém giết. Tiêu Phàm xác thực không phải Tạp Phân Thân đối thủ, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tạp Phân Thân thương thế không nhìn thấy, bởi vì mỗi lần thụ thương liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng hắn bản thân rõ ràng, bản thân thể nội lực lượng, chính đang nhanh chóng xói mòn, cứ tiếp như thế, đừng nói giết Tiêu Phàm, đoán chừng bản thân tránh không được cùng trước đó cỗ kia phân thân kết quả. Nghĩ vậy, Tạp Phân Thân đột nhiên từ bỏ cùng Tiêu Phàm xuất thủ, ngược lại thẳng hướng Thần Vô Tận. Tiêu Phàm có được ứng phó khư tộc thủ đoạn, nhưng Thần Vô Tận nhưng không có. Giết không được Tiêu Phàm, nhưng trọng thương Thần Vô Tận vẫn là không có vấn đề. Nhưng Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn đạt được, trực tiếp đem Thần Vô Tận ném vào thể nội thế giới, một thân một mình kịch chiến Tạp Phân Thân. Tạp sắc mặt cực kỳ khó coi, thế cục hiển nhiên đã vượt xa dự liệu của hắn. Ở chỗ này, hắn tiên lực tiêu hao cực nhanh, lại không cách nào nhanh chóng được bổ sung. Nguyên bản hắn còn nghĩ mài chết Thần Vô Tận bọn họ, có thể hiện tại xem ra, bản thân có thể sẽ bị tiểu tử này mài chết. Nghĩ vậy, Tạp Phân Thân xuất thủ càng điên cuồng lên, Tiêu Phàm một lần lại một lần đẫm máu, nhưng hắn trên mặt lại từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Nụ cười này ở Tạp Phân Thân xem ra, nhất định chính là ma quỷ nụ cười, nhường hắn tê cả da đầu. Oanh, Tiêu Phàm bị 31 đánh xuyên qua ngực, hoàng kim huyết dịch chảy ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng một kiếm chặt đứt Tạp một cánh tay, sương mù màu trắng dâng trào, sau đó toàn bộ bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm nhìn qua cực kỳ thảm liệt, nhưng Tạp Phân Thân khí tức cũng rớt xuống không ít. Ở hỗn độn khư địa, Tạp Phân Thân nhận lấy cực lớn hạn chế, hắn cảnh giới mặc dù sẽ không rơi xuống, nhưng tiên tri lực lại không cách nào thời gian ngắn khôi phục. Cái này vốn là hắn ưu thế lớn nhất, hiện tại bình thường là trở thành hắn lớn nhất thế yếu. Từ hắn cùng với Khư Thái Tử Hòa làm một thể một khắc kia trở đi, hắn liền trở thành khư tộc, căn bản không có bản nguyên đại đạo. Hơn nữa không cách nào từ Tạp bản tôn điều động tiên lực. Mặc dù điểm này, Tiêu Phàm cũng không biết Tạp là làm được bằng cách nào. Nhưng là, tiên linh rõ ràng cũng có thể làm đến điểm này, hắn cũng từng hỏi thăm qua, tiên linh mình cũng không rõ ràng. Lại đến, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm ngậm huyết răng, cười có chút dữ tợn. Tạp Phân Thân sắc mặt trầm xuống, Tiêu Phàm liền tựa như một cái đánh bất tử tiểu cường, sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Hơn nữa, hắn nói đến đánh nhau không muốn mạng tư thế, nhưng hắn có chút chột dạ. Không đợi Tạp Phân Thân phản ứng, Tiêu Phàm đã chủ động giết tới, xuất thủ là được tất sát tuyệt chiêu. Tạp mặc dù không hoảng hốt, nhưng trong lòng cực kỳ không vui. Tiếp tục như vậy, bản thân không phải bị đám người này hao tổn chết ở chỗ này không thể. Bất quá, dù chỉ là một bộ phân thân, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đào tẩu. Phải biết, hắn nhưng là Tạp. Chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả. Tạp Phân Thân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hắn nội tâm cực kỳ phiền muộn, nhiều lần hắn nghĩ lấy phục chế Tiêu Phàm thủ đoạn phản chế hắn. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không thi triển cái gì cấm kỵ chiến pháp cùng tuyệt chiêu, chính là thông thường công kích. Hắn cho dù sao chép được, cũng đồng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ân, đột nhiên, Tạp Phân Thân lông mày nhíu lại, thấy lạnh cả người đột nhiên bay thẳng đỉnh đầu, hắn không chần chờ. Không chút do dự nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Phốc phốc, nhưng mà, một đạo lợi mang tốc độ càng nhanh, bỗng nhiên đem hắn thân thể một phân thành hai. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm công kích giống như nước thủy triều nuốt hết hắn một nửa nhục thân. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Tạp Phân Thân liền phát hiện mình cùng một nửa khác nhục thân mất đi liên hệ. Hắn khôi phục nhanh chóng, vừa giận vừa sợ hướng về phía trước. Lại là chẳng biết lúc nào. Bị Tiêu Phàm ném vào bên trong cơ thể Thần Vô Tận đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức trên thân đạt tới được đỉnh phong. Làm sao có thể, Tạp Phân Thân trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm, cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ thời không chi lực. Không hổ là Tạp Phân Thân, nhãn lực quả nhiên không phải bình thường. Tiêu Phàm cười cười, nhưng tại Tạp Phân Thân xem ra, đều là trào phúng. Không sai, hắn đem Thần Vô Tận ném vào thể nội, mở ra một mảnh đặc thù khu vực, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp vạn lần. Tiêu Phàm ngăn chặn Tạp Phân Thân đã vượt qua thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng đối với Thần Vô Tận mà nói, đã qua hơn một tháng. Hơn một tháng,
hoàn toàn đầy đủ thần vô tận khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đại ca, người đi giúp những người khác, thần vô tận lạnh lùng hướng về Tạp Phân Thân, cũng không quay đầu lại nói. Không vội, từng cái đến, ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu phân thân. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, ngay sau đó hai tay chấn động, hắn thể nội tiên lực lần nữa trở nên tràn đầy lên. Tạp Phân Thân nhìn thấy một màn này, dường như gặp quỷ sống một dạng. Phải biết, trong nháy mắt khôi phục tiên lực nhưng là hắn đặc thù thủ đoạn A, Tiêu Phàm làm sao cũng có thể làm được. Hơn nữa, ở nơi này hỗn độn khư địa, hắn đều không cách nào làm đến bước này, Tiêu Phàm lại tại sao có thể. Tạp, mặc kệ người có bao nhiêu phân thân, người hôm nay đều chết định. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, con người lại là băng lãnh vô tình, lạnh lẽo nhìn chăm chú Tạp Phân Thân. Tạp Phân Thân bị Tiêu Phàm chằm chằm đến tê cả da đầu, thân làm chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả phân thân, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy một cái La Thiên Tiên Vương như thế đáng sợ. Hắn dĩ nhiên chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng là kiến thức rộng. Dù cho đã từng thụ thương, hắn cũng có thể đối chiến mấy cái chuẩn hồng mông tiên vương cường giả. Bây giờ thực lực càng tiến một bước, trong mắt hắn, vạn linh đều là run rế. Lần này thức tỉnh, hắn cũng ôm đem kẻ xâm lấn nhất cử tiêu diệt ý nghĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến xuất hiện dạng này bất ngờ. Không đợi Tạp lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cùng thần vô tận hai người quyết đoán xuất thủ, điên cuồng công kích đồng dạng công kích lần nữa bao phủ Tạp Phân Thân. Chỉ một lát sau, Tạp Phân Thân lần nữa nổ tung. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có cơ hội sống lại, trực tiếp bị vạn nguyên huyễn thú cắn nuốt mất. Tiêu Phàm hai người nhìn nhau, vô hỉ vô bi. Bọn họ giết chết vẻn vẹn chỉ là Tạp phân thân mà thôi, cái này cũng không có gì đáng giá cao hứng. Nếu như giết Tạp đệ nhị phân thân, bọn họ ngược lại là có thể khánh công một phen. Nhưng cái này phân thân bị diệt, Tạp đệ nhị phân thân chỉ cần khôi phục tiên lực, tùy thời đều có thể sáng tạo ra càng nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người không hề dừng lại một chút nào, phân biệt nhào về phía Minh Vương đối chiến Tạp Phân Thân. Minh Vương trước đó một thân một mình mạnh mẽ chống đỡ Tạp đệ nhị phân thân, vốn liền bị thương không nhẹ, bây giờ là nguy hiểm nhất một cái. Tiêu Phàm trong bóng tối cho Minh Vương truyền âm, để cho tiến vào thể nội thế giới khôi phục tiên lực, mà hắn cùng thần vô tận hai người liên thủ điên cuồng xuất kích, giết cái kia phân thân liên tục bại lui. Tiêu Phàm nhất định chính là khư tộc khắc tinh, Tạp Phân Thân trên người năng lượng không ngừng bị hắn thôn phệ, nhưng hắn vẫn không dám lập tức khôi phục. Một nén nhang về sau, lại một cỗ phân thân trở thành vạn nguyên huyễn thú khẩu phần lương thực. Minh Vương xuất hiện, trạng thái khôi phục đỉnh phong. Như thế liên tiếp, Tạp mặt khác bốn cỗ phân thân lập tức rất cảm thấy áp lực. Cuối cùng, Tạp còn dư lại bốn cỗ phân thân dung hợp làm một, cấp tốc rời khỏi mấy người vòng vây, cách xa nhau mấy ngàn dặm, lạnh lùng trừng mắt Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tạp, người đây là ánh mắt gì? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Tạp đệ nhị phân thân, đừng nói cho ta, người chuẩn bị chạy trốn. Tạp đệ nhị phân thân trầm mặc không nói, hắn xác thực manh động thoái ý. Cũng không phải hắn e ngại Tiêu Phàm bọn họ, mà là tại cái này đặc thù chiến trường, hắn xác thực không phải mấy người đối thủ. To lớn tiêu hao, cũng không phải hắn có thể chịu nổi. Vô Tận, Tử Vũ, nếu là hắn dám trốn, các ngươi theo ta đuổi giết hắn, Hoang Ma, mấy người các ngươi, đi đồ khư tộc Cửu Thiên Thành. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt bỗng lạnh lẽo, lãnh huyết vô tình. Tạp đệ nhị phân thân lông mày gảy nhẹ, thản nhiên nói, người đang uy hiếp ta. Ngươi nói là chính là A, Tiêu Phàm trực tiếp thừa nhận, ngươi nếu như không quan tâm, vậy liền đào mệnh thử xem chúng ta có dám hay không. Đại ca, không nên chọc giận hắn, Tử Vũ có chút bận tâm truyền âm nói. Tiêu Phàm không để ý đến Tử Vũ, hắn đối Tạp đệ nhị phân thân đã nổi lên sát tâm, chọc giận lại như thế nào. Tạp đệ nhị phân thân nếu như chạy trốn, đó mới là vô cùng hậu hoạn. Mà bây giờ, bọn họ bảy người có rất lớn hy vọng có thể lưu lại Tạp đệ nhị phân thân. Vậy liền xem ai giết càng nhanh, Tạp đệ nhị phân thân cười lạnh uy hiếp nói. Ngươi nếu dám đối Cửu Thiên Thành động thủ, lão tử liền dám đối Lục Đại Tiên Thành động thủ, xem ai trước sợ. À, đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên Lục Đại Tiên Thành. Tiêu Phàm thần sắc lần nữa khôi phục nhẹ nhõm hình dạng, Hoang Ma, ngươi cùng Huyền Vũ trở về giữ vững Lục Đại Tiên Thành. Minh Vương cùng ma chủ tiền bối đi diệt Cửu Thiên Thành là được rồi.
mấy người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ thỏa hiệp. Lại là không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế kiên cường, hoàn toàn không nhận tạp đệ nhị phân thân uy hiếp. Tạp đệ nhị phân thân trầm mặc không nói, gắt gao đánh giá Tiêu Phàm, hắn nghĩ không hiểu, vạn tộc làm sao đột nhiên toát ra cái này biến thái. Mấu chốt là, hắn vẫn chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, nếu như đột phá Hồng Mông Tiên Vương, còn đến mức nào? Đến lúc đó, sợ hắn lại là một người hoàng. Ngay cả bản tôn, đoán chừng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Hắn trầm ngâm thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người đã chậm rãi hướng về hắn tới gần, một bộ không giết hắn thể không bỏ qua tư thế. Cho rằng ăn chắc ta sao? Tạp đệ nhị phân thân đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Thần vô tận mấy người nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ tạp đệ nhị phân thân còn có những hậu thủ khác? Ta ở Cửu Thiên Thành chờ các ngươi. Tạp đệ nhị phân thân để lại một câu nói, đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về Cửu Thiên Thành phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thảo, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, lại là không thể làm gì. Tạp đệ nhị phân thân lại không phải người ngu, ở chỗ này, hắn thực lực nhận cực lớn áp chế, có thể trở lại Cửu Thiên Thành, bọn họ những người này cộng lại cũng không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí, tất cả đều chỉ có bị trấn áp phần. Làm sao bây giờ? Hoang Ma trầm giọng nói. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến đem tạp đệ nhị phân thân lưu lại nơi này, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Chỉ cần rời đi Hỗn Độn Khư Địa, tạp cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Huyền Vũ bên ngoài, mặt khác mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cái này khiến Huyền Vũ đối Tiêu Phàm thân phận hết sức tò mò, tiểu tử này làm sao sẽ để cho mấy cái Hồng Mông Tiên Vương khách khí như thế đây? Các ngươi nhìn ta đây làm cái gì, các ngươi đều là đại lão, ta chỉ là một cái La Thiên Tiên Vương mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nhìn xem mấy người. Hoang Ma mấy người mặt sạm lại, ngươi nha, ngươi một cái nho nhỏ La Thiên Tiên Vương liền như vậy biến thái. Nếu là ngươi đột phá Hồng Mông Tiên Vương, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tiêu Phàm, ngươi ý đồ xấu nhiều, nghĩ biện pháp. Hoang Ma hít sâu một cái nói, bọn họ đối tạp đệ nhị phân thân là không thể làm gì. Nếu là có thể, bọn họ cũng sẽ không bị ép vào Hỗn Độn Khư Địa ứng phó tạp đệ nhị phân thân. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, Thiếu Khuynh mới mở miệng nói, muốn giết tạp đệ nhị phân thân, không phải đơn giản như vậy. Mấy người lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là, Tiêu Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta mị cười nói, cũng không phải là không có hy vọng. Biện pháp gì? Hoang Ma ánh mắt tỏa sáng, mấy người khác cũng lộ ra chờ mong. Hoang Ma, Minh Vương, Ma Chủ, Huyền Vũ, các người bốn người trước tiên phản hồi Lục Đại Tiên Thành, để phòng tạp đệ nhị phân thân chó cùng rứt dậu. Tiêu Phàm không có nói rõ biện pháp gì, mà là trực tiếp ra lệnh. Mặc dù hắn chỉ là La Thiên Tiên Vương, nhưng không có nửa điểm không hài hòa. Người ở chỗ này, trừ bỏ Minh Vương cùng Ma Chủ bên ngoài, những người khác quan hệ với hắn cũng không tệ, hơn nữa đều ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Một mực trầm mặc không nói Huyền Vũ, nội tâm có chút khó chịu. Há miệng muốn nói, lại là không biết làm sao mở miệng. Huyền Vũ, người có ý kiến gì không? Tiêu Phàm bắt được Huyền Vũ thần sắc. Huyền Vũ khẽ nhíu mày, hắn biết rõ Hoang Ma bọn họ đối Tiêu Phàm thái độ, có thể bản thân còn là lần đầu tiên bị một cái La Thiên Tiên Vương chất vấn. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là phát hiện Tiêu Phàm khí tức trên thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, ngay cả dung mạo cũng thay đổi thành khác một khuôn mặt. Nhìn thấy chương này khuôn mặt, Huyền Vũ tựa như sẽ thấy ma đồng dạng, toàn thân đều đang run rẩy. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, Huyền Vũ, xin ra mắt tiền bối. Cái này, Tử Vũ ánh mắt kinh ngạc ở Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ trên người bồi hồi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hoang Ma đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Huyền Vũ đường đường Hồng Mông Tiên Vương. Vậy mà hướng một cái La Thiên Tiên Vương quỳ xuống. Tiêu Phàm cười cười, dung mạo lần nữa khôi phục nguyên dạng, ngay sau đó đỡ dậy Huyền Võ Đạo, đã lâu không gặp. Huyền Vũ hai mắt đỏ bừng, thanh âm có chút nghẹn ngào, vãn bối một mực tìm kiếm tiền bối, lại là không có tin tức gì, còn tưởng rằng tiền bối. Tiêu Phàm, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoang Ma có chút mộng bức. Hẳn là đại ca xuyên toa thời không chi hà nguyên nhân. Thần vô tận ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm kỳ thật cũng có chút giật mình.
xuyên toa thời không chi hà. Coi như xuyên toa thời không chi hà, cũng không thể thay đổi chuyện đã qua a. Hoàng ma mấy người cực độ chấn kinh, hiển nhiên không quá tin tưởng nguyên nhân này. Thời không chi lực huyền diệu nhất, thần vô tận lại là lắc đầu, nói, kỳ thật lúc trước ta cũng không tin. Vậy ngươi về sau làm sao tin? Hoàng ma bĩu môi. Bởi vì thời không lão nhân đi tìm ta, hơn nữa cho ta một phần thời không kim sa. Thần vô tận giải thích nói. Thời không lão nhân, đám người chấn kinh, việc này làm sao chả cùng thời không lão nhân dính líu quan hệ đây? Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nói thời không kim sa, không phải ngươi chuẩn bị sao? Thần vô tận đắng chát cười một tiếng, nói ta nào có thực lực kia, trong thiên hạ, có thể xuyên toa thời không chi hàng người, chỉ có như vậy một hai người mà thôi. Hơn nữa, coi như xuyên toa thời không chi hà, cũng chưa chắc có thể nhúng tay trong đó sự tình, tối đa chỉ là một cái bàn người xem mà thôi. Điểm này, đám người ngược lại là tán đồng gật đầu. Lúc trước thái cổ đại kiếp về sau, đại ca đã cứu chúng ta rời đi, liền lại cũng không có bất luận cái gì tin tức. Nói đến đây, thần vô tận thở dài, ngược lại là không có bất kỳ cái gì lúng túng, đến hoang cổ, ta và Tử Vũ cũng không từ bỏ tìm kiếm đại ca tin tức. Về sau, hoang cổ đại kiếp đến trước đó, thời không lão nhân tìm tới ta, giao cho ta một phần thời không kim sa. Hắn để cho ta một bộ phân thân, mang theo kim tu la tộc tiến nhập phong ấn chi địa, thời không lão nhân nói, tương lai đại ca sẽ tìm được ta phân thân. Ta lúc ấy cũng cực kỳ kinh ngạc, khó trách ta cùng Tử Vũ tìm không thấy đại ca, nguyên lai đại ca không phải đời này người. Lúc ấy đại chiến sắp đến, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ dựa theo thời không lão nhân nói tới làm theo. Đám người nghe vậy, cũng nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái. Một cái người hậu thế, vậy mà trở thành hai cái thái cổ thời đại cường giả đại ca. Cái này nghe vào làm sao cảm giác là lạ, có thể sự tình lại rõ ràng đã xảy ra. Thời không chi lực, nói không rõ, không nói rõ, lại là huyền diệu nhất. Huyền Vũ thật sâu thở dài, lúc trước tiền bối cứu ta, mang theo ta thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Trước khi đi, còn đưa ta một vài thứ, nếu không, ta cũng đã sớm vẫn lạc. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lờ đễnh nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Nói như vậy, Tiêu Phàm, người thật xuyên toa đến thái cổ thời đại, hơn nữa còn kinh lịch viễn cổ. Hoàng ma khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm không có giấu giếm, ta giáng lâm thái cổ thời đại thời kỳ cuối, cùng vô tận cùng Tử Vũ chứng kiến trận chiến cuối cùng. Ta cũng trải qua hoang cổ, nhìn thấy các ngươi cùng ma tộc một trận chiến. Bất quá, từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là một cái người đi ngắm cảnh, không dám tùy tiện nhúng tay. Viễn cổ thời đại trận chiến kia, ta không có thấy tận mắt chứng, nhưng là ta biết, lão nhân coi mộ hẳn là tại một trận chiến kia lâm vào ngủ say. Lão nhân coi mộ dẫn đầu chúng ta cùng tạp đệ tam phân thân một trận chiến, cuối cùng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Một bên Huyền Vũ chen lời nói. Đám người một trận trầm mặc, loại kinh nghiệm này quá mức huyền diệu, bọn họ đều không có thể nghiệm qua. Cho nên, người cái tên này, đã sớm biết ta phân thân. Hoang ma một quyền hung hăng nện ở Tiêu Phàm đầu vai. Không có, Tiêu Phàm lắc đầu, ta lúc ấy liền thánh tổ cảnh đều không phải, giống như chỉ là pháp tôn cảnh, chỉ biết là các ngươi rất mạnh, nhìn thấy ngươi phân thân, ta cũng không có hoài nghi. Điểm này Tiêu Phàm xác thực không có nói láo, bởi vì thực lực quá thấp. Nhãn lực của hắn tự nhiên cũng bình thường thôi. Làm sao biết thánh tổ cảnh cùng tiên vương cảnh khác nhau? Như vậy cũng tốt so, ở một con giun dế trong mắt, tiểu miêu cùng đại tượng đều là quái vật khổng lồ, lại làm sao biết giữa bọn họ khác nhau đây? Tiền bối, người cùng lão nhân coi mộ rất quen thuộc. Huyền Vũ đột nhiên hỏi, trong mắt hắn, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, thần bí nhất đúng là lão nhân coi mộ. Lão già kia, có lẽ mới là duy nhất chứng kiến vài cổ người. Tiêu Phàm thấp giọng mắng. Đám người hơi hơi cổ quái, nghe Tiêu Phàm khẩu khí, Tiêu Phàm cùng lão nhân coi mộ có vẻ như không phải bình thường quen thuộc, bằng không Tiêu Phàm sẽ không há miệng liền mắng. Tốt, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp diệt tạp đệ nhị phân thân. Tiêu Phàm thở sâu, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Các ngươi bốn người, trấn thủ lục đại tiên thành, vô tận, Tử Vũ, các ngươi theo ta tiến về cửu thiên thành. Chúng ta ba người đuổi theo giết tạp đệ nhị phân thân. Tử Vũ kinh ngạc, hiển nhiên không có lòng tin gì. Tạp đệ nhị phân thân mặc dù bị bọn họ giết lùi, thế nhưng là, bằng vào ba người bọn họ liên thủ,
thật đúng là không phải đối thủ. Giết hắn, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không, chúng ta không giết hắn, chỉ là giết Khư tộc. Giết Khư tộc, đám người kinh ngạc, bị Tiêu Phàm cái này thiên mã hành không ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Bất quá, Thần Vô Tận lại là rất nhanh nghĩ tới điều gì, tạp đệ nhị phân thân sở dĩ tu vi sẽ không rơi xuống, cũng là bởi vì thôn phệ Khư tộc. Chúng ta nếu như đem Khư tộc cho giết sạch, tạp đệ nhị phân thân lực lượng liền không cách nào được bổ sung, đến lúc đó, chúng ta xuất thủ lần nữa, cơ hội giết hắn rất lớn. Mấy người gật gật đầu, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm có được thôn phệ Khư tộc năng lực. Chỉ cần tạp đệ nhị phân thân không cách nào lấy được năng lượng bổ sung, Tiêu Phàm thôn phệ năng lượng của hắn, liền có thể để cho tu vi rơi xuống, đến lúc đó giết hắn cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Các ngươi phải cẩn thận một chút, Khư tộc có lẽ không khó giết, nhưng còn có hỗn độn tiên linh tộc. Hoàng Ma nhắc nhở, yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó cùng Thần Vô Tận, Tử Vũ hai người hướng về Cửu Thiên Thành vị trí bay đi. Mà Hoàng Ma bốn người, lại phản hồi Lục Đại Thiên Thành trấn thủ. Muốn diệt sát tạp đệ nhị phân thân, căn bản không nhớ được, nhất định phải chậm rãi mưu toan. Tiêu Phàm ba người rất nhanh liền xuyên qua hỗn độn khư địa, thu liếm khí tức, lúc này mới đạp vào Khư tộc địa bàn. Không tốt, các ngươi không phải để vạn tộc tu sĩ đi công kích Khư tộc U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành sao, nếu như tạp đệ nhị phân thân trở về, bọn họ chẳng phải là đều phải chết. Tiêu Phàm đột nhiên hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên biến sắc. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Tận cùng Tử Vũ cũng là thần sắc sốt ruột. Bọn họ cùng tạp đệ nhị phân thân đánh nhau kịch liệt, lại là quên kế hoạch này. Đi, tiến về gần nhất U Thiên Thành, Tiêu Phàm đoan cơ quyết đoán, quyết định nói. Thần Vô Tận cũng không có chút gì do dự, mang theo Tiêu Phàm cấp tốc hướng về U Thiên Thành vị trí bay đi. U Thiên Thành. Giờ phút này, trong thành khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn. U Thiên Táng Thân Khư Thiên Thành sự tình sớm đã truyền khắp Cửu Thiên Thành, U Thiên Thành rắn mất đầu, rất nhiều Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương liền bắt đầu đánh lên đứng đầu một thành chủ ý. Đương nhiên, cũng chỉ là trong bóng tối bầy bố, cũng không người nào dám trắng trợn tự giết lẫn nhau. Tạp tồn tại, chính là lớn nhất chấn nhiếp. Nhưng mà, làm tạp đệ nhị phân thân truy sát Tiêu Phàm bọn họ tiến vào hỗn độn khư địa, rất nhiều người liền bắt đầu hoạt lạc. Không bao lâu, đại chiến nổi lên bốn phía, Khư tộc bắt đầu tự giết lẫn nhau, ngay cả hỗn độn tiên linh tộc đều có không ít tham dự trong đó. Bọn họ lại là không biết, vạn tộc một chi đại quân đã lặng lẽ đi tới ngoài thành. Khi bọn hắn tử thương thảm trọng thời khắc, vạn tộc cường giả cùng nhau chen vào, giết Khư tộc một trở tay không kịp. Khư tộc mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó giết chết, nhưng là, bọn họ đại bộ phận thực lực xác thực không tốt lắm. Vạn tộc xuất thủ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đuổi ra khỏi U Thiên Thành. Không thể không nói, Thần Vô Tận bọn họ lần này vì đoạt lấy U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành, cũng xuống rất lớn vốn gốc, chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương thì có không ít. Bất quá, Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc mặc dù bị khu trục ra khỏi thành ao, nhưng cũng không rời đi, mà là không ngừng tiến hành quấy rối. Vạn tộc tu sĩ một bên chống đối, một bên phái người bố trí trận pháp. Miễn cưỡng xem như ổn định U Thiên Thành. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vạn tộc biết rõ, chỉ cần tạp đệ nhị phân thân chưa chết, bọn họ liền không thể buông lỏng cảnh giác. Thậm chí, một khi tạp đệ nhị phân thân trở về, bọn họ những người này khả năng toàn bộ chôn thây ở đây. Tiêu Phàm ba người đuổi tới U Thiên bên ngoài, nhìn thấy không ít Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tụ tập cùng một chỗ, không ngừng quấy rối cùng kêu gào lúc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tạp đệ nhị phân thân sao còn chưa quay về? Khư Thiên Thành hủy, gần nhất hai tòa thành chỉ chính là U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành. Tử Vũ mười điểm buồn bực. Hắn hẳn là đang nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn nuốt tạp đệ nhị phân thân chia ra ba bộ phân thân, đối với hắn mà nói, cũng là cực lớn trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục đỉnh phong, đoán chừng rất không có khả năng. Dù sao, hắn nhất định phải thôn phệ số lớn Khư tộc mới có thể làm được. Bất quá có một chút Tiêu Phàm cũng cực kỳ không hiểu, tạp đệ nhị phân thân thôn phệ Khư tộc, càng hẳn là đến U Thiên Thành cùng Quân Thiên Thành mới đúng a. Các ngươi nói, tạp đệ nhị phân thân sẽ không tiến về Quân Thiên Thành rồi a. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt hơi đổi một chút.
nếu như tạp đệ nhị phân thân tiến về quân thiên thành, tuyệt đối là tiến về quân thiên thành vạn tộc tai nạn. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước diệt U Thiên Thành khư tộc lại nói, không muốn cho tạp đệ nhị phân thân lưu lại khẩu phần lương thực. Thần Vô Tận hai mắt ửng đỏ. Kế hoạch này là bọn hắn chế định, hiện tại xem ra cực kỳ thất bại, chỉ là đã không lo được nhiều như vậy. So với mặt khác, chém giết tạp đệ nhị phân thân mới là chủ yếu nhất nhiệm vụ. Dạng này giết bọn hắn quá chậm, ta muốn đem bọn hắn tận diệt. Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc. Ngay sau đó ở chỉ thị của hắn phía dưới, ba người công việc lu bù lên. Muốn đem U Thiên Thành phụ cận khư tộc tận diệt, tự nhiên chỉ có trận pháp có thể làm đến. Mà cái này, vừa lúc là Tiêu Phàm ưu thế. Một canh giờ, Tiêu Phàm ba người tối hôm qua tất cả những thứ này, trực tiếp chạy trận pháp. Chỉ một thoáng, lấy U Thiên Thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm toàn bộ bị bao phủ ở bên trong, lại vừa lúc ngăn cách U Thiên Thành. Vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, điên cuồng rảo sát lấy mỗi một tấc không gian. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung, vạn tộc tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, nhìn qua U Thiên ngoài thành đầy trời kiếm khí, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu. Phải biết, trong đó thế nhưng là có không ít Hỗn Nguyên Tiên Vương a, vậy mà toàn bộ không có phản kháng lực lượng. Bọn họ làm sao biết, những cái kia Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, sớm đã bị Tiêu Phàm ba người theo dõi, nhất là khư tộc. Ba cái Hồng Mông Tiên Vương liên thủ, ứng phó một chút Hỗn Nguyên Tiên Vương, hơn nữa trận pháp công kích, còn không phải như chơi đùa. Có Tiêu Phàm ở, không, chuẩn xác mà nói, có Vạn Nguyên Huyễn Thú ở, chết đi khư tộc căn bản không có cơ hội sống lại, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Vạn Nguyên Huyễn Thú khí tức không ngừng tăng trưởng, hắn bản nguyên đại đạo cũng không ngừng gia tăng. Đang thôn phệ tạp đệ nhị phân thân năng lượng về sau, hắn bản nguyên đại đạo đã vượt xa 9.000 mét. Nhìn xem Vạn Nguyên Huyễn Thú bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vạn vực huyễn thú đã không thuộc về khư thú. Bởi vì khư tộc căn bản sẽ không có được chân chính bản nguyên đại đạo, nhưng vạn nguyên huyễn thú đi có được, đây là nó cùng khư tộc khác biệt lớn nhất. Dòng dã một ngày một đêm, kêu rên mới đình chỉ. U Thiên ngoài thành, sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Tường đổ, khắp nơi đều là hỗn loạn chi lực, nghiễm nhiên chính là một cái mini hỗn loạn khư. Khư tộc cơ hồ toàn bộ bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ, phải biết, đây chính là một thành khư thú A. Tiêu Phàm không biết, vạn nguyên huyễn thú có thể trưởng thành đến mức nào, nhưng hắn minh bạch, hắn tương lai tất nhiên là bản thân một sự giúp đỡ lớn. Về phần hỗn độn tiên linh tộc, Tiêu Phàm muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Hơn nữa bởi vì số lượng quá nhiều. Tiêu Phàm không có khả năng đau chứng đi tìm từng cái hỗn độn tiên linh tộc bản nguyên đại đạo. Bởi vậy, Tiêu Phàm chỉ là phong ấn bọn họ, cũng không có hạ tử thủ. Có lẽ tương lai, hỗn độn tiên linh tộc trở thành bản thân trợ lực cũng khó nói. Nhanh, đem người mang đi, tiến về quân thiên thành. Tiêu Phàm không hề dừng lại một chút nào. Vạn tộc lưu tại U Thiên Thành đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với mấy cái Hồng Mông Tiên Vương mà nói, nhiều hơn nữa phổ thông tiên vương. Cơ hồ đều là run rế một dạng tồn tại. Huống chi, còn có Tiêu Phàm tên biến thái này trận pháp đại gia âm bọn họ đâu. Thần Vô Tận nghe vậy, không có nhiều lời, lách mình xuất hiện ở U Thiên Thành phía trên, lấy đại thủ đoạn, để cả tòa U Thiên Thành kiên quyết mà lên, sau đó bị hắn ném vào thể nội thế giới. Ngay sau đó, ba người không có làm mảy may dừng lại, lần nữa hướng về quân Thiên Thành chạy tới. Các ngươi nói, tạp liền khư tộc đều giết. Tương lai đại quyết chiến, hắn dựa vào cái gì cùng vạn tộc chiến đấu? Chỉ bằng hắn một thân một mình sao? Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng thầm nói. Vấn đề này, Tiêu Phàm kỳ thật nghĩ thật lâu. Trước đó nhìn thấy tạp đệ nhị phân thân thôn vệ không ít khư tộc, hắn liền suy nghĩ chuyện này. Bình thường mà nói, tạp sáng tạo khư tộc, không phải là dùng để đối phó vạn tộc, nhất thống chư thiên vạn giới sao? Nhưng hiện tại xem ra, khư tộc vẻn vẹn chỉ là miệng cấp lương cho mà thôi. Cho dù 31 cá nhân, vạn tộc cũng chưa hẳn là đối thủ. Thần Vô Tận thở dài, lại là cảm thấy đương nhiên, khư tộc tồn tại, có lẽ là được cỗ thứ ba phân thân bổ sung năng lượng mà thôi. Không, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, không nên coi thường vạn linh chi lực, tạp sẽ không như thế nhàn rỗi không chuyện gì làm, khư tộc ý nghĩa tồn tại tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, chúng ta có lẽ đã bỏ sót cái gì. Thần Vô Tận cùng Tử Vũ thần sắc không động,
chăm chú suy nghĩ, lại là nghĩ không ra một cái đáp án chuẩn xác. Sau nửa ngày, Tử Vũ mới nói, vậy ngươi cảm thấy đã bỏ sót cái gì? Khư tộc đối tạp mà nói, còn có mặt khác tác dụng sao? Tuyệt đối có, Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn, nhưng cụ thể là cái gì, ta lại không rõ ràng, mặc kệ, đến lúc đó tìm tới tạp đệ nhị phân thân liền biết. Tại sao có thể như vậy? Tử Vũ ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới phế tích, mí mắt rung động, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dưới bàn chân phế tích không đặc biệt chỗ, chính là quân thiên thành. Bản thân ba người cuối cùng vẫn là muộn một bước sao? Tạp, thần vô tận mặt âm trầm, thấp giọng gầm thét, nắm đấm nắm chặt. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cùng tạp chiến đấu, hy sinh không thể tránh được. Thần vô tận cùng Tử Vũ im lặng, lời tuy nói như vậy, nhưng bọn họ như trước vẫn là không thể nào tiếp thu được, nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Những người này, đều là bọn hắn từ lục đại tiên thành bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, cho dù ở đại quyết chiến, cũng là lực lượng trung kiên. Hơn nữa, ta cảm thấy, bọn họ chưa hẳn chết. Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng nói. Thần vô tận hai người sững sờ, chẳng lẽ bọn họ không chết? Nếu như là tạp đệ nhị phân thân ra tay, vậy vì sao nơi này liền một cái khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cũng không thấy đến? Tiêu Phàm quét mắt phía dưới phế tích, hơi hơi trầm ngâm. Hai người nghe vậy, thần niệm nở rộ mà ra, cẩn thận quét mắt phế tích mỗi một cái góc. Quả nhiên như Tiêu Phàm nói tới, phế tích đừng nói có sinh linh, chính là một cỗ thi thể cũng không thấy đến, cái này cũng quá quỷ dị. Coi như tạp đệ nhị phân thân lại làm sao cường đại, cũng không khả năng cố ý đem tất cả mọi người hủy thi diệt tích. Lấy tạp đệ nhị phân thân tự ngạo, hắn căn bản sẽ không đi làm như vậy. Kia là ai hủy Khư Thiên Thành? Tử Vũ hỏi. Ta có một cái phỏng đoán, nhưng còn không thể xác định. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, chín đại thiên thành, trong đó có bốn tòa là khư tộc cường giả tọa chấn, hiện tại hủy ba tòa, còn có. Hoàng Thiên Thành, không đợi Tiêu Phàm nói xong, Tử Vũ thốt ra. Đi, đi Hoàng Thiên Thành, thần vô tận đoan cơ quyết đoán, dẫn đầu hướng về Hoàng Thiên Thành vị trí bay đi. Mấy canh giờ về sau, ba người rốt cục đến Hoàng Thiên Thành bên ngoài. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy phía dưới tình cảnh lúc, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ nơi nào còn có cái gì Hoàng Thiên Thành? Hoàng Thiên Thành đã giống như quân Thiên Thành đồng dạng, triệt để biến thành một tòa phế tích. Đồng dạng, tường đổ bên trong không có bất kỳ cái gì thi thể. Khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, lại là tràn ngập nồng nặc túc sát chi khí. Đến cùng là ai làm? Tử Vũ thanh âm có chút phát run. Nếu như là tạp đệ nhị phân thân làm, chẳng lẽ hắn điên hay sao, bản thân hủy địa bàn của mình. Cho dù hắn bởi vì thôn phệ khư tộc nguyên nhân, thuận tay hủy đi địa bàn của mình, vậy cũng không cần thiết triệt để như vậy a. Chủ yếu nhất là, hắn liền hỗn độn tiên linh tộc đều không buông tha. Kinh nghi, không hiểu, rung động, đủ loại suy nghĩ tràn ngập ba bộ não người. Bọn họ tới đây, vốn là vì diệt sát khư tộc, nhưng bây giờ, trừ bỏ U Thiên ngoài thành là chính bọn hắn động thủ bên ngoài, mặt khác khư tộc thành trì, sớm đã bị người cho dọn dẹp. Đi Huyền Thiên Thành, Tiêu Phàm thở sâu. Thần vô tận gật gật đầu, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Đại ca, người có phải hay không đã biết cái gì? Tử Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bây giờ còn là không cách nào khẳng định, đến Huyền Thiên Thành liền biết. Tiêu Phàm tùy ý trả lời một câu, nếu như như ta phỏng đoán như vậy, kia hẳn là chuyện tốt. Chuyện tốt, Tử Vũ càng thêm kinh ngạc. Bất quá vẫn là tin tưởng Tiêu Phàm mà nói. Hiện tại xem ra, không chỉ tiến về quân thiên thành vạn tộc chết rồi, ngay cả khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cũng đã chết, hơn nữa còn chết càng nhiều, cái này không phải là chuyện tốt thì là cái gì chứ? Mấy người ngựa không dừng vó, rốt cục đến Huyền Thiên Thành. Nhìn xem Huyền Thiên Thành vị trí, thần vô tận cùng Tử Vũ hai người khóe miệng giật một cái. Lúc này, bọn họ ánh mắt chiếu tới, nơi nào còn có cái gì Huyền Thiên Thành? Có chỉ là một cái hố trời mà thôi. Không sai, cả tòa Huyền Thiên Thành toàn bộ biến mất, tựa như là người khác trực tiếp đào đi. Cái này, Tử Vũ có chút phản ứng không kịp, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần vô tận ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Tiêu Phàm, muốn có được Tiêu Phàm giải thích. Vô tận, người không cảm thấy, Huyền Thiên Thành cùng U Thiên Thành có chút tương tự sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
nào có cái gì tương tự, U Thiên Thành là bị vạn tộc người chiếm cứ. Tử Vũ phản bác. Tiêu Phàm lắc đầu, bản thân ba cái này đệ, đầu vẫn còn có chút không hiểu nghiệm, bình thường hắn, không phải rất khôn khéo sao. Bất quá nghĩ đến đối mặt đối thủ là tạp phân thân, hắn cũng liền bình thường trở lại. Mặc cho ai đối mặt to lớn như vậy áp lực, đoán chừng đầu cũng chuyển đầu không được. Ta nói chính là, chúng ta trước khi rời đi U Thiên Thành. Tiêu Phàm trịnh trọng nói bổ sung. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Tận cùng Tử Vũ hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi là nói, có người đem Huyền Thiên Thành mang đi. Tử Vũ thở sâu, kinh hỉ hết sức, hơn nữa, bọn họ là vì bảo hộ Hỗn Độn Tiên Linh tộc. Nhưng Khư tộc vị trí thành trì, lại hoàn toàn tương phản, cho nên, diệt đi Khư tộc, mang đi Hỗn Độn Tiên Linh tộc người là cùng một người. Cùng là một người ta không biết, nhưng hẳn là cùng một đoàn người. Tiêu Phàm cười cười, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta lại thêm một cái cường đại đồng minh. Hỗn Độn Tiên Linh tộc, mấy chữ cuối cùng, ba người cơ hồ miệng đồng thanh giống lên. Hỗn Độn Tiên Linh tộc đầu nhập vào tạp, trở thành vạn tộc đối thủ, cái này cho vạn tộc mang tới áp lực là cực kỳ to lớn. Dù cho bầy bố vạn cổ, vạn tộc cũng chưa chắc có thể lật bàn. Nhưng là, nếu như Hỗn Độn Tiên Linh tộc phản bội tạp, gia nhập vạn tộc trận doanh, vạn tộc cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Đại ca, người có thể xác định, Tử Vũ vẫn còn có chút không thể tin được. Có thể đem cả tòa Huyền Thiên Thành rời đi, làm sao cũng phải là Hồng Mông Tiên Vương a. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, hơi hơi suy tư, mà Huyền Thiên bọn họ, trước đó thối lui ra khỏi chiến trường, bọn họ có thể làm đến điểm này. Về phần bọn hắn vì sao làm như thế, các người cũng không nên quên lão nhân coi mộ, mặc dù ta không biết rõ lão nhân coi mộ rốt cuộc là đi làm cái gì. Hắn đi cùng Thương Thiên cùng Thanh Thiên đàm phán, Thần Vô Tận thở sâu, dường như đè ở trong lòng thạch đầu để xuống. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, lão nhân coi mộ thật thành công. Vậy chúng ta còn cần hay không đi những thành trì khác nhìn xem? Tử Vũ nhìn một chút nơi xa, hắn vẫn là cảm giác có chút mộng ảo, muốn xác minh Tiêu Phàm suy nghĩ. Không cần thiết, Tiêu Phàm lắc đầu, Huyền Thiên, Đại La Thiên, Hỗn Độn Thiên bọn họ đều sống sót, liền bọn họ đều có thể mang đi bản thân thành trì. Mà Thương Thiên cùng Thanh Thiên, các ngươi cảm thấy, bọn họ có thể diệt đi Quân Thiên Thành cùng Hoàng Thiên Thành, chẳng lẽ ngay cả mình thành trì đều không mang đi sao? Hai người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thực lực, có thể xa không phải Huyền Thiên có thể so sánh. Nói như vậy, Cửu Thiên Thành đã hoàn toàn biến mất. Khư tộc liền một cái sống sót đều không có. Tử Vũ thở sâu, tất cả những thứ này, phát sinh quá nhanh, đến mức hắn trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Khư tộc sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Phàm híp hai mắt, lắc đầu. Cửu Thiên Thành biến mất. Chúng ta muốn tìm tới tạp đệ nhị phân thân cũng không dễ dàng. Thần Vô Tận nhíu mày, hủy diệt Khư tộc sự tình có người thay bọn hắn làm, có thể tạp đệ nhị phân thân đây. Tái chiến tạp đệ nhị phân thân Hỗn Độn Khư địa hai đầu, biết bao cuồn cuộn. Muốn tìm kiếm một người, giống như mò kim đáy biển, cực kỳ khó khăn. Tạp đệ nhị phân thân nếu là có ý ẩn núp, bọn họ lại như thế nào tìm được? Tạp phân thân, sẽ không yên lặng quá lâu. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn, để lại một câu nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng về đường tới phương hướng bay đi. Chúng ta đi đâu? Thần Vô Tận hai người đuổi theo. U Thiên Thành, Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra mấy chữ. U Thiên Thành, chúng ta không phải từ U Thiên Thành qua tới sao, hiện tại lại trở về làm gì? Việc này phải có chút khéo léo. Tiêu Phàm thở dài, Hỗn Độn Tiên Linh tộc bọn họ đóng gói mang đi bản thân thành trì, liền một đường thẳng hướng Khư tộc. U Thiên Thành người đều sống sót cũng không phải là cái gì bất ngờ, mà là Hỗn Độn Tiên Linh tộc một tòa thành trì thanh lý, còn không có đến phiên U Thiên Thành. Bất quá chúng ta hiện tại đi qua, chưa chắc có thể đợi đến bọn họ. Hai người trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm suy nghĩ. Ngươi là muốn tìm lão nhân coi mộ sao? Thần Vô Tận hỏi. Ngươi biết hắn ở đâu? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Hủy diệt Khư tộc việc này mặc dù là Hỗn Độn Tiên Linh tộc làm. Nhưng là khẳng định có lão nhân coi mộ hình bóng, có lẽ hắn là cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc một đường đồng hành. Thần Vô Tận lấy ra một viên kỳ lạ ngọc lệnh, cẩn thận cảm ứng một lần, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Làm sao? Tiêu Phàm thấy thế, sầm mặt lại. Hắn liền ở phía trước không xa. Thần Vô Tận hơi kinh ngạc, tốc độ bỗng tăng tốc.
Chỉ chốc lát sau, từng đạo quang mang chói mắt từ phía chân trời bắn ra mà tới, cả mảnh trời vũ chiếu chói mắt hết sức. Ngay sau đó, từng đợt kinh thiên nổ vang từ sâu trong tinh không truyền đến. Mấy người bỗng nhiên ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy tinh không phía trên, mấy đạo thân ảnh chính đang điên cuồng giao thủ, gây ra động tĩnh vậy mà so với bọn hắn phía trước còn muốn lớn hơn. Ba người không chần chờ chút nào, cấp tốc hướng về tinh không lao đi. Sau đó, mấy chương rõ ràng khuôn mặt hiện lên ở Tiêu Phàm trong đầu của bọn hắn. Trong đó một cái lão giả lưng còng, chính diện hướng bọn họ vị trí, lộ ra một ngụm răng vàng khè, cười gọi là một cái hèn mọn. Ngoại trừ lão nhân coi mộ, còn có thể là ai đây? Giờ phút này, còn có một người cùng hắn song song mà đứng, đó là một cái nam tử, người khoác bạch bào, tóc dài màu trắng trong gió cuốn lên, không gian chung quanh có chút vặn vẹo. Trên người tán phát khí tức, để Tiêu Phàm ba người cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Mạnh, quá mạnh, Tiêu Phàm kinh ngạc không hiểu, sau này nhìn xem Thần Vô Tận cùng Tử Vũ, hai người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không quen biết cái kia bạch bào nam tử. Ba người xuất hiện, đối diện lão nhân coi mộ cùng bạch bào nam tử hiển nhiên cũng chú ý tới. Các ngươi tới muộn, lão nhân coi mộ lộ ra cái kia một ngụm ký hiệu răng vàng khè, nhìn thấy Tiêu Phàm ba người xuất hiện, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, vị này là Thương Thiên. Thương Thiên, Tiêu Phàm ba người mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Thiên danh tiếng, bọn họ làm sao không biết, đây chính là hỗn độn tiên linh tộc đệ nhất cường giả A. Hắn thực lực, thế nhưng là cùng người hoàng bọn họ một cấp bậc. Ba người hướng về phía Thương Thiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lão bất tử, các ngươi sao không động thủ? Tiêu Phàm trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía không trung, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Tinh không phía trên chiến đấu mấy người, có ba người đều là gương mặt quen, theo thứ tự là Huyền Thiên, Hỗn Độn Thiên, cùng Tạp Đệ Nhị Phân Thân. Về phần hai người khác, Tiêu Phàm lại không biết bọn hắn thân phận, nhưng hắn cũng có thể đoán được một chút, bọn họ hẳn là chưa từng gặp mặt Thanh Thiên cùng Đại La Thiên. Tạp Đệ Nhị Phân Thân, lấy một địch bốn, hoàn toàn không rơi mảy may. Ngược lại chiến 10 phần nhẹ nhõm. Hiển nhiên, gia hỏa này không biết thôn vệ bao nhiêu khư tộc, hắn thực lực đã khôi phục không ít. Hắn biết rõ, bằng vào Huyền Thiên bốn người bọn họ, có thể chưa chắc là Tạp Đệ Nhị Phân Thân đối thủ. Đây cũng là hắn có câu hỏi này nguyên nhân, lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên sao không động thủ đây. Còn chưa đến thời điểm, lão nhân coi mộ lắc đầu, khi hắn nhìn về phía trời cao Tạp Đệ Nhị Phân Thân lúc, nụ cười toàn bộ bị nghiêm nghị cho thay thế. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, lại không thể làm gì. Cho tới nay, hắn đều cho rằng lão nhân coi mộ chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương mà thôi, làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân bây giờ cảnh giới, vậy mà vẫn như cũng nhìn không thấu hắn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến, lão nhân coi mộ lão gia hỏa này tuyệt đối là Hồng Mông Tiên Vương không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói, hắn nơi nào có lá gan này cùng thực lực đi cùng Thương Thiên đàm phán đây. Tiêu Phàm không hỏi thêm nữa, mà là cùng Thần Vô Tận cùng Tử Vũ nhìn nhau, nhưng người nào cũng không có động thủ. Bọn họ mặc dù không biết lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên vì sao không động thủ, nhưng là hai người khẳng định có hắn không động thủ lý do. Không có gặp hai người đều vô cùng trịnh trọng sao? Các ngươi nếu như ngứa tay, cũng có thể thử xem. Lão nhân coi mộ đột nhiên cười nhìn lấy ba người nói. Thần Vô Tận cùng Tử Vũ rốt cục nhịn không được. Hai người chỉ muốn nhanh lên giết chết Tạp Đệ Nhị Phân Thân, tự nhiên không có chút gì do dự. Chỉ có Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi không đi lên sao? Lão nhân coi mộ nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, nhịn không được hỏi. Ngươi lão già này khẳng định không có hảo ý. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nói, lại nói, ngươi không có gặp tiểu gia chỉ là La Thiên Tiên Vương sao? Tầng thứ này chiến đấu, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Một lần này thật đúng là không thể thiếu ngươi. Lão nhân coi mộ híp mắt cười một tiếng, hai mắt chen thành một đường nhỏ, xem xét chính là không có hảo ý. Tiêu Phàm đang chuẩn bị cửa ra chào phúng hai câu, ai ngờ lão nhân coi mộ đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, lời đến khóe miệng ngứ toàn bộ nén trở về, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lão nhân coi mộ cho mình. Dĩ nhiên là vô số thuần túy khư tộc năng lượng.
Hiển nhiên, đây là lão nhân coi mộ ở Quân Thiên Thành cùng Hoàng Thiên Thành thu thập, nơi đó khư tộc, đều bị hỗn độn tiên linh tộc làm thịt rồi, bọn họ toàn bộ bị lão nhân coi mộ phong ấn, trong thời gian ngắn nghĩ khôi phục cũng khó khăn. Đại lễ như vậy, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, nhiều nhất không còn mắng hắn cũng được. Hắn không chần chờ chút nào, tiện tay đem đoàn kia đồ vật ném cho đầu vai Vạn Nguyên Huyễn Thú. Hiển nhiên, lão nhân coi mộ đã sớm biết Vạn Nguyên Huyễn Thú tồn tại, cho nên cố ý phong ấn không ít khư tộc. Dù sao những cái này khư tộc nếu như sống sót, cũng sẽ trở thành tạp đệ nhị phân thân khẩu phần lương thực, bản thân liền xem như giúp tạp đệ nhị phân thân một chuyện. Đột phá Hồng Mông Tiên Vương Vạn Nguyên Huyễn Thú, tiêu hóa công năng mạnh mẽ hơn không ít. Luyện hóa những cái này năng lượng, căn bản không cần tiêu phí thời gian bao nhiêu. Hắn cũng rất chờ mong, Vạn Nguyên Huyễn Thú có thể trưởng thành đến mức nào. Đợi triệt để luyện hóa những cái này năng lượng, nó là không có thể độc chiến tạp đệ nhị phân thân đây. Tiêu Phàm vừa chú ý chiến trường, một bên chờ lấy Vạn Nguyên Huyễn Thú luyện hóa, nhưng hắn vẫn như cũng nhịn không được, bí mật truyền âm lão nhân coi mộ, lão bất tử, bằng vào bọn họ 6 người, đoán chừng vẫn là giết không chết tạp đệ nhị phân thân. Chỉ cần chưa tiến vào hỗn độn khư địa, tạp đệ nhị phân thân cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Điểm này, Tiêu Phàm rất rõ ràng. Chúng ta biết rõ giết không chết hắn, đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Lão nhân coi mộ tùy ý trả lời một câu, có thể sắc mặt lại là cực kỳ ngưng trọng. Kinh người phỏng đoán các ngươi nghĩ được biện pháp gì? Tiêu Phàm cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn cũng rất muốn nhìn thấy tạp đệ nhị phân thân ngã xuống một màn, mặc dù hắn biết rõ, cái này quá khó. Chính hắn cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng lại chỉ muốn đến hai cái phương pháp. Một là khắp nơi hỗn độn khư địa ứng phó tạp đệ nhị phân thân, ở nơi đó, tạp đệ nhị phân thân không có khả năng trong nháy mắt khôi phục tiên lực. Hai là hủy diệt khư tộc, chỉ cần tạp đệ nhị phân thân năng lượng không chiếm được bổ sung, hắn liền có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi tạp đệ nhị phân thân năng lượng. Biện pháp thứ nhất bọn họ đã thử qua, hiển nhiên không làm được. Tạp đệ nhị phân thân hiển nhiên không phải người ngu, sẽ không ở hỗn độn khư địa trung đẳng lấy bọn hắn giết. Kể từ đó, cũng chỉ có biện pháp thứ hai, hơn nữa hắn mang theo thần vô tận cùng tử vũ, chính là làm như thế. Chúng ta đang tìm hắn giả lập bản nguyên đại đạo, lão nhân coi mộ như thực nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên không có gia nhập chiến đoàn nguyên nhân. Bọn họ nghĩ đến để Thanh Thiên cùng Huyền Thiên bọn họ ngăn chặn tạp đệ nhị phân thân, mà hắn cùng Thương Thiên hai người là phụ trách tìm kiếm tạp đệ nhị phân thân nhược điểm. Bất quá muốn ở xem ra, bọn họ còn không có tìm tới. Lấy tạp đệ nhị phân thân thủ đoạn, muốn tìm được hắn giả lập bản nguyên đại đạo, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tạp đệ nhị phân thân biết rõ nhược điểm của mình chính là giả lập bản nguyên đại đạo, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận vạn phần. Tiên Linh, người có thể tìm lấy được tạp đệ nhị phân thân giả lập bản nguyên đại đạo sao? Tiêu Phàm không chút do dự thỉnh giáo Tiên Linh. Tiên Linh đối bản nguyên đại đạo thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Rất khó, bất quá ta có thể thử xem. Tiên Linh ngữ khí ngưng lại, đối tìm kiếm tạp đệ nhị phân thân giả lập bản nguyên đại đạo không ôm hy vọng quá lớn. Bản nguyên thế giới cực kỳ huyền diệu, cùng vô cùng mênh mông, muốn tìm được tạp đệ nhị phân thân bản nguyên đại đạo, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Tạp ý thức thể năng đủ ra vào bản nguyên thế giới, lấy đối bản nguyên thế giới hiểu rõ, muốn tìm được hắn giả lập bản nguyên đại đạo, biết bao khó khăn. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm con người nguy nga co rụt lại, tạp có thể tự động ra vào bản nguyên thế giới, mà tiên cấm kiếp địa cũng có thể giống vậy liên thông bản nguyên thế giới, nếu như hắn nghĩ trốn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn làm sao vẫn không rõ, tất cả mọi người khinh thường tạp. Thứ nhất sở ý thức thể đều có thể mở ra bản nguyên thế giới, cái kia hắn phân thân lại làm sao có thể làm không được đây. Nếu như tạp đệ nhị phân thân muốn chạy trốn, muốn giết chết hắn, biết bao khó khăn. Dù cho ở hỗn độn khư địa cũng là như thế, nói cách khác, tạp đệ nhị phân thân một mực chưa nghĩ đến đào tẩu, bằng không mà nói, lại có ai có thể lưu được hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại nghĩ tới càng xa. Tất nhiên tạp phân thân có thể mở ra bản nguyên thế giới. Cái kia lúc trước hắn ba bộ phân thân vì sao sẽ bị giết rơi vào trạng thái ngủ say đây? Chẳng lẽ là hắn cố ý? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn.
Nếu là thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, đây chẳng phải là thái cổ đến nay, tất cả mọi chuyện phát triển một mực ở tạp dữ liệu. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Phàm nhịp tim bỗng gia tốc, nhìn chằm chằm trời cao tạp đệ nhị phân thân, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Đây tuyệt đối là một cái chí mạng đối thủ, khó trách vài cổ đến nay, đều bị vạn tộc xem như mạnh nhất địch nhân, độc nhất vô nhị. Chỉ cần hắn nghĩ đi, chư thiên vạn giới, thật đúng là không ai có thể ngăn lại hắn. Nhìn qua trời cao chiến đấu, Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là phí công, muốn giết chết tạp đệ nhị phân thân, quá khó khăn, trước đó hắn nghĩ tạp nhược điểm, thực sự quá buồn cười. Tiêu Phàm không biết mình phải chăng hẳn là đem việc này nói cho lão nhân coi mộ, cũng không biết bọn họ có biết hay không. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút mê mang. Mặc cho ai gặp gỡ như vậy một cỗ cường đại, nhưng lại không thể làm gì đối thủ, đều sẽ như thế. Muốn giết chết tạp, chỉ có thỏa mãn hai điều kiện mới có thể làm được. Một là có thể tự động mới vào bản nguyên thế giới. Hai là thực lực so tạp mạnh, điểm thứ nhất Tiêu Phàm có thể làm đến, hắn đã từng cũng từ bản nguyên thế giới sống sót đi ra. Nhưng thực lực muốn so tạp mạnh, cái này quá khó. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể lập tức đột phá Hồng Mông Tiên Vương cảnh, đem tạp đệ nhị phân thân giết chết, dạng này chỉ ít thiếu một cái đối thủ. Tinh không phía trên, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tạp đệ nhị phân thân độc chiến 6 người, vậy mà vẫn như cũ thành thạo, cường đại để người tuyệt vọng, đây quả thực là một cái bất hách một dạng tồn tại. Lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên hai người cũng là cau mày, bọn họ căn bản là không có cách tìm tới tạp bản nguyên đại đạo. Hiện tại, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào tiên linh trên người, đây có lẽ là hy vọng duy nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần vô tận mấy người tất cả đều bị thương không nhẹ, tiên lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Mà trái lại tạp đệ nhị phân thân, y nguyên phong khinh vân đạm, nhìn về phía mọi người ánh mắt rất có châm chọc, dường như lại nhìn một bầy kiến hôi làm sao nhảy nhót. Cuối cùng, Thương Thiên gia nhập chiến đấu, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Thiên lui ra, bắt đầu luyện hóa bản nguyên tiên tinh khôi phục tiên lực. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lắc đầu. Dạng này tiêu hao chiến, đối tạp đệ nhị phân thân mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp tục nữa, mài chết chính là bọn hắn bản thân. Tiên linh, tạp phân thân ngược lại là vì cái gì có thể xa xa không ngừng bổ sung tiên lực. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, mặc dù hắn sớm đã hỏi qua, không có đạt được đáp án xác thực. Ta cũng không biết, dù sao ta có thể điều động bản nguyên tiên lực. Tiên linh vẫn như cũ là giống nhau đáp án. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý khác sao? Tiêu Phàm có chút không cam tâm. Tiên linh trầm ngâm nửa ngày, nói ta ngược lại thật ra có một loại phỏng đoán, cũng không biết có phải như vậy hay không, cái gì phỏng đoán. Ngươi có phát hiện hay không, bình thường mà nói, tạp bản thân có thể liên tục không ngừng điều động bản nguyên tiên lực, hắn phân thân hẳn là cũng có thể làm đến. Tiên linh nói ra ý nghĩ của mình, nhưng là, nó biến thành khư tộc về sau, hẳn là không thể nào làm được, nhưng mà, điểm này lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Nói cách khác, khư tộc hẳn là đều đầy đủ loại này năng lực. Ngươi là nói, Tiêu Phàm nghe vậy, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn cẩn thận nhớ lại mình cùng khư tộc giao thủ từng màn, xác thực phát hiện như tiên linh nói tới, khư tộc tiên lực có vẻ như thật là vô cùng vô tận, tựa như dùng không hết một dạng. Mà hắn, nếu không phải vạn nguyên huyễn thú có thể thôn phệ khư tộc năng lượng, quy củ trong thời gian ngắn cũng rất khó giết chết đối phương. Tạp sáng tạo khư tộc, thật không đơn giản. Tiên linh thở sâu, người suy nghĩ một chút, bọn họ căn bản không có chân chính bản nguyên đại đạo, bình thường mà nói không cách nào tu luyện. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ làm được điểm này, hơn nữa còn sáng tạo ra giả lập bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, bằng vào điểm này, tạp quả thật làm cho người nhìn theo bóng lưng. Loại này thủ đoạn, hoàn toàn thoát ly tiên ma giới quy tắc. Còn có, người có hay không một loại cảm giác, tất cả khư tộc khí tức đều là đồng nguyên, liền tựa như đồng nguyên bản nguyên đại đạo. Tiên linh ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng. Đến cùng là có ý gì? Tiêu Phàm có chút không hiểu. Tiên linh hít một hơi dài, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra, ta đang nghĩ, có phải hay không tất cả khư tộc, cũng chỉ là tạp phân thân. Cực hạn tệ Tiêu Phàm bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh, thật sự là tiên linh ý nghĩ này nghe nói quá kinh người. Tất cả khư tộc đều là tạp phân thân, số lượng này phải có bao nhiêu? Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại,
cẩn thận suy nghĩ, phát hiện thật là có loại này khả năng. Nói cách khác, tạp căn bản không phải sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, mà là tự mình tu luyện công pháp đặc thù, sáng tạo ra vô số phân thân. Nếu là như vậy, cái kia tiên ma động bên trong khư thú đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn rốt cuộc biết, tạp đệ nhị phân thân vì sao sẽ không kiêng nể gì như thế thôn phệ khư tộc, bởi vì hắn căn bản không quan tâm khư tộc sống chết. Chuẩn xác mà nói, hắn thôn phệ sau, một dạng còn có thể phun ra, đây mới là đáng sợ nhất. Một người, thì tương đương với ức vạn cường giả. Khó trách lúc trước hỗn độn tiên linh tộc không thể không quỳ nằm ở tạp dưới chân, dạng này thực lực, thật để người không nổi lên được lòng phản kháng. Nếu ngươi nói là sự thật, cái kia tạp lúc trước căn bản không cần thiết hàng phục hỗn độn tiên linh tộc a. Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Không, rất có tất yếu. Tiên linh 10 điểm chắc chắn, có hai loại khả năng, một loại là lúc trước tạp sáng tạo khư tộc, hoặc có lẽ là hắn những cái này phân thân, còn chưa hoàn thiện. Hắn cần tham khảo hỗn độn tiên linh tộc, chuẩn xác mà nói là bọn hắn bản nguyên đại đạo, đến phỏng chế ra giả lập bản nguyên đại đạo. Loại thứ hai khả năng thì là, hắn cần mau chóng để khư tộc dung nhập tiên ma giới, mà hắn bản thân đang bố trí cái gì. Tiêu Phàm hơi suy nghĩ một chút, thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Bất kể như thế nào, thôn vệ càng nhiều khư tộc, liền sẽ để tạp mất đi càng nhiều lực lượng. Tiêu Phàm nắm quả đấm một cái. Hắn âm thầm làm một cái quyết định, đợi trận chiến này kết thúc sau, mình nhất định muốn đi vào tiên ma động một chuyến, đem tất cả khư thú chém giết hầu như không còn. Tiên ma động bên trong khư thú mặc dù không có linh trí, chỉ biết là giết chóc, nhưng chung quy là một cái nguy hiểm to lớn. Về phần trước mắt tạp phân thân, đoán chừng là trong thời gian ngắn giết không chết. Bởi vì, hắn cơ hồ không có kẽ hở, cho dù giết hắn cỗ này phân thân, có thể giống vậy mượn nhờ mặt khác khư thú phục sinh. Tinh không chiến đấu đang tiếp tục, Thương Thiên gia nhập, thế cục vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng, Thần Vô Tận, Tử Vũ, Đại La Thiên, Hỗn Độn Thiên đều lui ra chiến trường, lão nhân coi mộ xuất thủ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thế mới biết, lão nhân coi mộ ẩn tàng sâu, vượt xa dự liệu của hắn. Hắn dĩ nhiên là một cái đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, xuất thủ là được càn khôn rung động, thiên vũ sụp đổ. Chỉ là hắn nghi ngờ là, lão nhân coi mộ lần trước đối chiến đại thần thiên lúc, vì sao không thi triển lôi đình thủ đoạn giết chết hắn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại. Đại thần thiên vô cùng có khả năng đoạt xá tạp đệ tam phân thân, lại không có triệt để thành công. Nếu như giết hắn, thậm chí trọng thương hắn, ngược lại sẽ để tạp đệ tam phân thân chiếm cứ ưu thế, phản sát đại thần thiên. Kể từ đó, tạp đệ tam phân thân sớm xuất thế, tất nhiên sẽ cho vạn tộc mang đến áp lực cực lớn. Về phần tiên ma động, có lẽ hồng mông tiên vương căn bản là không có cách đi vào, cũng có khả năng là nguyên nhân khác, bằng không mà nói, lão nhân coi mộ lúc trước tiến vào, căn bản không có thiên nhân tộc cùng tuyệt cơ hội. Ha ha, run rế rốt cục mạnh lên một chút, có ý tứ. Tạp đệ nhị phân thân cuồng tiếu, lấy một chọi hai, vậy mà chiến không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, hắn đều không có phân ra phân thân đối chiến, tựa như trước đó đối chiến hoang ma bọn họ 6 người, chỉ là chơi đùa mà thôi. Đám người sắc mặt ngưng trọng, nơi đây có thể nói là tụ tập tiên ma giới đứng đầu nhất một nhóm người, có thể liền tạp đệ nhị phân thân đều bắt không được. Mà cường đại như vậy phân thân, tạp chí ít có 3 bộ. Hơn nữa hắn bản tôn, dạng này thực lực, lại có ai có thể địch. Lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên trầm mặc không nói, hai người đại khai đại hợp, cũng không lo lắng, hơn nữa không có thi triển cái gì cấm kỵ chiến pháp, vẻn vẹn chỉ là đòn công kích bình thường. Nhưng dù vậy, hai người thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm nhìn thấy, hai người xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn cùng hung mãnh, chỉ chốc lát sau, tạp đệ nhị phân thân rốt cục bị thương. Một cánh tay bị Thương Thiên sinh sinh kéo xuống, mà một đầu đùi bị lão nhân coi mộ mài đời bàn cùng ép thành đầy trời xương trắng. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, xuất hiện ở biên giới chiến trường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem những cái kia sương mù toàn bộ thôn phệ. Tiểu tạp chủng, lại là ngươi, tạp sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bị lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên gây thương tích, hắn cũng không có động giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, lại đột nhiên không cách nào bình tĩnh. Bỗng nhiên, hắn khôi phục nhục thân,
ra sức đẩy lui lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên, muốn đánh giết Tiêu Phàm. Lão nhân coi mộ lại có thể như hắn ước nguyện, gắt gao cuốn lấy hắn. Thương Thiên lại là kinh dị hết sức, lúc trước hắn xa xa gặp qua Tiêu Phàm cùng Khư Thiên bọn họ động thủ, có thể giờ phút này nhìn thấy, vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Gia hỏa này, vậy mà thật sự có ứng phó tạp đệ nhị phân thân thủ đoạn. Tạp, hiện tại đã đến ngươi cực hạn a. Tiêu Phàm không có sợ hãi chút nào, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, tất cả khư tộc đều đã chết không sai biệt lắm, có thể không có cái gì có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực. Nghe nói như thế, lão nhân coi mộ cùng Thương Thiên ánh mắt sáng lên. Mà tạp lại là ngoài mạnh trong yếu, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tất cả mọi người cùng tiến lên, lão nhân coi mộ một tiếng quát như sấm. Thanh Thiên bọn họ nghe được lão nhân coi mộ ra lệnh, nội tâm có chút khó chịu. Nhanh, Thương Thiên cũng thúc giục, trong giọng nói có chút kinh hỉ. Chỉ một thoáng, Thanh Thiên bốn đại hỗn độn tiên linh tộc Hồng Mông Tiên Vương, hơn nữa thần vô tận cùng Tử Vũ, dòng giã tám cái Hồng Mông Tiên Vương cường giả cấp cao nhất đồng thời xuất thủ. Tạp đệ nhị phân thân trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn lao, ánh mắt sắc bén như kiếm. Giờ khắc này, hắn muốn giết nhất chết không phải lão nhân coi mộ bọn họ, mà là Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt giống như liệp ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm chiến trường, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đám người càng đánh càng điên cuồng, bọn họ rốt cục ấn chứng Tiêu Phàm lời nói. Tạp đệ nhị phân thân lại là đạt tới cực điểm. Mặc dù hắn tiên tri lực có thể liên tục không ngừng bổ sung, nhưng là bởi vì khư tộc tính đặc thù, một khi năng lượng của hắn bị thôn phệ, liền không còn cách nào khôi phục. Mấy người đồng loạt ra tay, ôm đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 ý nghĩ, liên tiếp trọng thương tạp đệ nhị phân thân. Tiêu Phàm thì ở một bên ăn trộm gà, không ngừng thôn phệ tạp đệ nhị phân thân lực lượng. Tạp đệ nhị phân thân lộ ra vẻ phẫn nộ, toàn thân bộc phát ra kinh khủng khí tức, toàn lực đẩy lui đám người. Tiểu tử, lần sau tất sát ngươi. Tạp đệ nhị phân thân để lại một câu nói, lấy tay nhẹ nhàng vung lên, hư không lập tức đã nứt ra một đường vết rách, không chút do dự bước vào. Chạy đi đâu, lão nhân coi mộ quát mắng, lách mình chuẩn bị truy vào đi. Không nên, Tiêu Phàm vội vàng hét lớn, gọi lại lão nhân coi mộ. Mấy người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, đây chính là diệt sát tạp cơ hội tốt nhất, có thể nào từ bỏ. Bất quá cũng coi như bọn họ do dự thời khắc, cái kia hư không liệt phùng trong nháy mắt khép kín. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, đây chính là diệt sát tạp đệ nhị phân thân cơ hội tốt nhất. Hỗn độn thiên lạnh lùng trừng mắt Tiêu Phàm, tức giận không thôi. Ngươi muốn chết, ta không ngăn đón ngươi. Tiêu Phàm tranh phong tương đối, hàn ý dày đặc. Kế hoạch hỗn độn thiên giận không kềm được, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững. Một bộ muốn cùng hỗn độn thiên liều mạng tư thế. Tiêu Phàm, ngươi nhìn ra cái gì? Lão nhân coi mộ hợp thời mở miệng, hỗn độn thiên linh tộc vừa mới cùng bọn hắn hợp tác, ma sát là có, nhưng hắn không muốn ra hiện vết rách. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc hỗn độn thiên một cái, trầm giọng nói, các ngươi biết rõ cái kia hư không liệt phùng bên trong là cái gì sao? Chúng ta Hồng Mông Tiên Vương, đi đâu không được, hỗn độn thiên cực kỳ khinh thường. Thân làm Hồng Mông Tiên Vương. Chư thiên vạn giới, cơ hồ đều có thể nằm ngang. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở bản nguyên thế giới sinh tồn. Tiêu Phàm hờ hững nói. Bản nguyên thế giới lại như thế nào? Hỗn độn thiên không cần nghĩ ngợi, mở miệng phản bác, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi nói, tạp đệ nhị phân thân trốn vào bản nguyên thế giới. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, có chút không dám tin, cũng có chút may mắn. Nếu như nói, Hồng Mông Tiên Vương còn có đi đâu không được, không hề nghi ngờ, chính là bản nguyên thế giới. Đương nhiên, bọn họ sẽ không lập tức chết đi, có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là, chỉ cần không cách nào rời đi bản nguyên thế giới, bọn họ cuối cùng có chết đi một ngày. Loại này tử. Bất ngờ tin tức lão nhân coi mộ mang theo Tiêu Phàm mấy người tiến vào hỗn độn khư địa. Bất quá, Tiêu Phàm lại không dự định cứ như vậy tiên cấm kiếp địa. Hỗn độn khư địa đối với hắn mà nói, thế nhưng là một chỗ tu luyện tuyệt thế bảo địa. Lão nhân coi mộ cũng là không nói gì, mà là mang theo thần vô tận cùng Tử Vũ rời đi. Trước khi đi căn dặn Tiêu Phàm, phải tất yếu cẩn thận tạp đệ nhị phân thân, hắn tùy thời đều có thể xuất hiện. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, nhưng là ở hỗn độn khư địa,
thời không rối loạn, muốn gặp gỡ tạp đệ nhị phân thân cũng không dễ dàng. Thật lâu, Tiêu Phàm đi tới hỗn độn khư địa chỗ sâu nhất, tìm một cái hỗn loạn chi lực cuồng bạo nhất địa phương. Sáu đạo ma ảnh hiện lên, tạo thành một cái mini lục đạo luân hồi đại trận. Theo lục đạo luân hồi kinh vận chuyển, bốn phía cuồn cuộn hỗn loạn chi lực mãnh liệt mà tới, từng khỏa lưu quang phân tán bản nguyên tiên tinh rơi vào trận pháp bên trong. Không sai, Tiêu Phàm sở dĩ lưu lại, là vì bản nguyên tiên tinh. Vật này đối với tiên vương cảnh mà nói đều là cực kỳ chân quý tài nguyên, hắn đoán chừng không bao lâu liền sẽ phản hồi tiên ma giới, đương nhiên sẽ không tay không rời đi. Chớp mắt đi qua mấy tháng, Tiêu Phàm trước người bản nguyên tiên tinh sớm đã chồng chất như núi. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có đình chỉ ý tứ. Điểm ấy bản nguyên tiên tinh đối với phần lớn người đã là một cái thiên văn sổ tự, nhưng Tiêu Phàm cũng không hài lòng. Bởi vì đối với tiên ma giới mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tiêu Phàm một bên dung luyện bản nguyên tiên tinh, một bên tu luyện. Mấy tháng thời gian, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo rốt cục ổn định ở 5.999m, đến gần vô hạn 6.000m đại quan. Một khi đột phá, hắn chính là hỗn nguyên tiên vương. Dù cho gặp lại tạp đệ nhị phân thân, hắn cũng có thể đánh nhau chính diện. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn đột phá hỗn nguyên tiên vương, không chỉ có riêng là có được bản nguyên tiên tinh là đủ rồi, còn cần bản thân hiểu thấu đáo. Bằng không mà nói, dù cho cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể bước qua đạo khảm này. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời khắc, hắn thể nội thế giới xác thực truyền đến thí thần kêu gọi. Đoạn này thời gian, thí thần bọn họ một mực ở tại hắn bản nguyên thế giới tu luyện, ngay cả huyền hoàng, hỗn độn tổ vương, khô lâu tổ vương cùng quỷ ma thần bốn người cũng là như thế, một mực vì trùng kích cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Huyền hoàng bốn người nguyên bản ở tại thí thần trong bụng, nhưng Tiêu Phàm vì để cho bốn người trùng kích tiên vương cảnh, liền ở thể nội không gian sáng tạo ra một cái đặc thù tu luyện tràng. Ngoại giới đã qua mấy tháng, huyền hoàng bọn họ đoán chừng đã tu luyện chí ít mấy ngàn năm. Nghe được thí thần kêu gọi, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội thế giới. Hắn lúc này mới phát hiện, cũng không phải là thí thần tìm hắn, mà là huyền hoàng. Huyền hoàng bốn người nghe được Tiêu Phàm trước đó mà nói, ra sức bắn vào tiên vương cảnh, chỉ vì có cơ hội cảm ứng tự thân bản nguyên đại đạo. Hắn lại là không nghĩ tới, huyền hoàng thật thành công, là trong bốn người cái thứ nhất tùy thời đều có thể đột phá tiên vương cảnh người. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Phàm cung cấp số lượng cao bản nguyên tiên tinh là không phân ra. Phủ chủ, ta hiện tại đã đột phá. Huyền hoàng thở sâu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu là có thể tìm tới mình bị tạp chặt đứt bản nguyên đại đạo, hắn liền có thể nhất cử khôi phục đỉnh phong, thậm chí có cơ hội đột phá hồng mông tiên vương. Chỉ là suy nghĩ một chút, huyền hoàng thật hưng phấn hết sức. Tiêu Phàm không có trả lời ngay, trong lòng không ngừng trầm tư. Nơi này chính là hỗn độn khư địa, hỗn loạn chi lực mãnh liệt, nếu như huyền hoàng ở đây trùng kích tiên vương cảnh, là không có thể cảm ứng được tự thân bản nguyên đại đạo đây. Có thể thử xem, làm Tiêu Phàm do dự thời khắc, tiên linh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, bản nguyên thế giới cùng chư thiên vạn giới tương liên, nơi đây có thể giống vậy tiến vào. Ngươi thử xem, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn đáp ứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền hoàng liền cứng rắn xuất hiện ở ngoại giới. Trước đó, Tiêu Phàm đã thu hồi lục đạo luân hồi ma ảnh, cùng trên đất bản nguyên tiên tinh, hắn không muốn ở huyền hoàng trước mặt bại lộ thực lực chân chính của mình. Bất quá, bản nguyên đại đạo độ rộng, nghĩ không bại lộ đều khó có khả năng. Huyền hoàng quét bốn phía một cái, mấy đạo không có nguy hiểm gì, hơn nữa còn có Tiêu Phàm hộ pháp, hắn cũng không lại do dự. Chỉ một thoáng, huyền hoàng khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Bản nguyên thế giới. Dưới chân hắn bản nguyên đại đạo chiều dài đột nhiên run lên bần bật, ngay sau đó bắt đầu tăng trưởng. Oanh, không bao lâu, huyền hoàng trên người cổ động mạnh mẽ khí tức, mênh mông tiên lực giống như sông lớn một dạng phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, cũng không cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ. Nếu như huyền hoàng luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh đều không đột phá nổi, vậy hắn liền phải suy tính một chút, phải chăng hẳn là trợ giúp huyền hoàng bọn họ. Dù sao, thực lực quá yếu, căn bản không đáng hắn tiêu phí quá nhiều tâm tư. Tiêu Phàm đứng ở cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi. Sau một ngày, huyền hoàng khí tức trên thân rốt cục ổn định lại. Hồng Trần Tiên Vương, một bước này, hắn cuối cùng vẫn là bước ra ngoài.
Khi hắn mở hai mắt ra thời khắc, Tiêu Phàm mới phát hiện, Huyền Hoàng hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kích động vạn phần. Phủ chủ, chúng ta bị chém dụng bản nguyên đại đạo, quả nhiên ở bản nguyên thế giới. Huyền Hoàng thanh âm có chút run rẩy. Tìm được, bản thân rốt cuộc tìm được, nếu không phải Tiêu Phàm nhắc nhở, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình bị chém dụng bản nguyên đại đạo, vậy mà phong ấn tại bản nguyên thế giới. Chỉ cần tìm được bản nguyên đại đạo, hắn liền có thể nhất cử khôi phục đỉnh phong, cái này khiến hắn làm sao không kích động đây. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn mặc dù có niềm tin rất lớn xác định điểm này, nhưng chân chính nghe được, lại là một chuyện khác. Người tại bản nguyên thế giới dẫn đường, Tiêu Phàm để lại một câu nói, tâm thần liền chìm vào bản nguyên thế giới bản nguyên trên phân thân. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền tìm được Huyền Hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo. Làm Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo tới gần thời khắc, Huyền Hoàng bọn họ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem đầu kia rộng chừng hơn 9.000 mét, dài đến 6.000 mét bản nguyên đại đạo, bọn họ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Thật lâu, mấy người lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, rất mau đỡ về mấy người suy nghĩ. Huyền Hoàng mặc dù xác định hắn bị chém dụng bản nguyên đại đạo phương hướng, nhưng là, bản nguyên thế giới cực kỳ cuồn cuộn, chỉ có một cái phương hướng không thể được. Bất quá, trừ bỏ Huyền Hoàng bên ngoài, còn có Hỗn Độn Tổ Vương bọn họ, cũng có rất lớn cơ hội đột phá Hồng Mông Tiên Vương. Ngược lại là căn cứ bốn người chỉ dẫn, Tiêu Phàm liền có thể đem bọn hắn bị chém dụng bản nguyên đại đạo xác định ở trong phạm vi nhất định. Đến lúc đó tìm kiếm, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Huyền Hoàng mang theo Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, dọc theo lúc trước hắn sở cảm ứng phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Cũng may bản nguyên thế giới quy tắc cùng chư thiên vạn giới khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ đứng im. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, nhưng mà bản nguyên thế giới lại không biết qua bao lâu. Tiêu Phàm mấy người bản nguyên đại đạo, không biết bay vút bao nhiêu cự ly. Mà một ngày này, Hỗn Độn Tổ Vương khí tức trên thân đột nhiên nhanh chóng kéo lên, hướng về Hồng Trần Tiên Vương bắn vọt. Thừa dịp Tiên Chi Môn xuất hiện một sát na kia, Hỗn Độn Tổ Vương cũng cảm ứng được mình bị chặt đứt bản nguyên đại đạo. Ta cảm ứng được, Hỗn Độn Tổ Vương kích động khó tự kiềm chế, run giọng nói, nó ở chúng ta phía sau, nếu như chúng ta bản nguyên đại đạo ở chung với nhau, nơi đó, hẳn là phong ấn chúng ta bản nguyên đại đạo. Nói đến đây, Hỗn Độn Tổ Vương hai mắt đỏ bừng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân thật sự có khôi phục đỉnh phong ngày đó. Nghe được Hỗn Độn Tổ Vương lời nói, Tiêu Phàm ngây tại chỗ, việc này không khỏi cũng quá thuận lợi. Tìm được Tiêu Phàm không chần chờ, mang theo đám người nhanh chóng phản hồi. Hỗn Độn Tổ Vương đột phá Tiên Vương cảnh, dĩ nhiên có thể cảm ứng được tự thân bản nguyên đại đạo, nhưng loại này cảm giác sẽ từ từ biến mất. Muốn lập tức tìm tới bọn họ bị phong ấn bản nguyên đại đạo, hiển nhiên là không thể nào, bọn họ chỉ có thể thừa cơ mau sớm thu nhỏ phạm vi. Mấy người không biết bay nhanh bao lâu, Hỗn Độn Tổ Vương cái loại cảm giác này rốt cục biến mất. Tiêu Phàm cau mày đánh giá đen nhánh bản nguyên thế giới, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bản nguyên thế giới mặc dù không cách nào tính toán thời gian, nhưng Tiêu Phàm lại là thông qua ngoại giới thời gian tính toán, không sai biệt lắm là ngoại giới tam thiên lộ trình. Huyền Hoàng cùng Hỗn Độn Tổ Vương bọn họ bản nguyên đại đạo, tất nhiên ở cái phạm vi này bên trong. Tiếp tục đi lên phía trước, Khô Lâu Tổ Vương, người tùy thời chuẩn bị. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Cũng may bọn họ có bốn người, tổng cộng có bốn lần cơ hội. Bất quá, ngoại giới tam thiên lộ trình, ở bản nguyên thế giới bên trong vẫn như cũ cực kỳ rộng lớn, mỗi một lần cơ hội đối với bọn hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Rốt cục, ba ngày sau. Khô Lâu Tổ Vương cũng rốt cục bước ra một bước này, Tiên Chi Môn lần nữa hiện lên. Nơi đó, Khô Lâu Tổ Vương chỉ một cái phương hướng, kích động giống to. Tiêu Phàm mấy người dưới chân lóe lên, mang theo bản nguyên đại đạo nhanh chóng phi nhanh. Liền ở phụ cận đây, mấy canh giờ về sau, Khô Lâu Tổ Vương đột nhiên chi chủ thân hình, lăng lệ con người quét mắt tứ phương. Tiêu Phàm đám người lộ ra vẻ ngờ vực, bọn họ cũng không phải hoài nghi Khô Lâu Tổ Vương. Chỉ là bọn hắn bốn phía, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, căn bản không có cái gì bản nguyên đại đạo. Ngươi xác định, Huyền Hoàng cau mày,
thần sắc có chút thất vọng. Hỗn độn tổ vương cũng giống như thế, bọn họ vốn cho rằng có thể nhanh chóng tìm tới bản nguyên đại đạo, nhưng bây giờ, liền bản nguyên đại đạo hình bóng đều không nhìn thấy. Ta xác định, ta bản nguyên đại đạo liền ở chung quanh. Khô lâu tổ vương trong đầu hồn hỏa nhảy lên, ngữ khí vội vàng. Tìm một chút, cuối cùng vẫn Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Khô lâu tổ vương căn bản không cần thiết lừa bọn họ, chính hắn cũng rất muốn tìm tới bản nguyên đại đạo. Phải biết, nếu như tìm tới bị phong ấn bản nguyên đại đạo, bọn hắn thực lực tất nhiên có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí có khả năng trùng kích Hồng Mông Tiên Vương. Cơ hội như vậy, hắn lại làm sao có thể đùa thôi. Tiêu Phàm thần niệm nở rộ, bao phủ mỗi một tấc không gian, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Tiên Linh, người có thể cảm ứng được bản nguyên đại đạo. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải xin giúp đỡ Tiên Linh. Đối bản nguyên đại đạo nhạy cảm, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tiên Linh. Có, bất quá rất yếu ớt, Tiên Linh kỳ thật đã sớm đang tìm kiếm, chỉ là, hắn cũng không phải là đặc biệt xác định. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lại là ánh mắt sáng lên, người khác đều có thể nói láo, nhưng Tiên Linh là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nói cách khác, Khô Lâu Tổ Vương bị phong ấn bản nguyên đại đạo, liền ở phụ cận đây. Không chỉ có như thế, Huyền Hoàng, Hỗn Độn Tổ Vương, cùng quỷ ma thần bọn họ bản nguyên đại đạo khẳng định cũng bị phong ấn ở cùng một chỗ, đây cũng là lấy tin tức tốt. Người đều không cách nào xác định, Tiêu Phàm vẫn còn có chút kinh ngạc. Bình thường chiến đấu, đều là Tiên Linh giúp hắn tìm kiếm đối thủ bản nguyên đại đạo, cơ hồ chưa từng có phạm sai lầm qua. Nhưng hiện tại, Tiên Linh rõ ràng có cảm ứng, lại không cách nào xác định Khô Lâu Tổ Vương bọn họ bản nguyên đại đạo vị trí, cái này cũng quá quỷ dị. Không được, Tiên Linh ngữ khí có chút ngưng trọng, bất quá, bọn họ bản nguyên đại đạo tất nhiên bị phong ấn, vậy khẳng định không thể dễ dàng như vậy tìm tới. Phong ấn, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng sáng lên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Thật lâu, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo lợi mang, cấp tốc hướng về phía trước bay lượn đi. Chính là chỗ này, Tiêu Phàm ngừng thân hình. Gọi tới Huyền Hoàng bọn họ, mấy người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương, nơi nào có cái gì bản nguyên đại đạo. Nhưng mà, không đợi đám người mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thủ ấn. Đầy trời phù văn nở rộ, trước mắt đen nhánh thế giới trong nháy mắt trở nên thông minh lên. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm bỗng vang lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô tận thải quang nở rộ, hình thành một mảnh không gian đặc thù. Giống như một cái thế giới khác. Ở cái kia thải sắc không gian bên trong, từng đầu bản nguyên đại đạo giống như thương long một dạng vượt qua chân trời, tản ra kinh khủng khí tức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người còn tưởng rằng bị hoa mắt. Đầu kia bản nguyên đại đạo là ta, Huyền Hoàng lên tiếng kinh hô, kích động tới cực điểm. Tìm được, thật tìm được, cái kia nhưng là bọn họ nằm mộng cũng muốn tìm được bản nguyên đại đạo a, lại ở trước mắt. Mỗi người bọn họ đều là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương, bản nguyên đại đạo sớm đã đến gần vô hạn 9000 mét, lại bị tạp sinh sinh chặt đứt, chỉ còn lại có hơn 900 mét. Những năm này, bọn họ bị tạp trấn áp, không phải vây ở thời không chi hà cuối cùng, chính là bị vây ở tiên cấm kiếp địa, sống không có chút nào tôn nghiêm. Đường đường đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương, cũng chỉ có thiên vương cảnh thực lực, người không biết, căn bản không biết bọn họ đến cỡ nào biệt khuất. Nhìn xem từng đầu mênh mông bản nguyên đại đạo, Huyền Hoàng mấy người đỏ bừng hai mắt, sương mù mắt mông lung, nhiệt lệ kém chút tràn mi mà ra. Tạ ơn, Hỗn Độn Tổ Vương thanh âm khàn khàn, thật sâu cho Tiêu Phàm bái. Huyền Hoàng, quỷ ma thần, Khô Lâu Tổ Vương cũng giống như thế, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân đã từng muốn giết người, vậy mà mang theo bọn họ tìm tới chính mình bị phong ấn bản nguyên đại đạo. Giờ khắc này, đám người đối Tiêu Phàm cuối cùng một tia khúc mắc cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi bản nguyên đại đạo bị tạp phong ấn, ta vừa rồi thử qua, lại là không cách nào mở ra cái này đặc thù không gian. Huyền Hoàng mấy người trong nháy mắt dường như bị tưới một chậu nước lạnh, vẻ mặt chán chường. Mặc cho ai trơ mắt nhìn mình bản nguyên đại đạo đang ở trước mắt, lại không thể làm gì, loại này cảm giác đều không thể nào tiếp thu được. Tạp lúc trước khẳng định cũng là sợ các ngươi phản bội, cho nên mới chém dụng các ngươi bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm thở dài. Kỳ thật,
Tiêu Phàm vẫn là rất bội phục Tạp. Gia hỏa này, vì triệt để ước thúc hỗn độn tiên linh tộc, đã sớm muốn ra biện pháp này, để hỗn độn tiên linh tộc không thể không cúm núm. Vô tận năm tháng trôi qua, vạn tộc cùng khư tộc đều đang biến mạnh. Nhưng hỗn độn tiên linh tộc, lại càng ngày càng yếu. Đã từng cường giả bị áp chế, mà bây giờ hơi có chút thiên phú người, nhưng lại không dám tùy tiện đột phá. Liên tiếp, hỗn độn tiên linh tộc muốn phản bội cũng khó khăn. Nhìn thấy mấy người thần tình mất mát, Tiêu Phàm lại hít sâu một cái nói, các ngươi yên tâm, Thương Thiên cùng Thanh Thiên đã xuất lĩnh hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc đồng minh, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra phong ấn này. Tạ Tiêu phủ chủ, Huyền Hoàng mấy người không biết nói cái gì, nhưng là xác thực phát ra từ bên trong tâm cảm kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã từng là địch nhân của bọn hắn, chẳng những không có giết bọn hắn, ngược lại đang trợ giúp bọn họ, cái này cùng Tạp hành vi hoàn toàn tương phản. Tiểu tử, người bây giờ đều bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ giúp ai đây? Cũng vào lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên, Tiêu Phàm mấy người ra đầu trong nháy mắt nổ tung, sắc mặt kịch biến. Cường địch hô, không đợi Tiêu Phàm mấy người lấy lại tinh thần, phía trước không gian vị trí, quang mang lóe lên, một đạo áo trắng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, khóe miệng ôm lấy một vòng quỷ dị độ cong. Tạp, Huyền Hoàng mấy người không hẹn mà cùng kêu lên, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Trên đời này nếu như nói còn có ai để bọn hắn e ngại, Tạp không hề nghi ngờ là trong đó một cái. Cái này đã từng lấy sức một mình trấn áp hỗn độn tiên linh tộc ngoan nhân, cơ hồ là chư thiên vạn giới không cách nào bước đi một đạo khảm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Tạp vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tiêu Phàm mặc dù cũng có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm trước mắt Tạp, trong đầu tính toán rất nhanh về. Nhìn từ ngoài, người tới xác thực cùng Tạp không có hai dạng. Nhưng là, Tiêu Phàm còn có thể đoán được, trước mắt Tạp chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, không, chuẩn xác mà nói là một bộ ý thức thể. Tiêu Phàm sắc bén con người quét mắt sau lưng không gian, không biết đang suy nghĩ gì. Tạp ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, rơi vào Tiêu Phàm trên người, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn giúp bọn hắn lấy được bản nguyên đại đạo, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần đáp ứng một cái điều kiện. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn có thể không tin Tạp sẽ tốt bụng như vậy, nhất định là có sở cầu. Huyền Hoàng bốn người lại là ánh mắt tỏa sáng, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ ra khẩn cầu. Bọn họ hy vọng xa vời bản thân bản nguyên đại đạo quá lâu, chỉ cần có vài tia cơ hội, cũng sẽ không vứt bỏ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Tạp tiếp tục nói, miễn là ngươi vỡ nát bản thân bản nguyên đại đạo, ta lập tức đem bọn họ bản nguyên đại đạo còn cho bọn hắn, làm sao? Huyền Hoàng mấy người nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu phủ chủ, không nên đáp ứng. Quỷ ma thần cái thứ nhất kêu lên, cùng lắm thì, chúng ta không muốn bản nguyên đại đạo. Không sai, Tiêu phủ chủ ngươi một người, so với chúng ta bốn người đều mạnh, chúng ta được đến bản nguyên đại đạo lại như thế nào? Huyền Hoàng đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Hỗn độn tổ vương cùng khô lâu tổ vương hai người cũng trực tiếp cự tuyệt Tạp điều kiện. Bây giờ hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc đồng minh, tương lai tất nhiên sẽ cùng nhau đối mặt Tạp, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, cho dù là bọn họ bốn người liên thủ, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhìn xem Tiêu Phàm kinh khủng bản nguyên đại đạo, bọn họ vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Phải biết, Tiêu Phàm bây giờ vẫn chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, nếu như hắn đột phá hỗn nguyên tiên vương, chỉ có thể mạnh hơn. Hơn nữa, Tiêu Phàm đột phá hỗn nguyên tiên vương, theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương lai một trận chiến, Tiêu Phàm đưa đến tác dụng có thể so sánh bọn họ lớn hơn. Tiêu Phàm cười nhìn bốn người một cái, mặc kệ bốn người là thật tình, hay là giả dối, hắn lại không phải người ngu, lại làm sao có thể đáp ứng Tạp yêu cầu. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Tiêu Phàm khinh miệt nhìn xem Tạp, khịt mũi coi thường nói. Tạp hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó lại nở nụ cười, ta cảm thấy, ngươi đáp ứng điều kiện này càng có lời, dù sao ngươi hôm nay trốn không thoát. Liền bằng ngươi, một bộ ý thức thể. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại cũng không phải mặc cho người khác chà đạp kẻ yếu, Tạp một bộ ý thức thể, lại làm sao cường đại, tối đa cũng chỉ là phổ thông hồng mông tiên vương. Hắn lại không phải không có lực đánh một trận. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng, bản thân vỡ nát bản nguyên đại đạo, Tạp thì sẽ bỏ qua bản thân. Hiện tại hắn còn có lực đánh một trận, nếu như vỡ nát bản nguyên đại đạo, đó mới là hắn tử kỳ.
Huyền Hoàng mấy người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ không chút do dự cự tuyệt Tạp đề nghị. Nói xong, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra cường đại khí tức, một chuôi từ bản nguyên chi lực ngưng tụ lợi kiếm lạnh lùng chỉ Tạp. Nếu là người bản thể ở đây, có lẽ còn có một tia hy vọng. Tạp khẽ lắc đầu, hoàn toàn không đem Tiêu Phàm xem như uy hiếp. Cũng không phải Tạp khinh thường Tiêu Phàm, mà là trước mắt Tiêu Phàm chỉ là một bộ bản nguyên phân thân mà thôi, có thể phát huy thực lực 10 không còn một, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, tại sao có thể là Tạp đối thủ? Phải biết, Tạp là có thể tự động ra vào bản nguyên thế giới, dù cho một bộ ý thức thể, cũng có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm cũng biết điểm này. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tạp mới có thể chỉ lưu lại một bộ ý thức thể ở đây. Không phải hắn tự đại, mà là cho dù Hồng Mông Tiên Vương bản nguyên phân thân ở đây, hắn đều có thể không nhìn. Thử trước một chút ra, Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm, phất tay, bốn đạo lưu quang hiện lên. Ở Tạp ý thức thể chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện bốn khối cổ điển đại khí bia cổ, cường đại lực lượng trấn phong tứ phương, Tạp ý thức thể khẽ run lên. Bất hủ thiên địa bi, Tạp hai mắt khẽ híp một cái, lắc đầu nói, có ý tứ, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, Tạp ý thức thể thực lực làm sao, chỉ có đấu qua mới biết được. Huống hồ, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Oanh long, bốn khối bia cổ chán phóng cổ phác vô hoa năng lượng ba động, phong cấm tứ phương, hướng về Tạp nghiền ép đi, bản nguyên thế giới cũng hơi rung rung. Tiêu Phàm bây giờ dù sao cũng là La Thiên Tiên Vương, thi triển bất hủ thiên địa bi lực lượng, có thể xa không phải khư có thể so sánh. Tạp ý thức thể hơi hơi rung động, đột nhiên trong tay đồng dạng xuất hiện một chuôi bản nguyên tiên kiếm, đưa tay chính là một kiếm, mấy đạo lợi mang bắn ra, hung hăng chạm tại bất hủ thiên địa bi thanh âm. Bốn khối bất hủ thiên địa bi bỗng bị chấn động bay ra ngoài, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân cũng run rẩy kịch liệt, hiển nhiên nhận lấy phản phệ. Huyền Hoàng đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hiển nhiên, Tạp ý thức thể không có nói sai, bọn họ ở tại trước mặt, quá yếu, căn bản không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng xách ngược lấy bản nguyên tiên kiếm giết tới, không có chút nào thoái ý. Bang bang, từng đợt bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, hai người va chạm kịch liệt cùng một chỗ, đầy trời đều là kiếm ảnh. Nhưng mà mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, trên người khắp nơi đều là vết rách. Dưới chân bản nguyên đại đạo run rẩy kịch liệt, rất có sụp đổ xu thế. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đối diện Tạp cho dù chỉ là một bộ ý thức thể, nhưng cũng là đỉnh tiêm Hỗn Nguyên Tiên Vương chiến lực. Dù cho đối mặt chân chính Hồng Mông Tiên Vương, cũng có thể chiếm thượng phong, lại càng không cần phải nói đối chiến hắn. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, mới vừa điều kiện y nguyên giữ lời. Tạp ý thức thể không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại cười híp mắt nói. Tiêu Phàm trầm mặc như trước không nói, hắn nghĩ không hiểu, Tạp ý thức thể rõ ràng có thực lực này đánh nát bản thân bản nguyên đại đạo, có thể nó là gì muốn để hắn tự động đoạn đây. Hắn có thể không tin Tạp ý thức thể cố ý vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiên linh, nhìn ra cái gì sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Mới vừa xuất thủ, Tiêu Phàm mặc dù biết gặp nguy hiểm, nhưng không thể không thăm dò. Hắn nhất định phải tìm tới Tạp ý thức thể sơ hở, bằng không, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ chôn thây ở đây. Hắn có thể đủ làm bị thương ngươi, đại biểu hắn quả thật có rất mạnh thực lực. Tiên linh ngưng trọng thanh âm vang lên, nhưng là, nếu như hắn thật mạnh như vậy, căn bản không cần thiết bức bách ngươi tự động đứt đoạn bản nguyên đại đạo. Trừ phi, hắn căn bản là không có cách hủy diệt ngươi bản nguyên đại đạo. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, ngươi cũng có ý nghĩ này. Nhược điểm nghe được tiên linh lời nói, Tiêu Phàm hoàn toàn yên tâm. Nếu như Tạp ý thức thể không cách nào vỡ nát bản thân bản nguyên đại đạo, vậy mình căn bản không cần thiết sợ hắn. Chỉ là, Tiêu Phàm không hiểu là, Tạp vì sao không cách nào làm đến điểm này. Cụ thể ta không biết, nhưng khi đó người đi theo Tạp một bộ khác ý thức thể từng tiến vào bản nguyên thế giới, một bộ kia ý thức thể năng đủ làm bị thương người bản nguyên đại đạo. Tiên linh cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm giác trước mắt Tạp cỗ này ý thức thể có chút khác biệt. Ta thử lại lần nữa. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được trước mắt Tạp cỗ này một thể có chút đặc biệt, nhưng cụ thể chỗ nào đặc biệt, hắn lại không rõ ràng. Nhưng là, nếu như Tạp cỗ này ý thức thể thật rất mạnh,
hoàn toàn không cần thiết cùng bản thân nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền có thể diệt bản thân. Tiêu Phàm xuất thủ lần nữa, mỗi một lần đều bị tạp ý thức thể giết trở về, bản nguyên phân thân đều có chút mờ đi. Huyền Hoàng mấy người đứng ở đằng xa trầm mặc không nói, bọn họ ngược lại là rất muốn giúp Tiêu Phàm. Nhưng bọn họ rõ ràng, liền bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù tạp ý thức thể đứng ở cái kia, bọn họ cũng vô pháp làm bị thương đối phương. Bọn họ mấy lần há miệng muốn nói, muốn để Tiêu Phàm đào mệnh. Nhưng mà, bọn họ lại là phát hiện, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt cười tà. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm bỗng ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Lui ra phía sau 100 dặm, vừa dứt lời, Tiêu Phàm cấp tốc thao túng bản nguyên đại đạo hướng phía sau bay lượn đi. Tạp ý thức thể thấy thế, bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo phía trên, hắn giơ lên trong tay chi kiếm, hung hăng chém xuống. Tiêu Phàm thấy thế, chẳng những không có e ngại, ngược lại nở nụ cười. Ha ha, Tạp, ngươi nhất định tốn công vô ích. Tiêu Phàm bản nguyên phân thân đạp không mà lên, kiếm trong tay điên cuồng chớp động, kiếm ảnh đầy trời nghịch thiên mà lên, gắt gao phong bế Tạp công kích. Oanh, Tiêu Phàm vẫn là bị chấn động bay ra ngoài, bản nguyên phân thân càng là xuất hiện vô số vết rách. Nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo lại thừa cơ thối lui ra khỏi trăm dặm. Tiêu Phàm bản nguyên phân thân vững vàng rơi vào bản nguyên đại đạo phía trên, cười to không thôi, Tạp, ngươi ngược lại là tới giết ta a, tiểu gia đứng ở nơi này nhường ngươi giết, cam đoan bất động. Huyền Hoàng mấy người nghe nói như thế, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chính là Tạp a, dù cho chỉ một bộ ý thức thể, cũng có thể tùy tiện nghiền sát bọn họ. Nhưng mà, Tiêu Phàm vậy mà tại cố ý khiêu khích cùng kích thích hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ thật là chán sống? Càng làm cho bọn họ kinh hãi là, tạp ý thức thể lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó xử. Tiêu phủ chủ, đây là có chuyện gì? Huyền Hoàng nhịn không được hỏi, bên cạnh ba người cũng lộ ra nghi hoặc. Đây hoàn toàn không giống Tạp tác phong a, vậy mà mặc cho Tiêu Phàm khiêu khích mà thờ ơ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đối diện tạp ý thức thể, nhếch miệng cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi là lúc nào bị Tạp chặt đứt bản nguyên đại đạo? Tiên cổ thời đại. Huyền Hoàng vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Nói cách khác, các ngươi bản nguyên đại đạo, nhưng thật ra là ở tiên cổ thời đại bị phong ấn. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Huyền Hoàng mấy người nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Các ngươi hiện tại hẳn phải biết, vì sao trước đó rõ ràng cảm ứng được bản nguyên đại đạo, lại không cách nào tìm được a? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt bỗng biến mất, bị lạnh lùng thay thế, bởi vì, các ngươi bản nguyên đại đạo, cũng bị phong ấn ở thời không cuối cùng. Trước mắt mảnh này đặc thù không gian, trên thực tế là tồn tại ở thời không cuối tiên cổ thời đại. Tạp ý thức thể dĩ nhiên cường đại, nhưng hắn ly khai cái này phiến không gian càng xa, bởi vì bị phong ấn trói buộc, hắn phát huy thực lực lại càng yếu, căn bản liền giết không được chúng ta. Huyền Hoàng mấy người trong nháy mắt hiểu được. Hóa ra trước mắt tạp ý thức thể, căn bản không tồn tại ở bây giờ thời không, mà là đến từ tiên cổ. Tạp, ta phân tích đúng hay không? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem tạp ý thức thể, cười khẩy nói. Tạp ý thức thể diện cho phép lạnh lùng, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Vậy thì như thế nào? Bọn họ cũng giống vậy không chiếm được bị chém đứt bản nguyên đại đạo. Tạp thản nhiên nói, cũng không có thẹn quá hóa giận. Không sai, hắn cỗ này ý thức thể. Căn bản không tồn tại ở mảnh này thời không. Tuy nói bản nguyên thế giới bên trong không cách nào cảm ứng được thời không chi lực, nhưng là thời không chi lực lại là chân thực tồn tại. Bằng không mà nói, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân bọn họ căn bản không cần thiết phong ấn thời không chi hà, dù sao Tạp cũng có thể tự động xuất nhập bản nguyên thế giới, đem hắn phong ấn tại tiên cổ thời đại thì có ích lợi gì. Nhưng trên thực tế, bọn họ bày ra phong ấn lại rất có hiệu quả. Tạp mặc dù có thể cùng viễn cổ về sau người liên hệ, nhưng vẫn như cũ bị phong ấn ở trong phạm vi nhất định. Hắn phân thân điều động lực lượng, liền là tới từ bị phong ấn bản tôn. Bất quá bằng điểm này cũng có thể nhìn ra, Tạp thực lực cực kỳ khủng bố, dù cho bị phong ấn, hắn phân thân điều động lực lượng đều cực kỳ biến thái. Nếu như hắn bản tôn xuất thế, chư thiên vạn giới, lại có gì người có thể ngăn cản. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi không cách nào làm bị thương chúng ta, vậy chúng ta cũng liền không có gì phải sợ.
Đúng rồi, người phân thân đều có thể liên tục không ngừng điều động bản tôn tiên lực, để bản thân thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Không biết, người cỗ này ý thức thể, phải chăng có thể làm đến điểm này? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay chém ra một kiếm, như thủy triều mãnh liệt đồng dạng sắc bén kiếm mang, từ bốn phương tám hướng rảo sát lấy tạp ý thức thể. Hắn biết rõ, mình cũng đồng dạng không cách nào tùy tiện làm bị thương tạp ý thức thể. Bất quá hắn căn bản cũng không phải là vì giết chết tạp, mà là tiêu hao hắn lực lượng. Tạp ý thức thể, hiển nhiên hẳn là không thể hướng bản thể mượn lực, điểm này, đã từng đối mặt tạp một bộ khác ý thức thể liền được chứng minh. Bằng không mà nói, lúc trước bọn họ cùng tạp đánh cược, căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Cùng nhau động thủ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Đối tạp động thủ, Huyền Hoàng mấy người có chút tâm thần bất định, đây là ngại bản thân sống quá lâu. Bất quá, bọn họ khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Không diệt xong tạp cỗ này ý thức thể, bọn họ hiển nhiên là không thể nào đoạt lại bản thân bản nguyên đại đạo. Nhưng vạn nhất nếu là thành công đây, về phần tạp trả thù, bây giờ hỗn độn tiên linh tộc đã phản bội hắn, bất kể như thế nào, tạp đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ vậy, mấy người bắt đầu điên cuồng công kích, mặc dù bọn họ công kích đối với tạp ý thức thể mà nói, giống như bị muỗi đốt cắn đồng dạng, hoàn toàn không có ý nghĩa. So với bọn họ, Tiêu Phàm công kích liền lộ ra cực kỳ ác liệt. Tạp ý thức thể có thể không quan tâm Huyền Hoàng bọn họ, nhưng không thể không quan tâm Tiêu Phàm. Phải biết, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo thế nhưng là rộng chừng hơn 9.000 mét, người này thực lực tăng phúc, dù cho không cách nào phát huy ra chân chính thực lực, đó cũng là có được hỗn nguyên tiên vương chiến lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm phát cuồng đồng dạng công kích, tạp ý thức thể cao mày. Tiếp tục như vậy, một khi hắn tiên lực bị tiêu hao hầu như không còn, coi như ngăn không được Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm có thể phá khai phong ấn, những cái này bản nguyên đại đạo, tất nhiên đều sẽ bị Tiêu Phàm mang đi. Tiểu tử này, phải chết, tạp ý thức thể âm thầm cắn răng, hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiên pháp chỉ uy tạp ý thức thể diện sắc âm trầm đáng sợ, nhưng hắn tức giận là, Tiêu Phàm căn bản không tới gần hắn. Tuy nói Tiêu Phàm đối với hắn tiêu hao cũng không lớn, nhưng là lâu dần, thật có khả năng đối với hắn tạo thành bất lợi. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực ứng phó. Có tiên linh ở, hắn lại không lo lắng tiên lực tiêu hao, tự nhiên là không sợ hãi. Tiên linh, gia hỏa này hẳn là ở thời không chi hà một chỗ khác, có thể hay không đụng tới tạp bản thể. Tiêu Phàm một bên công kích, một bên hướng tiên linh thỉnh giáo. Sẽ không, tiên linh giọng nói vô cùng vì khẳng định, nếu như bản thể ở đây, hắn tiên lực sẽ liên tục không ngừng, căn bản không cần cùng ngươi vòng vo. Hơn nữa, cho dù bản thể xuất hiện, cũng không cách nào phá vỡ phong ấn này, thực lực lại nhận rất lớn hạn chế. Nghe được tiên linh lời này, Tiêu Phàm nơi nào còn có chỗ cố kỵ, xuất thủ càng ngày càng tàn bạo. Không đúng, tiên linh, coi như ta giết tạp ý thức thể, cũng không thể phá mở phong ấn này a. Dù sao, đây chính là lục đạo luân hồi phong ấn tạo thành. Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như công kích của mình không có ý nghĩa, cái kia lưu lại nơi này căn bản chính là lãng phí thời gian. Hắn có thể không có hứng thú gì, đối tạp một bộ ý thức thể xuất thủ. Người khác không cách nào mở ra, nhưng người có thể. Tiên linh thản nhiên nói. Tiêu Phàm nghe vậy, chấn động mạnh một cái. Là vậy, tự mình tu luyện lục đạo luân hồi kinh, nắm vững lục đạo luân hồi chi lực, có lẽ tạm thời còn không phá nổi thời không chi hà bên trên lục đạo luân hồi phong ấn. Nhưng là, trước mắt đạo phong ấn này, xé mở một đầu lỗ hổng, lấy ra bên trong bản nguyên đại đạo hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không cố kỵ nữa, xuất thủ càng ngày càng quyết đoán cùng hung mãnh, cuồn cuộn tiên đạo lực lượng bắn ra, từ bốn phương tám hướng công kích tạp ý thức thể. Tạp ý thức thể sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hắn khẽ cắn môi, bỗng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở phong ấn bên trong. Tiêu Phàm thấy thế, cười lạnh nói tạp, ngươi cũng có thời điểm chạy trốn, mặc dù ngươi chỉ là một bộ ý thức thể, nhưng thật là mất mặt. Hắn xác thực không nghĩ tới, cao ngạo như tạp, vậy mà cũng biết chạy trốn. Nguyên bản Tiêu Phàm đã làm xong giết chết hắn chuẩn bị, bây giờ lại là bạch mang. Tạp ý thức thể sắc mặt âm trầm có thể gạt ra nước đến, lạnh lùng con ngươi hận không thể đem Tiêu Phàm tan xương nát thịt. Nhưng Tiêu Phàm lại là chẳng thèm ngó tới,
cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó không nhúc nhích. Huyền Hoàng người chết ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đành phải đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, ai cũng không có mở miệng. Tạp, người cỗ này ý thức thể không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đột nhiên ở bản nguyên đại đạo ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm đối diện phong ấn thời không. Tiêu phủ chủ, nếu không, tính. Huyền Hoàng đi tới, cực kỳ không cam, nhưng hắn cũng biết, muốn giết chết tạp ý thức thể biết bao khó khăn, lại càng không cần phải nói phá khai phong ấn không gian. Bọn họ muốn đoạt lại bản thân bản nguyên đại đạo, cơ hồ là người si nói mộng. Không nên gấp, chậm rãi chờ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Huyền Hoàng mấy người thấy thế, trong lòng vô cùng cảm động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà vì bọn họ, cùng tạp ý thức thể cưỡng lên. Phải biết, bọn họ ở khư tộc trong mắt, đều là không bằng heo chó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa vị tồn tại. Cái này vẫn là bọn họ làm sao nhiều năm qua, lần thứ nhất cảm giác bị người khác xem như người đến đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Mấy người giống như pho tượng đồng dạng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đẫy đà không gian, có thể Tiêu Phàm lại ở nhắm mắt dưỡng thần. Tạp ý thức thể sớm đã lên cơn giận dữ, nhiều lần muốn xông ra phong ấn, đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nhưng Tiêu Phàm cách hắn vị trí khoảng cách, lại là hoàn toàn vượt qua phạm vi công kích. Dù cho Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, mặc hắn xâm lược, hắn cũng không thể tránh được. Không sai biệt lắm, đột nhiên, Tiêu Phàm đứng lên tiếng đến, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nói xong, bọn họ trước mắt vị trí bản nguyên thế giới không gian, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà đến. Huyền Hoàng bốn người dọa đến sắc mặt đại biến, nhao nhao lui ra phía sau. Như thế khí tức, song quả thực so tạp ý thức thể còn cường đại hơn. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới khuôn mặt thời khắc, lại là trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu phủ chủ, mấy người nửa tin nửa ngờ, không dám tin vuốt vuốt hai mắt, ánh mắt thỉnh thoảng ở hai cái Tiêu Phàm trên người bồi hồi, muốn biết đến cùng cái nào mới là thật. Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm, hơn nữa còn là bản tôn. Làm Tiêu Phàm bản tôn cùng bản nguyên phân thân dung hợp một sát na kia, Huyền Hoàng bốn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ nơi nào nghĩ tới, Tiêu Phàm lại có ghé qua bản nguyên thế giới thủ đoạn. Kể từ đó, Tiêu Phàm thực lực thế nhưng là bạo tăng, lại đối mặt tạp ý thức thể, cũng không cần phải đứng ở đằng xa công kích. Bọn họ không biết, Tiêu Phàm bản thân mặc dù không cách nào ghé qua bản nguyên thế giới, nhưng là tiên linh có thể mở ra tiên chi môn, đem bản thể đưa vào bản nguyên thế giới. Lúc trước hắn nhưng là nhờ vào đó chôn giết mấy chục cái thiên nhân tộc tổ vương cường giả. Ở mọi người ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm chân đạp 9.000 mét rộng, vô hạn tới gần 6.000 mét lớn lên bản nguyên đại đạo, từng bước một hướng về phong ấn không gian đi đến, cuối cùng ở bên ngoài mấy dặm ngừng lại. Tạp, là ngươi bản thân cút ra đây nhận lấy cái chết, vẫn là muốn tiểu gia đi vào cắt lấy đầu của ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén như đao. Bản tôn đến, hắn tự nhiên không sợ hãi. Đừng nói chỉ là tạp một bộ ý thức thể, chính là hắn phân thân, hắn cũng dám chính diện giao phong một lần. Tạp ý thức thể rõ ràng chấn động một cái, hắn làm sao nhìn không ra, trước mắt Tiêu Phàm, dĩ nhiên là bản thể giáng lâm. Nơi này chính là bản nguyên thế giới A, hắn làm sao có thể có được loại này thủ đoạn. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, tạp ý thức thể ngược lại là không có sợ hãi chút nào, lách mình lần nữa đi ra phong ấn không gian. Nho nhỏ la thiên cảnh, ngươi nếu không trốn, ta một cái ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Tạp ý thức thể hừ lạnh nói. Mặc dù nói như vậy, có thể nhìn đến Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo, hắn nội tâm nhưng có chút lẩm bẩm. Dù chỉ là ý thức thể, hắn vô cùng rõ ràng, hơn 9.000 mét rộng bản nguyên đại đạo khủng bố cỡ nào. Đến, cầu ngươi bóp chết ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở tạp ý thức thể diện phía trước, một bàn tay cực kỳ lớn giỏ ra, hung hăng chụp về phía tạp ý thức thể. Tạp ý thức thể sắc mặt đại biến, tiểu tử này vậy mà dám can đảm như vậy làm nhục bản thân. Bên tay hắn liền giơ lên trong tay chi kiếm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bang, một tiếng nổ vang, chẳng biết lúc nào,
Tiêu Phàm bàn tay đã biến thành hắc kim sắc, trực tiếp nắm tạp ý thức thể trong tay tiên lực chi kiếm. Nhẹ nhàng một nắm, tiên lực chi kiếm nổ tung. Tạp ý thức thể thấy thế, không chút do dự hướng về phong ấn thời không bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là bản năng chụp vào tạp ý thức thể, bàn tay hiện lên một đạo lục thải quang mang. Mắt thấy tạp ý thức thể sắp trốn vào phong ấn thời không, cũng rốt cuộc không thể động đậy. Trên người tiên lực, càng là điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới, mà tạp ý thức thể lại là nhanh chóng trở nên khô quắt lên. Tiêu Phàm cũng bị biến hóa bất thình lình giật nảy mình, nội tâm không khỏi kinh hãi, đây là, tiên pháp, luân hồi khống chế. Đột biến tiên pháp, luân hồi trưởng khống. Tiêu Phàm mặc dù tu luyện thành công, nhưng căn bản không biết cụ thể có tác dụng gì, hắn chỉ là dùng để ngưng tụ hỗn loạn chi lực, luyện chế thành bản nguyên tiên tinh mà thôi. Thẳng đến xuất thủ trước đó, hắn đều không biết rõ, luân hồi trưởng khống đến cùng có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm minh bạch. Luân hồi trưởng khống, nắm trong tay không chỉ là lục đạo luân hồi chi lực, còn có vô tận tiên lực. Cho dù là địch bên trong cơ thể tiên lực, hắn đều có thể điều khiển. Thậm chí, nhất là tạp ý thức thể dạng này năng lượng thể, hoàn toàn bị tiên pháp, luân hồi trưởng khống khắc chế. Lục đạo luân hồi kinh, người vậy mà tu luyện lục đạo luân hồi kinh, tạp ý thức thể hết sức hoảng sợ gào thét lớn, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, tạp ý thức thể mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng là nhãn lực này vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng tạp ở bộ này ý thức trong cơ thể lưu lại một chút ký ức có quan hệ. Người biết quá nhiều, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Xa xa Huyền Hoàng bốn người nghe nói như thế, toàn thân run rẩy dữ dội. Mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, tốt như đang ngẫm nghĩ, gia hỏa này sẽ không cũng muốn đem chúng ta cho giết người diệt khẩu a. Tiêu Phàm dắt lấy tạp ý thức thể, để cho hoàn toàn không chỗ có thể trốn, sinh tử đều đang hắn một ý niệm. Tiểu tử, người sẽ chết rất thảm rất thảm. Mắt thấy bản thân sắp bị Tiêu Phàm thôn phệ, tạp ý thức thể ngửa mặt lên trời hét giận dữ, cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Đáng tiếc, người không thấy được. Tiêu Phàm không có thẹn quá hóa giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Một bộ ý thức thể mà thôi, giết cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Nói xong, Tiêu Phàm dùng sức một nắm, tạp ý thức thể bạo tán mà ra, sau đó toàn bộ bị hắn thôn phệ, một sợi đều không lãng phí. Huyền Hoàng bốn người hoàn toàn thấy choáng mắt. Đây mới là Tiêu Phàm chân chính thực lực sao? Thậm chí ngay cả tạp ý thức thể đều không phải hắn đối thủ, đây cũng quá mạnh. Không hổ là tạp ý thức thể, như thế thuần túy tiên lực, không kém gì Hồng Mông Tiên Vương cấp bậc bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm liếm môi một cái, tiện tay bóp nát tạp còn sót lại ý chí. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về phong ấn tới gần, ở phong ấn thời không trước ngừng chân, quan sát tỉ mỉ lấy phong ấn. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới duỗi ra một bàn tay, lục đạo luân hồi chi lực lặng lẽ nở rộ. Làm bàn tay của hắn chạm đến phong ấn màn sáng thời khắc, phong ấn màn sáng vậy mà như là sóng nước dập dờn mà ra, trung gian xuất hiện một đạo khe hở. Trong lúc nhất thời, phong ấn thời không bên trong cảnh sắc liền trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Huyền Hoàng bốn người thấy thế, con người kịch liệt co vào, trên mặt đều là vẻ kích động, bản thân mấy người bản nguyên đại đạo, rốt cục có thể có được sao? Huyền Hoàng, mấy người các ngươi đi vào, tốc độ. Tiêu Phàm thở sâu, khi hắn đem lỗ hổng mở ra ba thước rộng lúc, trên trán đã rướm mồ hôi, hiển nhiên cố hết sức. Hô hô, bốn bóng người lóe lên, trong nháy mắt xông vào phong ấn trong thời không. Bọn hắn giờ phút này, chỗ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy, trước dung hợp tự thân bản nguyên đại đạo lại nói. Bốn người sớm tìm được bản thân bản nguyên đại đạo, khi bọn hắn xuất hiện ở tự thân bản nguyên đại đạo phía trên lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng bản nguyên đại đạo nhanh chóng thu nhỏ. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại xông ra phong ấn thời không, lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm vươn ra bàn tay. Hắn ngược lại là muốn đem phong ấn thời không bên trong mặt khác bản nguyên đại đạo mang ra, nhưng căn bản làm không được. Hắn nhưng không có điều khiển bị người bản nguyên đại đạo thủ đoạn. Cách đó không xa, Huyền Hoàng bốn người lần nữa phóng xuất ra tự thân bản nguyên đại đạo, cùng còn sót lại 1000m bản nguyên đại đạo nhanh chóng dung hợp. Quá trình này rất nhanh, vẻn vẹn chỉ tốn mấy hơi thở thời gian. Oanh long, bỗng nhiên, bốn đạo nổ vang rung trời truyền ra. Mạnh mẽ khí tức từ bốn người trên thân khuấy động mà ra.
chỉ thấy bốn người hai đoạn bản nguyên đại đạo triệt để hòa làm một thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tì vết. Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện ra nụ cười, quả nhiên không nhường hắn thất vọng, huyền hoàng bốn người dưới chân bản nguyên đại đạo đều đến gần vô hạn 9.000 mét, đây chính là đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Có lẽ một ngày kia, bốn người có thể đột phá hồng mông tiên vương cũng khó nói. Tốt, đi thôi, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phong ấn thời không, để tiên linh âm thầm nhớ kỹ nơi này. Lần sau có cơ hội, có lẽ có thể trợ giúp mặt khác hỗn độn tiên linh tộc cường giả đoạt lại bản nguyên đại đạo. Huyền hoàng bốn người lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, chuẩn bị đi theo Tiêu Phàm rời đi. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm phía sau lưng phát lạnh. Bỗng nhiên cảm giác mình bị mấy đầu độc xà tập trung vào, bốn đạo kinh khủng khí tức đồng thời mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị bốn đạo công kích đập trúng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tốt ở lúc mấu chốt hắn thúc giục Tu La Cửu Biến, mới khó khăn lắm ngăn trở công kích kia, bằng không mà nói, dưới chân hắn bản nguyên đại đạo đều sẽ gặp nạn. Các ngươi, Tiêu Phàm dày đặc khí lạnh hướng về huyền hoàng bốn người, lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, huyền hoàng bốn người lấy được bị tạp chém dụng bản nguyên đại đạo, vậy mà đột nhiên sẽ hướng hắn làm khó dễ. Chẳng lẽ bốn người phía trước thoải mái tiếp thu đều là giả? Không đúng, Tiêu Phàm có thể khẳng định, huyền hoàng bọn họ trong mắt loại kia kính sợ là phát ra từ sâu trong linh hồn, bốn người tuyệt đối không phải lừa gạt mình. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tạp, Tiêu Phàm đột nhiên từ giữa hàm răng gạt ra một chữ. Hung tợn nhìn chằm chằm đối mặt đất bốn bóng người. Quả nhiên, nhìn kỹ, Tiêu Phàm phát hiện mấy người ánh mắt trở nên hết sức dữ tợn, hoàn toàn không giống phía trước bọn họ. Tiêu Phàm còn thế nào không minh bạch, huyền hoàng bốn người đều bị tạp lừa. Mặc dù đoạt lại bản nguyên đại đạo, nhưng bọn họ rõ ràng là bị tạp khống chế, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ bị chém dụng bản nguyên đại đạo, bị người động tay chân. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã không kịp. Bốn người thần sắc một trận dãy giụa, không bao lâu trở nên lạnh lùng. Ta đồ vật, người cảm thấy là dễ nắm như thế sao? Huyền hoàng lạnh mở miệng cười, khinh thường hướng về Tiêu Phàm, một bộ ăn chắc hắn bộ dáng. Người quá phí lời, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, vậy mà chủ động xuất kích, thẳng hướng huyền hoàng. Huyền hoàng sững sờ, lúc đưa tay, bốn người đồng thời động thủ, bốn người bọn họ hiện tại đều là đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Chẳng lẽ còn không làm gì được một cái La Thiên Tiên Vương? Thẳng đến bọn họ sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, bọn họ giờ mới hiểu được, mình là cỡ nào khinh thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đối mặt bốn người công kích, vậy mà thành thạo, nơi nào có nửa điểm hai mặt thụ địch dáng vẻ. Quá yếu, Tiêu Phàm một chiêu liền đem huyền hoàng bốn người tung bay, chấn động bốn người không ngừng ho ra máu. Hắn hiện tại thế nhưng là bản tôn, đừng nói bốn cái hỗn nguyên tiên vương. Chính là bốn cái hồng mông tiên vương, hắn cũng dám can đảm một trận chiến. Hắn cặp kia sắc bén con ngươi, lạnh lùng khiếp người, thỉnh thoảng từ huyền hoàng bốn người trên người đảo qua. Hắn không biết huyền hoàng bốn người là như thế nào lấy đạo, vậy mà không cẩn thận liền bị tạp khống chế, cũng may bốn người thực lực trong mắt hắn đều không thế nào. Một mình hắn ứng phó bốn người, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, chỉ cần đem bốn người đánh cho đến tàn phế. Mặc cho tạp làm sao khống chế bốn người, cũng không làm gì được hắn mảy may. Mấy vị, xin lỗi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức giống như lang nhập bầy dê, cấp tốc phóng tới huyền hoàng bốn người. Rời đi Tiêu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, đi thẳng bản nguyên đại đạo, trong tay Tu La kiếm rung động, giống như mưa rơi kiếm mang che kín mỗi một tấc không gian. Huyền hoàng bốn người căn bản muốn tránh cũng không được, nhục thân nhao nhao bị kiếm mang đánh thành cái sàng. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Bất quá, dưới chân bọn hắn bản nguyên đại đạo lại là không có bị thương tổn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần văn nở rộ, hóa thành từng đầu tiên đạo thần liên tràn vào mấy người thể nội. Vẻn vẹn hơi thở thời gian, huyền hoàng bốn người liền không thể động đậy. Nói đến cùng, bốn người cuối cùng chỉ là một bộ bản nguyên phân thân mà thôi, cho dù bị tạp khống chế thì đã có sao. Hô hô, lúc này, đột nhiên bốn đạo lưu quang từ huyền hoàng bọn họ mi tâm chảy ra mà ra, tại hư không ngưng tụ thành bốn đạo tàn ảnh. Nhìn qua bốn đạo này tàn ảnh, còn sót lại một hơi, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm phong ấn huyền hoàng bốn người, biểu tình kinh khủng. Tạp, huyền hoàng mấy người thấp giọng run rẩy, hết sức kinh hãi. Bọn họ nghĩ không hiểu, làm sao chỗ nào đều có tạp hình bóng.
Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là ngoạn vị nhìn xem cái kia bốn đạo tàn ảnh, những cái này tàn ảnh, thực lực cũng liền cùng trước đó cỗ kia ý thức thể không sai biệt lắm mà thôi. Nhiều mấy cỗ lại như thế nào? Chỉ là hắn nội tâm cũng có chút không bình tĩnh, dư quang không khỏi nhìn thoáng qua phong ấn không gian một cái. Nơi đó bên cạnh còn có không ít bản nguyên đại đạo bị phong ấn lấy, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định mỗi một đầu bản nguyên đại đạo đều bị tạp động tay chân. Nghĩ đến, tạp cho dù chém dụng hỗn độn tiên linh tộc bản nguyên đại đạo, vẫn như cũ không yên lòng, hơn nữa khi đó, hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dù cho hỗn độn tiên linh tộc đem bản nguyên đại đạo đoạt lại đi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại trở thành hắn khuyển mã. Tạp, xem ra ngươi cũng không thế nào thông minh. Tiêu Phàm mỉm cười, con ngươi bình tĩnh như nước. Ngươi tự tìm cái chết. Trong đó một đạo tàn ảnh quát chói tai một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tiêu Phàm đứng tại chỗ hơi một tí, làm tạp tàn ảnh sắp tới gần thời khắc, hắn sau lưng giang hai cánh ra, kiếm ảnh đầy trời mãnh liệt, trong nháy mắt xuyên qua đạo kia tàn ảnh. Tàn ảnh nổ tung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ứng phó tạp ý thức thể, tốt nhất thủ đoạn chính là ứng phó hắn tiên lực. Nói cách khác, phổ thông tổ vương cảnh căn bản không làm gì được tạp ý thức thể, nhưng là tiên vương cảnh lại khác biệt. Tiên vương cảnh lực lượng chi nguyên chính là bản nguyên tiên lực, huống hồ Tiêu Phàm còn có được hồng mông tiên vương chiến lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận, nếu là ta, cho dù khống chế hỗn độn tiên linh tộc bản nguyên đại đạo, cũng tuyệt đối sẽ không ở hiện tại bạo lộ ra. Tương lai cuối cùng cũng có một trận chiến, thời điểm then chốt bộc phát, đối vạn tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh cười nói. Làm bốn người đột nhiên động thủ với hắn thời khắc, Tiêu Phàm nội tâm kỳ thật thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng ở lúc mấu chốt, hỗn độn tiên linh tộc đột nhiên bộc phát, từ phía sau lưng đâm đao. Ứng phó các ngươi run rế, không cần chơi thủ đoạn gì. Lại một đạo tàn ảnh mở miệng, trong giọng nói đều là khinh thường. Cũng đúng, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, tạp lại là có nói lời này tư cách. Hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, quyết đoán xuất thủ, nhanh chóng mạt sát còn dư lại ba đạo tàn ảnh. Huyền Hoàng bọn họ nhìn thấy tạp bốn đạo tàn ảnh phi hôi yên diệt, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Hoàn hảo có Tiêu Phàm ở chỗ này, bằng không mà nói, bọn họ thật phiền toái, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Các ngươi kiểm tra một chút bản thân, còn có hay không chỗ không đúng. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đối với tạp loại này không cùng tầng suất thủ đoạn, hắn nội tâm cũng có chút bồn chồn. Gia hỏa này quả thực thật là đáng sợ, khắp nơi đều là ý thức của hắn thể. Một người, chính là một cái tộc đàn. Thiếu Khuynh, Huyền Hoàng bốn người nhao nhao lắc đầu. Mau rời khỏi nơi đây. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền khoát tay áo. Cái kia không gian mặc dù bị phong ấn, nhưng người nào biết rõ tạp có phải hay không còn có thủ đoạn khác, vạn nhất cưỡng ép đưa một cái hồng mông tiên vương tới, Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định bảo vệ được bọn họ. Nhìn thấy bốn người thao túng bản nguyên đại đạo rời đi, Tiêu Phàm nhìn qua cái kia phong ấn thời không, thật lâu không nói. Đi thôi, ta ở trong này lưu lại một đạo ấn ký, về sau có thể tìm được. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, tiên linh liền chủ động nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn vừa rồi chính là đang vì việc này phát sầu. Phong ấn thời không bên trong bản nguyên đại đạo, hắn mặc dù tạm thời làm không ra, nhưng tương lai chưa hẳn không dùng đến một ngày. Nếu như cứ như vậy rời đi, về sau nghĩ tìm tới nơi này, căn bản không có khả năng. Tất nhiên tiên linh có thể nhớ kỹ nơi này, hắn tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Thở sâu, Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo giống như một đầu thương long. Cấp tốc hướng về bản nguyên thế giới chỗ sâu bay lượn đi. Làm rời đi phong ấn thời không khoảng cách nhất định, tiên linh lần nữa triệu hồi ra tiên chi môn, đem Tiêu Phàm bản thể đưa ra bản nguyên thế giới. Để Tiêu Phàm vui mừng là, bản thân lần này rời đi bản nguyên thế giới, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thời không cuối cùng, mà là liền ở hỗn độn khư địa. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được luân hồi lão nhân bọn hắn thủ đoạn cường đại, sáng tạo mảnh này không gian cực kỳ đặc thù. Thậm chí ngay cả bản nguyên thế giới đều không thể vượt qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm ở hỗn độn khư địa đợi nửa năm thời gian. Phàm là chỗ nào hỗn loạn chi lực càng nồng đậm, Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở nơi nào. Không vì cái gì khác,
hắn chỉ vì ngưng tụ càng nhiều bản nguyên tiên tinh. Mặc dù hắn vẫn không có phóng ra hỗn nguyên tiên vương một bước này, nhưng hắn trên người ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, lại là một cái thiên văn sổ tự. Một ngày này, Tiêu Phàm không muốn nhìn hậu phương hỗn độn khư địa một cái, ngay sau đó dứt khoát quay đầu, hướng về Hoang Tiên Thành bay đi. Trên đường đi, hắn phát hiện, không ít tu sĩ nhao nhao chạy tới hỗn độn khư địa. Nửa năm thời gian, khư tộc cơ hồ bị hỗn độn tiên linh tộc dọn dẹp xong, vạn tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc lại đã đạt thành đồng minh, vạn tộc tu sĩ tự nhiên cũng không còn điều gì cố kỵ. Hỗn độn khư địa, đối với bọn hắn phần lớn người mà nói, tuyệt đối là một chỗ tu luyện bảo địa. Mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng là khắp nơi đều là cơ duyên. Một ngày này, Tiêu Phàm trở lại Hoang Tiên Thành, để thí thần bốn người rời đi bản nguyên thế giới. Nghênh đón bọn họ là Chiến Thiên Thành, hắn cảm nhận được trên người mấy người cường đại khí tức, trong lòng yên lặng. Tiêu Phàm ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, nhưng là thí thần, Long Tiêu bọn họ, vậy mà cũng đều đột phá đến La Thiên Tiên Vương. Thậm chí, ngay cả Quân Tuyệt cùng Tô La đều đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mới bao lâu, tối đa cũng liền 2 năm không tới thời gian A. Các ngươi rốt cục trở về, Chiến Thiên Thành thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm, hắn mặc dù không có tham gia cùng khư tộc chiến đấu, nhưng là biết rõ một ít chuyện. Tiêu Phàm gia hỏa này, vậy mà dám can đảm tham dự Hồng Mông Tiên Vương chiến đấu, hơn nữa còn cùng thần vô tận bọn họ liên thủ, chôn giết khư thiên bọn họ. Kinh người như thế sự tích, hắn nơi nào còn dám ở trước mặt Tiêu Phàm bưng tiền bối giá đỡ. Tiêu Phàm gật đầu cười, nói, đúng rồi, tiền bối, không biết như thế nào mới có thể rời đi tiên cấm kiếp địa. Ngươi muốn rời khỏi, Chiến Thiên Thành hơi hơi trầm ngâm. Bây giờ khư tộc đã diệt, hỗn độn tiên linh tộc cùng ta vạn tộc đồng minh, chúng ta không có cần thiết ở lại chỗ này. Tiêu Phàm cười nói, hỗn độn khư địa cố nhiên là một chỗ tốt, nhưng hắn càng lo lắng tiên ma giới. Phải biết, tạp đệ nhất phân thân, còn vây ở tiên ma giới đây. Chiến Thiên Thành thở dài, đang chuẩn bị mở miệng giữ lại một lần, lại là nhìn thấy nơi xa một bóng người kích xạ mà tới, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm bọn họ phụ cận. Mai Phục Lang tổ tiền bối, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem người tới, nơi này chính là Hoang Tiên Thành, Lang tổ không phải đợi ở Yêu Tiên Thành sao, làm sao sẽ tới nơi này. Hơn nữa, nhìn xem tình hình, vẫn là tới tìm hắn. Tiêu Phàm, lập tức đi với ta tiên ma giới. Lang tổ lôi kéo Tiêu Phàm liền đạp không mà lên. Tiêu Phàm thuận tiện mang lên thí thần cùng Long Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lang tổ tiền bối, tiên ma giới thế nào. Nghe được Lang tổ mà nói, Tiêu Phàm tâm, trong nháy mắt giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái khác hắn đều có thể không quan tâm, nhưng tiên ma giới, đây chính là hắn căn, nghịch lân của hắn, tuyệt đối không cho phép ra cái gì bất ngờ. Lang tổ thở sâu, cũng biết cử động của mình hù dọa Tiêu Phàm, liền vội vàng giải thích nói tiên ma giới không vấn đề lớn. Người lão gia hỏa này, kém chút bị ngươi giật nảy mình. Thí thần thấp giọng nổi giận mắng. Tiêu Phàm xanh mét sắc mặt cũng chậm chậm giãn ra, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên ma giới không có việc gì, nhưng là, thái ma tiền bối khá là phiền toái. Lang tổ cau mày, ngay sau đó đem sự tình tinh tế cùng Tiêu Phàm nói một lần. Nguyên lai. Sớm tại nửa năm trước đó, thần vô tận bọn họ đối tạp đệ nhị phân thân động thủ thời khắc, đấu thiên, đại vô thiên ma mấy người cũng không có nhàn rỗi, tiến về tiên ma giới. Mấy người tìm tới thái ma thời điểm, thái ma vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bọn họ đến, lại đánh thức tạp đệ nhất phân thân. Tạp đệ nhất phân thân nghịch thế mà lên, cùng thái ma tranh đoạt hắn nhục thể, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái ma phát cuồng thời khắc. Phiến kia cấm khu trong nháy mắt hóa thành phế thổ, tốt ở chỗ nào hoang vắng, bằng không mà nói, không muốn biết chết bao nhiêu người. Đấu thiên cùng đại vô thiên ma mấy người gắt gao áp chế thái ma, tạm thời ngăn trở hắn phát cuồng. Hơn nữa, vì để tránh cho thái ma hủy đi tiên ma giới, bọn họ cưỡng ép đem thái ma nhục thân đưa vào sâu trong vũ trụ. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, tạp đệ nhất phân thân dần dần chiếm thượng phong, đã bắt đầu áp chế thái ma. Nghe đến đây, Tiêu Phàm mấy người thần sắc càng ngày cùng ngưng trọng. Nguyên bản hắn cho rằng khống chế tạp đệ nhất phân thân sẽ rất đơn giản, dù sao thái ma dùng tự thân nhục thân trấn áp hắn. Nhưng hiện tại xem ra, kết quả cùng mình ý liệu hoàn toàn tương phản. Tạp đệ nhất phân thân,
tuyệt đối so với tạp đệ nhị phân thân càng thêm khó chiến thắng, dù sao, như nay thế nhưng là khống chế Thái Ma. Thái Ma là ai? Đây chính là tiên cổ vạn tộc một phương sáu đại cự phách một trong A. Hơn nữa, Thái Ma còn là tu luyện ma đạo, thân thể càng là cường hoành không thể nghi ngờ, trong thiên hạ, lại có ai có thể là đối thủ. Hơn nữa tạp đệ nhất phân thân, Thái Ma thực lực hôm nay, sẽ chỉ so hắn đỉnh phong thời kỳ càng thêm khủng bố. Trừ bỏ đấu thiên cùng đại vô thiên ma, còn có ai? Tiêu Phàm nhíu mày, lại giả thuyết, ngươi coi như tìm ta đi, ta cũng không giúp được gấp cái gì a. Đến không phải Tiêu Phàm khiêm tốn, hắn lại làm sao cường đại, cũng vẫn không có cùng tạp đệ nhất phân thân đơn đả độc đấu năng lực. Huống hồ, nhiều người như vậy ứng phó tạp đệ nhất phân thân, lại không làm gì được hắn, tự đi lại có cái gì nguyện ý đây. Còn có Tu La Tổ Ma, lang tổ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tu La Tổ Ma tỉnh, Tiêu Phàm kinh ngạc. Không, chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Lang tổ lại lắc đầu, nói, ba người bọn họ vừa bắt đầu nghĩ đến, tăng thêm Thái Ma mà nói, hẳn là đủ để ứng phó tạp đệ nhất phân thân. Nhưng bọn họ lại là đoán sai tạp đệ nhất phân thân thực lực, nếu không phải Tu La Tổ Ma phân thân liều chết chém giết, đấu thiên cùng đại vô thiên ma đều sẽ bản thân bị trọng thương. Mắt thấy hai người không địch lại thời khắc, lão nhân coi mộ, thần vô tận cùng hoang ma bọn họ đuổi tới, cái này mới miễn cưỡng đè ép hắn. Nhưng là, tạp đệ nhất phân thân tiên lực dường như vô cùng vô tận, cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị thua. Tiêu Phàm mấy người nghe được kinh ngạc hết sức, nhiều người như vậy vậy mà đánh không lại tạp đệ nhất phân thân. Không cần nghĩ cũng biết, tạp đệ nhất phân thân hiển nhiên so với đệ nhị phân thân càng thêm cường đại. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm lôi kéo thí thần cùng Long Tiêu, bỗng nhiên dừng bước chân lại, híp hai mắt nhìn xem lang tổ, tiên ma giới sự tình, ngươi lại là làm sao mà biết được. Lời này vừa nói ra, thí thần cùng Long Tiêu nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Đúng vậy a, tiên ma giới sự tình, lang tổ lại là làm thế nào biết đây? Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ còn cảm thấy lang tổ thực lực rất cường đại. Nhưng là, hiện tại theo bọn hắn nghĩ, lang tổ thực lực cũng chỉ đến như thế. Chủ yếu nhất là, lang tổ một cái đỉnh cấp hỗn nguyên tiên vương, căn bản cũng không tư cách tham dự hồng mông tiên vương cấp bậc chiến đấu. Ngay cả chiến thiên thành đều một mực ở tại hoang tiên thành, lang tổ khẳng định cũng sẽ ở tại yêu tiên thành. Bởi vì, ta nói cho hắn, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng từ đằng xa vang lên. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy bóng người hướng về bọn họ vị trí bay vụt mà tới, nhanh chóng đem ba người vây ở trung ương. Yêu thiên tử, Thương Mộc Vương, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trong đó trên thân hai người, híp híp hai mắt. Đáy mắt chỗ sâu sát ý hiện lên. Hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng lang tổ, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, ngươi cũng không phải lang tổ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trước mắt lang tổ bỗng nhục thân một trận vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành một cái khác bộ dáng. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Phàm sầm mặt lại, Hoàng Thiên. Không sai, trước mắt người này, căn bản không phải cái gì lang tổ, mà là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không phải là bị vây ở cái kia hỗn loạn thời không chúng sao, hắn vậy mà trốn thoát. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ Hoàng Thiên cường đại, cho dù hắn cùng hỗn nguyên phích lịch hỏa liên thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Mặc dù hắn ở hỗn loạn thời không bên trong, dùng luân hồi chi nhãn đánh lén Hoàng Thiên, để cho bị thương, nhưng bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian. Lại tăng thêm hỗn loạn thời không bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Hắn hiển nhiên đã khôi phục thương thế. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Hoàng Thiên nhe răng cười một tiếng, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Quả thật có chút bất ngờ, hỗn loạn thời không không có vây khốn ngươi thì cũng thôi đi, ngươi xuất hiện ở Hoang Tiên Thành, vậy mà không có hiển lộ ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy điểm này lục đạo luân hồi chi lực, có thể bức bản vương hiển lộ chân hình. Hoàng Thiên cực kỳ khinh thường. Hắn nhưng là hồng mông tiên vương, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại loại kia. Hoang tiên thành bên trong thiên đạo luân hồi chi lực vốn liền cực kỳ yếu kém, ứng phó hỗn nguyên tiên vương trở xuống người có lẽ còn có thể, nhưng nếu muốn ứng phó Hoàng Thiên, lại là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm không để ý đến Hoàng Thiên, mà là nhìn về phía yêu thiên tử, ý vị thâm trường nói, yêu thiên tử, nói như vậy, ngươi đã phản bội vạn tộc. Cái gì phản bội, đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta cũng chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, cái gọi là địch nhân của địch nhân,
chính là bằng hữu, không phải sao? Yêu Thiên Tử tà tà cười một tiếng. Ha ha, có ý tứ, như vậy nhìn đến, Tô La lúc trước hoài nghi ngươi không sai, nghĩ đến ngươi đã sớm đầu phục Khư tộc, hơn nữa lý do còn như thế đường hoàng. Yêu tộc có ngươi loại vật này, thật đúng là mất hết mặt mũi, không biết yêu chủ sau khi tỉnh lại, có thể hay không một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo hết sức, lần trước ngươi thật vất vả nhặt một cái mạng, đáng tiếc, ngươi không có cố mà trân quý. Ngả bài liền bằng ngươi, cũng có thể để giết ta. Yêu Thiên Tử mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, lần trước hắn mặc dù bại ở trong tay Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hắn đồng dạng là tiên vương cảnh, ai có thể giết chết được hắn. Ai ngờ, Yêu Thiên Tử nói ra lời này thời khắc, Hoàng Thiên cùng Thương Mộc cũng nhịn không được nhìn hắn một cái, trong mắt đều là vẻ cổ quái. Nếu không phải bọn họ tự mình nghiệm chứng Tiêu Phàm thực lực, biết rõ tiểu tử này cường đại, bọn họ thật đúng là tin tưởng Yêu Thiên Tử. Nhất là Thương Mộc, có thể nói Yêu Thiên Tử chính là hắn xúi dục, hắn đối Yêu Thiên Tử thực lực có thể nói cực kỳ thấu hiểu. Hiện tại cái này ở trong tay bản thân không chịu nổi một kích ra hỏa, vậy mà tại châm chọc mình ở trong tay đối phương không chịu nổi một kích người, làm sao nghe đều cảm giác cực kỳ chói tai. Không biết còn tưởng rằng người Yêu Thiên Tử là Hồng Mông Tiên Vương đây. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, không tiếp tục để ý Yêu Thiên Tử, một cái Hồng Trần Tiên Vương, hắn thật đúng là không để vào mắt. Không nói là hắn, chính là Thí Thần Long Tiêu, hiện tại cũng có thể nghiền sát hắn. Cho dù giết không chết, phòng ấn hắn lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, nói nhiều như vậy, đừng tiếp tục nhiều lời, động thủ đi. Tiêu Phàm đem ánh mắt. Kịch chiến tự tìm cái chết. Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới, lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Hắn tùy ý giơ lên bàn tay quét ngang mà ra, to lớn trưởng cương mang theo hủy diệt tính năng lượng ba động nhào về phía Tiêu Phàm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm nội tình. Miễn cưỡng có được phổ thông Hồng Mông Tiên Vương thực lực, nhưng là ở hắn cái này đỉnh cấp Hồng Mông Tiên Vương trước mặt, tất nhiên không chịu nổi một kích. Lần trước nếu không phải Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa xuất thủ, hắn đã sớm chết phỉnh lên. Ở Hoàng Thiên xem ra, bản thân một trưởng này, cho dù giết không chết hắn, cũng có thể tùy tiện trọng thương Tiêu Phàm. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm ở chưa hết toàn lực động thủ điều kiện tiên quyết, không thể nào là Hoàng Thiên đối thủ. Bất quá Tiêu Phàm đối mặt Hoàng Thiên công kích mãnh liệt, lại là không tránh không lùi, Tu La kiếm rung động, một đạo lợi mang chạm tại cái kia trưởng cương phía dưới, vậy mà xé mở một lỗ lớn. Hoàng Thiên thấy thế, hơi kinh ngạc. Tiểu tử này mấy tháng không gặp, rốt cuộc lại mạnh lên. Hồng hộc, đang lúc hắn thất thần trong nháy mắt, một đạo ngân sắc chớp lóe đột nhiên từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ngân sắc chớp lóe từ cái kia trưởng cương lỗ hổng ở giữa xuyên qua, trong nháy mắt đi tới Hoàng Thiên trước mặt, cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy thiên vũ, đem Hoàng Thiên nuốt vào. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, ngọn lửa màu bạc nổ tung, sau đó tất cả hỏa diễm cuốn ngược mà quay về, hóa thành một cái bạch y nam tử. Hoàng Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, nơi đó có lấy một cái đen nhánh trưởng ấn, bên trên còn có ngọn lửa màu bạc đốt cháy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng như máu hướng về phía trước, trong nháy mắt rơi vào cái kia hỏa diễm thân ảnh phía trên. Ngươi làm sao ở nơi này? Hoàng Thiên giận không kềm được, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Ở hắn không đứng nơi xa hỏa diễm thân ảnh không phải người khác, chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Chỉ là Hoàng Thiên làm sao cũng không nghĩ ra, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa vậy mà từ Tiêu Phàm mi tâm xông ra. Điều này nói rõ cái gì, Hoàng Thiên làm sao không minh bạch? Hiển nhiên, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đã thần phục Tiêu Phàm. Hoàng Thiên sắc mặt rất khó coi, hắn biết rõ Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa thực lực, hắn cùng Tiêu Phàm liên thủ, thực lực càng là cường hoành, hắn lần trước đều bị thiệt lớn. Lấy hai người liên thủ triển lộ thực lực đến xem, hôm nay muốn giết Tiêu Phàm, sợ không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, người tốt nhất có thể mau chóng tiêu diệt ta, bằng không, các cái khác người đến, có thể liền là ngươi tận thế. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lách mình lần nữa xông tới. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa kể từ khi biết Tiêu Phàm thực lực, nó nơi nào còn dám chạy trốn. Hắn thấy, một lần này, Hoàng Thiên đoán chừng phải xui xẻo. Hai người liên thủ phía dưới, mặc dù không cách nào áp chế hoàn toàn Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên cũng không làm gì được hai người. Hoàng Thiên nội tâm càng ngày càng sốt ruột,
nơi đây khoảng cách Hoang Tiên Thành mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng là đối với Hồng Mông Tiên Vương mà nói, không bao lâu nữa liền có thể đuổi tới. Tuy nói Thần Vô Tận bọn họ phần lớn người đều tiến về tiên ma giới ứng phó tạp đệ nhất phân thân, nhưng vẫn như cũ còn có mấy người trấn thủ lục đại tiên thành. Nếu như những người kia chạy đến, liên thủ Tiêu Phàm cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, đến lúc đó muốn giết chết Tiêu Phàm, không khác nói mơ giữa ban ngày. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm chiến không có một chút áp lực, lại nói, Hoàng Thiên căn bản liền giết không chết bọn họ. Chỉ là, Thí Thần cùng Long Tiêu hai người lại là rõ ràng có chút không địch lại, mặc dù yêu thiên tử hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng là đối phương trừ bỏ Thương Mộc Vương bên ngoài, thế nhưng là còn có một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, cùng hai cái La Thiên Tiên Vương. Bất quá, hai người vẫn như cũ không sợ hãi, cái kia hung ác chiến pháp, càng là để Thương Mộc Vương bọn họ tim mật phát lạnh. Bọn họ hàng năm ở Hỗn Độn Khư Địa chém giết, đối phó vạn tộc tu sĩ không ít, còn chưa bao giờ gặp gỡ hôm nay như vậy, ứng phó hai cái La Thiên Tiên Vương còn như thế cố hết sức. Yêu Thiên Tử sớm đã thấy choáng mắt, hắn tự mình cùng Tiêu Phàm cùng Thí Thần chiến đấu qua, biết rõ hai người thực lực rất cường đại. Thế nhưng là, hai người có mạnh hơn, cũng tối đa chỉ có La Thiên Tiên Vương thực lực mới đúng a. Mà bây giờ, Thí Thần vậy mà liều mạng hai cái Hỗn Nguyên Tiên Vương. Mà Tiêu Phàm, càng là có thể cùng Hoàng Thiên cái này Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này, hắn trong lòng càng bối rối lên. Nếu như Hoàng Thiên không cách nào giết chết Tiêu Phàm, đến lúc đó, hắn cấu kết Khư tộc sự tình liền sẽ triệt để bại lộ, về sau vạn tộc lại không đất dung thân của hắn. Làm sao bây giờ, Yêu Thiên Tử vô cùng nóng nảy. Nhất là nhìn thấy Hoàng Thiên thật lâu không cách nào cầm xuống Tiêu Phàm, hắn nhịn không được lặng lẽ lui lại, chuẩn bị chạy trốn. Nếu như ta là ngươi, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Cũng vào lúc này, Yêu Thiên Tử bên tai vang lên một thanh âm. Yêu Thiên Tử toàn thân chấn động, dường như gặp quỷ sống đồng dạng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Gia hỏa này, cùng Hoàng Thiên kịch chiến, lại còn chú ý bản thân. Yêu Thiên Tử sợ hãi, toàn thân run rẩy. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, cuối cùng, hắn vậy mà cắn chặt răng lựa chọn lưu lại, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng ở hai bên chiến trường chớp động. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy Yêu Thiên Tử không có chạy trốn, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, cũng không tiếp tục để ý, tiếp tục cùng Hoàng Thiên chém giết. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Thiên tâm cuối cùng cũng có chút loạn, không thấy phía trước thong dong. Mặc dù Tiêu Phàm cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa nhìn qua cực kỳ chật vật, thậm chí bị thương không nhẹ, nhưng là, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Mà Tiêu Phàm cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, lại tựa như đánh bất tử tiểu cường, lần lượt bị hắn đánh bay, lại lần lượt nhào lên. Tiểu tử này nhất định chính là người điên. Hoàng Thiên trong lòng giận mắng, hắn còn chưa từng thấy như thế người không sợ chết, gia hỏa này chẳng lẽ thật muốn cùng bản thân đồng quy vô tận. Mặc dù tiên vương cảnh bất tử bất diệt, nhưng là cuối cùng có một cái cực hạn. Một khi đột phá cực hạn này, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ vạn tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc liên minh, hắn nếu ở đây rơi vào trạng thái ngủ say, tuyệt đối chỉ có bị phong ấn phần. Tiểu tử, ngươi còn không đem ngươi át chủ bài xuất ra. Hoàng Thiên nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, mặt ngoài cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng nội tâm cũng vô cùng cảnh giác. Lần trước, hắn liền là bị Tiêu Phàm đồng thuật trọng thương, hoa thời gian rất dài mới khôi phục thương thế. Từ vừa mới bắt đầu cùng Tiêu Phàm chiến đấu, Hoàng Thiên đều đang cảnh giác Tiêu Phàm thi triển cái kia đồng thuật đánh lén. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm dù cho thương thế càng ngày càng yếu, vẫn không có thôi động kinh khủng đồng thuật. Càng là như thế, hắn Hoàng Thiên lại càng không dám buông lỏng cảnh giác. Xiết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hoàng Thiên vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nhìn ngươi rất chờ mong ta sử dụng bộ dáng, vậy liền nhìn kỹ. Tiêu Phàm nhe răng, đột nhiên tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Thiên trước người. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, toàn thân hiện nổi da gà lên, được không do dự xoay người chạy. Tiêu Phàm cái kia đồng thuật uy lực, hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng mà Hoàng Thiên quay người thời khắc, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, dường như bị một con rắn độc tiếp cận một dạng. Chỉ thấy một trương miệng to như chậu máu xuất hiện ở trước mặt hắn, bỗng nhiên hướng về cắn nuốt. Hoàng Thiên bị giật mình,
bản năng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy lưng bị đau, thấy lạnh cả người trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực. Cầu sinh dục rất mạnh phốc, Hoàng Thiên thân thể bị xỏ xuyên, cuồn cuộn hoàng sắc vũ khí quay cuồng, tràn ngập tứ phương. Hắn cúi đầu, không thể tin được nhìn xem cắm ở bản thân lồng ngực thần kiếm, lộ ra không thể tin. Bất quá, hắn không chần chờ chút nào, thân thể nghiêng người khẽ động, mặc cho ngực kiếm đem chính mình nhục thân bị thần kiếm nghiêng chặt đứt, cấp tốc hướng về một bên khác bắn đi. Khi hắn lần nữa quay đầu nhìn đi thời khắc, lại là phát hiện, bản thân một nửa khác nhục thân đã biến mất. Cùng đồng thời biến mất, còn có trương kia miệng to như chậu máu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên toàn thân chấn động, xoa xoa ánh mắt của mình, khôi phục nhanh chóng nhục thân. Hắn nghĩ không hiểu, cái kia miệng to như chậu máu làm sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ mình vừa rồi tiến nhập huyễn cảnh. Nhưng nhục thân bị chém đứt lại là chân thực phát sinh a. Hoàng Thiên, ngươi chỉ có dạng này thực lực sao? Vậy ta đối với các ngươi vài đầu vương khư thú liền rất thất vọng. Tiêu Phàm cười khẩy. Hoàng Thiên sắc mặt âm tình bất định, trong đầu như trước đang hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Tấm kia miệng to như chậu máu, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hiện tại toàn thân bộ lông đều dựng lên. Hắn làm sao biết, mới vừa nhìn thấy căn bản không phải cái gì huyễn cảnh, mà là vạn nguyên huyễn thú. Chỉ là, vạn nguyên huyễn thú đang thôn vệ hắn nhục thể về sau, liền bị Tiêu Phàm triệu hồi thể nội. Vạn nguyên huyễn thú chính là hắn căn thần thức, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt niệm ý một cái địa phương. Vừa rồi hắn dùng luân hồi chi nhãn hù dọa Hoàng Thiên, không nghĩ tới Hoàng Thiên thật trúng chiêu, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Mà vạn nguyên huyễn thú vừa lúc xuất hiện ở Hoàng Thiên phía sau, nếu như Hoàng Thiên tốc độ không giảm, tất nhiên sẽ xông vào vạn nguyên huyễn thú trong miệng, 8-9 phần 10 sẽ bị hắn thôn phệ luyện hóa. Bất quá, Hoàng Thiên không hổ là hồng mông tiên vương cảnh cường giả, cơ hồ là theo bản năng, cấp tốc hướng về một bên tránh đi, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là tổn thất nửa cỗ thân thể mà thôi. Danh con, ngươi dám âm ta, Hoàng Thiên gầm thét. Vừa rồi chân thực phát sinh sự tình, hắn thấy, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Ta liền âm ngươi, ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm phong khinh vân đạm nói. Thôn phệ Hoàng Thiên nửa cỗ nhục thân năng lượng, mặc dù không đủ để vạn nguyên huyễn thú đột nhiên tăng mạnh, nhưng là ổn định tu vi hoàn toàn vậy là đủ rồi, thậm chí còn có thể khiến cho bản nguyên đại đạo mở ra một mảng lớn. Hoàng Thiên mí mắt cuồng loạn, trầm mặc mấy tức, đột nhiên hét lớn, rút lui. Hiển nhiên, vứt bỏ nửa cỗ nhục thân hắn, không dám tiếp tục lưu lại nữa. Giết Tiêu Phàm, căn bản không có khả năng. Mà vạn tộc hồng mông tiên vương cường giả, 8-9 phần 10 đã chạy đến nơi đây. Giờ phút này không trốn, chờ chút khả năng liền không có cơ hội. Nói xong, Hoàng Thiên xoay người rời đi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà lại bị một cái La Thiên Tiên Vương dọa lùi. Thương Mộc Vương đám người nghe được Hoàng Thiên mà nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Phàm không chết, Hoàng Thiên vậy mà liền trốn được. Bọn họ rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì, hiển nhiên, Hoàng Thiên căn bản liền giết không chết cái kia La Thiên Tiên Vương. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực thật bất khả tư nghị. Thương Mộc Vương hung hăng trừng thí thần cùng Long Tiêu một cái, không cam lòng rời đi. Liền Hoàng Thiên đều chạy trốn, bọn họ những người này như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Oanh, chỉ là, Thương Mộc Vương bọn họ vừa mới phóng ra một bước, liền nghe được một tiếng kinh khủng nổ vang, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện Hoàng Thiên vậy mà bay ngược mà quay về. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên cường đại dường nào, vậy mà bị người giết về. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy hai cái hắc điểm cấp tốc tới gần, một cái hô hấp không tới thời gian liền xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Tử Vũ, Minh Vương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống, cười lạnh hướng về Hoàng Thiên, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến lượt ngươi chạy. Hoàng Thiên mắt lộ ra hung quang, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy đường lui. Đáng tiếc, tứ phương cũng đứng lấy một bóng người, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhất định phải giết ra bốn người bao vây. Chết, Hoàng Thiên không chút do dự, quyết đoán lựa chọn Tiêu Phàm phương hướng, một kiếm nổi giận chém mà ra. Tiêu Phàm thực lực ở trong bốn người chính là yếu nhất, bản thân đường đường hồng mông tiên vương,
muốn xông phá một cái La Thiên Tiên Vương ngăn cản, thực sự cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không tránh không đúng lui, trong tay Tu La kiếm rung động, kiếm ảnh đầy trời hội tụ thành kiếm hà, cùng Hoàng Thiên chi kiếm đụng vào nhau. Không thể không nói, Hoàng Thiên thực lực vượt qua đám người tưởng tượng cường đại, hắn kiếm khí nghiền nát Tiêu Phàm kiếm hà, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Tiên đồng, mở, mắt thấy Hoàng Thiên kiếm trong tay đi tới Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, trên người cổ động mạnh mẽ khí tức. Hoàng Thiên thấy thế, con người kịch liệt co vào, tại hư không lật ngã nhào một cái, cấp tốc rời khỏi Tiêu Phàm đồng thuật phạm vi bao phủ. Lui lại thời khắc, hắn ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Tiêu Phàm trên người, phát hiện Tiêu Phàm con người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng Thiên chỗ nào còn không biết, bản thân lại bị Tiêu Phàm lừa gạt. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, một đám lửa kém chút từ hắn tâm khẩu phun tới. Mà lúc này, Tử Vũ, Minh Vương cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa cũng thừa dịp Hoàng Thiên một sát na này thất thần công phu, nhao nhao đi tới Hoàng Thiên phụ cận. Không đợi Hoàng Thiên lấy lại tinh thần, hung mãnh công kích liền bao phủ hoàn toàn Hoàng Thiên. Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa thực lực có lẽ không cách nào cho Hoàng Thiên tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng Tử Vũ cùng Minh Vương đều là chân chính Hồng Mông Tiên Vương a. Nếu là bình thường, lấy Hoàng Thiên thực lực, ứng phó Tử Vũ cùng Minh Vương hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng là lúc này, hắn hoàn toàn không có chiến đấu chi tâm, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, ở đâu là Tử Vũ cùng Minh Vương đối thủ. Hoàng Thiên thân thể lần nữa nổ tung, hóa thành đầy trời hoàng sắc phụ khí. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, phất tay, mấy cái vòng xoáy xuất hiện ở đầy trời hoàng sắc phụ khí chung quanh, điên cuồng thôn phệ. Hoàng Thiên thân hình nhanh chóng hiển lộ mà ra, hắn vận chuyển tiên lực, xoay người bỏ chạy, toàn thân chán phóng nhức mắt kim quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không cần truy, Tiêu Phàm gọi lại Tử Vũ cùng Minh Vương. Lấy Hoàng Thiên thực lực, hắn có tâm chạy trốn, bốn người bọn họ muốn lưu hắn lại, quá khó khăn. Bất quá, Thương Mộc Vương mấy người liền xui xẻo. Bọn họ vừa mới tới gần Hoàng Thiên, liền bị Tử Vũ cùng Minh Vương giết trở về. Lần nữa bị thí thần cùng Long Tiêu cuốn lấy. Hai người bị thương thật nặng, nhưng là hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Chết đi, đang lúc Thương Mộc Vương bọn họ sợ hãi thời khắc, đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy Yêu Thiên Tử đột nhiên bạo khởi, lăng lệ móng vuốt giống như lợi nhận đồng dạng, hung hăng hướng về một cái khư tộc La Thiên Tiên Vương chém đi. Người kia một mực đề phòng thí thần cùng Long Tiêu, nơi nào sẽ nghĩ đến. Yêu Thiên Tử thời điểm then chốt sẽ ra tay với bọn họ. Chảo cương hiện lên, cái kia khư tộc La Thiên Tiên Vương trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù màu đen. Một màn này, ngay cả Tiêu Phàm đều có chút bất ngờ. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, liếc mắt liền nhìn ra Yêu Thiên Tử ý nghĩ. Yêu Thiên Tử ra hỏa này, cầu sinh dục thật đúng là không phải bình thường cường đại, vậy mà thời điểm then chốt phản chiến đối mặt. Hai vị tiền bối, nhanh! Giết bọn hắn, Yêu Thiên Tử giống to, lần nữa chủ động xuất kích, hắn giờ phút này, hoàn toàn biến thành một cái trung thành vạn tộc tu sĩ. Giết không cần Yêu Thiên Tử mở miệng, Tử Vũ cùng Minh Vương hai người sớm đã động thủ. Lấy hai người thực lực, ứng phó hai cái Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng hai cái La Thiên Tiên Vương, căn bản không có gì ngoài ý muốn, trong nháy mắt trấn áp bốn người. May mắn hai vị tiền bối đến kịp thời, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yêu Thiên Tử nịnh hót nhìn xem Tử Vũ cùng Minh Vương, xem như làm bộ dạng như không có gì. Còn lại chỉ xem hướng Tiêu Phàm thời khắc, còn không nhịn không được đắc ý chừng lên mí mắt. Dạng như vậy tựa như lại nói, lão tử coi như muốn ngươi chết, ngươi lại có thể làm gì ta? Bốn người này xử trí như thế nào? Minh Vương nhàn nhạt nhìn xem bị phong ấn bốn người. Giết, Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lúc đưa tay, hai cái kia khư tộc cường giả. Trực tiếp bị một cái vòng xoáy thôn phệ, trở thành vạn nguyên huyễn thú khẩu phần lương thực. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đi đến Thương Mộc Vương cùng một cái khác La Thiên Tiên Vương trước mặt, chậm rãi giơ lên bàn tay. Yêu Thiên Tử nheo mắt, quát lên, Tiêu Phàm, hai vị tiền bối đều còn không lên tiếng, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn xem Yêu Thiên Tử, làm sao, ngươi nghĩ che chở bọn họ? Ngươi nghĩ vu hãm ta? Yêu Thiên Tử cười lạnh. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy một chân hung hăng dẫm ở hắn lồng ngực, trọng trọng đập xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, hắn mới phát hiện, dĩ nhiên là Tiêu Phàm động thủ với hắn.
Vu hãm ngươi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, toàn thân sát ý nở rộ, nói thật, giết người ta đều cảm thấy bẩn tay của ta. Tiền bối, cứu mạng, hắn tàn sát đồng bạn, tội không thể tha thứ. Yêu Thiên Tử giống to, hướng Tử Vũ cùng Minh Vương cầu xin tha thứ. Nhưng mà, khi hắn nghe được Tử Vũ lời kế tiếp lúc, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đại ca, người này chuyện gì xảy ra? Tử Vũ mở miệng hỏi. Đại ca, Yêu Thiên Tử trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Một cái Hồng Mông Tiên Vương, vậy mà xưng hô một cái La Thiên Tiên Vương là đại ca. Nếu không phải chính tai nghe được, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, bằng vào tiếng xưng hô này, hắn liền biết, bản thân lần này chết chắc. Tiểu tử này lần trước bị hắn đánh một trận, lần này vậy mà cấu kết Hoàng Thiên, hóa thân lang tổ, đem ta dẫn tới nơi đây. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Yêu Thiên Tử, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà. Tử Vũ nghe vậy, ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Yêu Thiên Tử toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng, hét lớn, Tiêu Phàm, người dám vu hãm ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói yêu chủ sao? Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, Yêu Thiên Tử người như vậy, thật đúng là không đáng hắn sinh khí. Yêu chủ nếu như biết rõ ngươi hãm hại ta đại ca, đoán chừng sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tử Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Yêu Thiên Tử ánh mắt tràn đầy chán ghét. Dừng một chút hắn lại nói, ta đại ca muốn giết ngươi, yêu chủ cũng bảo hộ không được. Yêu Thiên Tử nghe vậy, sợ hãi toàn thân run rẩy, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn có thể không tin, Tiêu Phàm liền yêu chủ mà nói cũng dám đắc tội. Ngươi không tất phải biết, cũng không tư cách này, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phốc, vừa dứt lời, Yêu Thiên Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân trong nháy mắt uể oải, từ tiên vương cảnh rơi vào thánh tổ cảnh. Hiển nhiên, hắn bản nguyên đại đạo vỡ nát. Ngươi thật là ác độc, Yêu Thiên Tử ngậm lấy một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Thật ác độc, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sợ yêu chủ, mà là nhường ngươi hảo hảo nhìn xem, cấu kết khư tộc là kết cục gì. Nói xong, Tiêu Phàm một cước đem Yêu Thiên Tử đá bay ra ngoài, toàn thân xương cốt sụp đổ, ngã trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng dậy. Dạng người này, hẳn là trực tiếp làm thịt, Minh Vương ở một bên bổ sung một câu. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hắn hãm hại không ít vạn tộc tu sĩ, giết hắn lợi cho hắn quá rồi, tạm thời lưu hắn một cái mạng, có là người ứng phó hắn. Xa xa Yêu Thiên Tử nghe nói như thế, toàn thân như rớt vào hầm băng, lạnh tới cực điểm. Đại ca, hai người này giao cho ngươi. Tử Vũ lại nhìn về phía còn dư lại Thương Mộc Vương cùng một cái khác hỗn độn tiên linh tộc La Thiên Tiên Vương. Các ngươi không thể giết chúng ta, bây giờ vạn tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc là đồng minh, các ngươi nếu như dám giết chúng ta, sẽ để cho hỗn độn tiên linh tộc tâm hàn. Thương Mộc Vương giống to không thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, cười cười, ngươi lời nói này cũng không sai. Thương Mộc Vương sắc mặt vui vẻ, hắn thấy, hai người mình hẳn là được cứu rồi. Bất quá, nhưng mà, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, ta liền tính giết các ngươi, chẳng lẽ hỗn độn tiên linh tộc còn dám bỏ qua vạn tộc đồng minh sao? Đừng quên, hỗn độn tiên linh tộc đã phản bội tạp, chẳng lẽ tạp sẽ còn buông tha một đám kẻ phản bội? Thương Mộc Vương hai người lạnh cả người, sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ dùng hỗn độn tiên linh tộc đến uy hiếp Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại căn bản không quan tâm. Có lẽ cách làm của hắn xác thực sẽ để cho một chút hỗn độn tiên linh tộc có ý kiến, nhưng là hỗn độn tiên linh tộc chẳng lẽ còn dám tiếp tục phản bội vạn tộc hay sao? Đó là không có khả năng. Đừng nói hỗn độn tiên linh tộc bây giờ đã suy thoái, căn bản không có tư cách cùng khư tộc vật tay. Liền xem như vạn tộc, hỗn độn tiên linh tộc cũng không phải là đối thủ. Bọn họ có thể sống sót cơ hội duy nhất, chính là cùng vạn tộc liên thủ. Nếu để cho Thương Thiên cùng Thanh Thiên bọn họ biết rõ, hỗn độn tiên linh tộc cùng vạn tộc liên thủ về sau, các ngươi dám cõng hắn cấu kết khư tộc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào đối phó ngươi? Tiêu Phàm vẫn như cũ cười híp mắt nói, giết các ngươi đều là nhẹ nhõm, bởi vì các ngươi ở phá hư đồng minh. Lại nói, ta hiện tại giết các ngươi, nơi này lại không người biết rõ, không phải sao? Thương Mộc Vương hết sức sợ hãi, vừa định mở miệng nói xong. Đột nhiên, hai người bọn họ trong nháy mắt ngốc trệ. Trong miệng máu tươi cuồng phún, khí tức trên thân không ngừng rơi xuống, rất nhanh biến thành phổ thông thánh tổ cảnh.
Tiêu Phàm tìm được hai người bản nguyên đại đạo, trực tiếp nghiền nát. Mặc dù thánh tổ cảnh cũng là bất tử bất diệt, nhưng đó là bởi vì bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực tồn tại. Nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói, muốn ma diệt hai người bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực, lại là cực kỳ đơn giản. Nhớ kỹ, kiếp sau, hảo hảo làm người. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, tuế nguyệt chi giới nháy mắt thôn phệ hai người. Một trận thanh phong phất qua, bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh im ắng, Thương Mộc Vương cùng một cái khác hỗn độn tiên linh tộc La Thiên Tiên Vương, cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Hai người liền ngủ say cơ hội đều không có, không phải Tiêu Phàm quá ác, mà là giữ lại bọn họ, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Xa xa yêu thiên tử nhìn thấy một màn này, sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân 10 điểm may mắn còn để lại một cái mạng. Chỉ là hắn không biết, bản thân sống sót, chưa chắc là một chuyện may mắn. Làm sao chỉ có hai người các ngươi đến, những người khác đâu? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Tử Vũ cùng Minh Vương nói. Ma chủ mấy người trấn thủ Hoàng Tiên Thành, những người khác tất cả đều tiến về tiên ma giới, tình huống không phải quá tốt. Tử Vũ thở dài, ngay sau đó đem tiên ma giới sự tình cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần, ngược lại là cùng trước đó Hoàng Thiên nói tới không kém bao nhiêu. Vậy ta về trước tiên ma giới. Tiêu Phàm thở sâu, nhưng làm hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, tà thần đây. Tái chiến thời không thôn thiên kình khó trách Tiêu Phàm vừa hỏi như thế, thần vô tận bọn họ cùng tạp đệ nhị phân thân một trận chiến, từ đầu đến cuối, tà thần cũng không xuất hiện. Không chỉ có như thế, bốn đại tà vương cũng không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Bọn họ đi, Tử Vũ nhìn về phía chân trời. Nơi đó chính là thời không giới hải phương hướng, tà thần một mực trấn thủ ở thời không giới hải một chỗ khác. Đi, Tiêu Phàm sững sờ, truy vấn, đi đâu? Không biết, Tử Vũ lắc đầu, bọn họ lúc trước cùng thời không lão nhân đám người đã đạt thành cái nào đó hiệp định, một mực hỗ trợ trấn thủ tiên cấm kiếp địa cửa vào. Về phần cái này hiệp nghị là cái gì, chúng ta cũng không biết. Bất quá, cùng tạp chiến đấu, chúng ta không muốn đối với hắn báo hy vọng quá lớn. Hắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu. Tà thần không tham dự vạn tộc cùng tạp chiến đấu, vì sao vậy? Hắn cũng biết, Tử Vũ đoán chừng cũng không rõ ràng, bằng không mà nói, sẽ như thực nói cho hắn. Tất nhiên tà thần rời đi, cái kia tiên cấm kiếp địa cửa vào do ai trấn thủ? Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Hắn còn nghĩ đến để vô tận thần phủ người tiến về tiên ma giới lịch luyện đây. Nhất là hỗn độn khư địa, đây chính là tiên vương cảnh tu luyện thánh địa. N.